quay đèo cũng sợ làm mà nào cũng không thì cũng muộn. Mặt thì đỏ lắm rồi, hoa nhảy ổ ầm ầm rồi chị đẹp và cứ các bạn cười cười toàn rủ nhau thu về bụi thôi. Ngại thấy cây thể béo cây con quát ngoài đồi ấy, biết là nó đẹp lắm ổ thu ổ quát cả đứa đẹp. Cứ con quát của quát ở trong cái bụi cây em nhận được 3k rồi, đẹp quá, cảm ơn chị Hoàng Hà nhé. Hàng đấy là hàng đẹp mà, có phải em có lấy cái hàng linh tinh cho các chị đâu. Em chào Thanh Lam, em chào chị Liên Đông nhá, em chào chị Linh Lê. Hello tất cả mọi người đang xem livestream của em. Chúc các tình yêu một buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Còn size M không nhở chị Hoa nhở? Bác ca ai? Chị ơi đơn hàng, các bác ơi đơn tối qua. Đơn tối qua nhà em chưa chốt xong đâu. Nên các chị yêu thông cảm nhá. Sáng ngày mai nhân viên nhà em sẽ gọi chốt tiếp. Còn đơn tối hôm nay các bác muốn dồn thêm cả đơn tối qua thì những chị nào mà chưa được chốt đơn thì các chị cứ dồn thêm đơn của tối hôm qua với tối hôm nay được nhá các chị yêu. Thế trạng Nghệ An chưa gửi được đâu chị Việt Hà Trần ơi. Nghệ An em chưa nhận ship đơn được ạ. Toàn tỉnh Nghệ An là không ship được đơn này bác ơi. Nghệ An nay em bỏ rất là nhiều đơn tại vì là chốt xong rồi các chị bảo là ở tỉnh Nghệ An thì bọn em lại phải hủy đơn. À, bác không, bác ca 1m55 không bị dài rộng đâu chị ạ. 44 cân chị cứ mặc size M cho em chị Vi Phương nhá. 811 và 805 size M còn không. 811 thì 811 rồi chị kìa. Tất cả đều còn đủ size ạ. Em chào chị Dương Vọng, em cảm ơn ạ. Các bác vào livestream cho em xin một lúc chia sẻ. Hôm nay cuối tháng em xin phép là giá nào em cũng bán. Để chị ạ, giá nào em cũng bán. Bình Thuận vẫn ship bình thường chị Hà Phan Thị nhá. Bình Thuận vẫn đi đơn bình thường ạ. Thật sự luôn là cuối tháng thì rất là nhiều khoản phải chi. Đấy chị ạ. Chủ hàng bắt đầu là chốt sổ cuối tháng cho nên em rất là cần tiền. Cho nên là giá hôm nay là giá nào em cũng bán. Em chào chị Lan Vũ nhá. Hello chị. 817 em còn nhưng mà còn đa số là còn size XL thôi chị ạ. LXL thôi nhá, không còn size M đâu ạ. Quảng Bình có ship được không nhỉ? Quảng Bình còn chị. Quảng Bình ở ngoài này vẫn ship được. Miền Trung, Quảng Bình ở ngoài miền Trung rồi đúng không? Từ thành phố Hồ Chí Minh lộn vào thôi. Các chị ơi, các chị nói chung là Bình Dương này. Bình Dương này, thành phố Hồ Chí Minh này. Đồng Nai này, Vũng Tàu này. Được chưa ạ? Bến Tre này. Nói chung là những cái vùng mà đang ở giãn cách ấy và đang ở trong chỉ thị 16 ấy, giãn cách xã hội là bọn em không ship được đơn. Đấy các bác thông cảm nhá. Em nhận đơn ship ở vùng xanh với lại là vùng màu da cam ấy. Đấy, cho nên là vùng đỏ thì em không ship được rồi ạ. Hà Nội chưa ship được đơn chị Quý Nguyễn ơi. Nhà em không bán đồ nam ạ, Vũ Thị Sơn nhá. Hôm kia đặt áo da mà giờ còn chưa thấy gọi chốt, chị Hoàng nhay để lại số điện thoại cho em với ạ. Cho em xin lại số điện thoại của chị nhá. Rồi, hello các bác đi qua live stream cho em xin một nút chia sẻ với. Thực sự luôn là hôm nay là cuối tháng rồi ạ. Em chốt sổ cho nên là em chốt giá đẹp luôn ạ. Đây, bây giờ em còn một ít bộ hàng Quảng Châu nhá. Còn một ít bộ hàng Quảng Châu. Bác nào thật tâm chia sẻ live stream em tặng các chị gọi là một cái giá quá sốc luôn. Nhưng mà các chị được bộ nào thì các chị lấy bộ đấy nhá. Được chưa ạ, chỉ chọn được size vừa thôi. Đến bây giờ là mỗi màu chỉ còn một bộ. Được chưa ạ, mỗi màu còn một bộ thôi và phong các chị trên 60 cân. Bây giờ em chỉ còn xác các chị trên 60 cân thôi ạ. Các chị comment cho là tặng bộ Quảng Châu và kèm số điện thoại ạ. Tặng bộ Quảng Châu và kèm số điện thoại cho em ạ. Em xin phép tặng các chị yêu mình 99.000. Với cái gì? Thôi đừng giật mình, em bảo rồi em còn có vài bộ thôi. Được chưa ạ? 99.000 một bộ, được chưa ạ? Hàng này các chị đã mua hơn 400. Hàng này các chị đã mua hơn 400.000, em tặng các chị 99.000 đồng được chưa ạ? Đây các chị này. Em đang còn size các chị trên 60 cân nhá. Để chạy trên 60 cân chốt đơn, còn dưới 60 cân em không chốt. Mã này các chị comment là tặng bộ Quảng Châu và kèm số điện thoại.
Để chị tặng bộ Quảng Châu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Ôi các chị này, thề luôn các bác nhá. Quy Nhơn em chưa biết được chị Việt Nga Nguyễn ơi, chị cứ đặt hàng lên số điện thoại đi. Ngày mai thì các bác nhân viên thì em sẽ là chốt đơn là các chị, các bạn sẽ hỏi các chị về tỉnh sau, tại vì cái này em cũng chưa nắm được rõ, chỉ có nhân viên là các bạn biết thôi. Đó, tặng bộ Quảng Châu cho em ạ, 99.000. Em thề. Để chị ạ, em thề luôn ạ, bộ này các chị này. Đa số như em bây giờ còn size các chị trên 60 cân. Nhá, bây giờ đa số còn size của trên 60 cân ạ, 99.000 đồng một bộ, em chốt cho khách lẻ không chốt cho xỉ nhá. Giá này xin phép em tặng cho khách lẻ nhà mình ạ. Mỗi chị yêu nhà mình 1 2 bộ, một bộ thôi. Một bộ thôi. Để chị ạ, cứ 99.000 đồng cho em ạ, bộ này là hàng lẻ. Áo em mặc còn chị ơi. Bộ này nó là hàng lẻ. Đây các chị đã mua rồi các chị biết. Nếu như bình thường em có thời gian ý, thì em sẽ trả từng bộ một là nó sẽ có rơi khoảng tầm là 250. Để chị ạ, em đã xả 250.000 một bộ như này rồi. Các chị lên đơn hàng cho em tặng bộ Quảng Châu và kèm số điện thoại. Để chị ạ, tặng bộ Quảng Châu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, chị nào vừa các chị lấy nhá. Chị nào vừa các chị mình lấy cho em ạ, 99.000. Các chị này, cứ 99.000 đồng một bộ cho em ạ. Các chị trên 60 cân chốt đơn. Để chị ạ, trên 60 cân em nhận đơn ạ. Đây, nó lẻ mỗi mẫu nó còn một bộ thôi ạ. Em xin phép là tua nhanh ạ. Em xin phép tua nhanh như các bác nhá, 99.000 đồng. Cứ 99.000 đồng, chị nào được bộ nào thì hoan hỉ cho em bộ đấy. Chị nào được bộ nào thì hoan hỉ cho em bộ đấy ạ. Toàn bộ của hàng cao cấp cho em ạ. Cứ 99.000. Đấy, cứ 99.000 đồng cho em đấy các bác này. Đen hoặc đỏ nhá. Các bác các chị lấy cho chị là một đen hoặc là một bộ màu đỏ. Để chị ạ, cho chị size vừa là được. Để chị ạ, cho chị size vừa là được cho em ạ. 99.000. Đâu nhỉ? Còn không? Đấy, nó còn tầm khoảng là 10-15 bộ thôi. Nó còn khoảng tầm 10-15 bộ thôi các bác nhá. Tất cả những cái mẫu này em đã bán qua hết rồi. Em đã bán qua hết rồi, em tặng các chị 99.000. Ok chưa? Rồi ôi, rẻ hơn hàng xưởng luôn ý. Để chị ạ, rẻ hơn hàng xưởng luôn. Chất này các bác không phải suy nghĩ luôn. Để chị ạ, chất này các bác không phải suy nghĩ luôn. Bỏ qua cho em chị ơi. Nào tiếp theo ạ. Tặng bộ Quảng Châu cho em 99.000. Đâu ạ, quần công sở đâu? Bây giờ nhá, quần công sở hiện tại em đang còn lẻ mẫu lẻ size. Em chỉ bán đúng ngày hôm nay thôi. Được chưa ạ? Em đang đặt hàng thêm rồi, nhưng mà khi nó về đủ mẫu, đủ size, đủ màu, đủ size thì giá của nó thì em sẽ bán theo cái giá của nó sẽ là đủ màu, đủ size. Còn bây giờ là lẻ size, em sẽ lên theo cái kiểu mà lẻ size luôn ạ. Đâu quần đâu? Mẫu trong rồi. Cái mẫu mà khách dở ra đâu? Chị treo ở kia với ngoài này. Ôi đừng lấy làm gì. Đây mẫu lộn xộn nha. Chết rồi, mai bố nó xem nhá. Chết rồi, chết rồi. Toang luôn. Rồi, em xin phép hôm nay em tặng các chị quần công sở. Để chạm quần công sở. Ngày hôm nay em alo show luôn ạ. Chị nào, các chị ơi toàn bộ những cái hình mà em đang bán rất là đắt hàng luôn. Nhưng bây giờ nó lẻ sai hết ra rồi. Được chưa? Nhưng mà bây giờ nó lẻ sai hết ra rồi. Các chị comment là tặng quần công sở đi. Để chị ạ, tặng quần công sở và kèm số điện thoại cho em ạ. Bây giờ thì các chị chỉ lên cho em cân nặng chiều cao. Đấy, lên cân nặng chiều cao luôn giúp em ạ. Em có size các chị từ 40 cân đến 57 cân. 40 cân đến 57, 58 cân. Để chị ạ, 40 đến 57, 58 cân. Các chị chọn màu, chọn size vừa. Để chị ạ, không chọn hình. Để chị ạ, chọn màu và chọn size vừa, không chọn hình cho em. Đấy, em cho các chị xem này, nó sẽ có cả đen với nâu nhá. Toàn bộ là màu đen, màu nâu hết, là những cái màu quần gọi là cơ bản cho các bác luôn ạ. Toàn bộ là hình đen với nâu như này. Tặng quần công sở cho em ạ. Tất cả những cái mẫu này thì em vẫn đang bán ấy. Em đang bán và em đang gọi hàng về. Nhưng mà hàng nó về lâu quá thì em cũng không còn chỗ để cuối tháng rồi. Em tặng nhanh các bác nhá. Em tặng nhanh luôn. Để chạ cứ 115.000 một quần. Được chưa ạ? 115.000, các chị chọn màu, chọn size vừa, không chọn hình. Được chưa ạ? Cứ chọn màu, chọn size vừa cho em ạ, không chọn hình. Được chưa ạ? Toàn bộ của quần Becky cho em Huyền mặc mẫu là mặc cho các chị xem một cái phong sáng của nó nhá. Được chưa ạ? Tặng quần công sở và lên đơn kèm số điện thoại cho em ạ, 115.000 đồng một quần nhá. Cứ 115.000 đồng một quần cho em ạ, nó sẽ có rất là nhiều hình khác nhau. 40 cân đến tầm khoảng là 57 cân, 58 cân đổ về em chốt đơn. Cứ từ 40 cân đến 57, 58 cân đổ với em chốt đơn hàng. Các chị nhìn cho em quần công sở này. Các chị lên đơn hàng cho là tặng quần công sở cho em ạ. Bao nhiêu tiền? 115.000. Để chạm 115.000 đồng. Các chị gái lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Hai màu nhá, nâu với đen. Các bác cứ làm cho em cả đôi đi. Để chạm. Một cái quần không bằng tiền công, đúng rồi chị ơi. Tại vì là dạ, dòng này ý, em đang lẻ size lẻ số.
Được chưa? Em tặng là bây giờ nó chỉ còn lẻ sai lẻ số. Bây giờ các chị chỉ chọn là cho chị được cho chị một cái quần màu nâu, chị 50 cân, chị cao 1m58 chẳng hạn, thì các bạn sẽ nhặt cho các chị bất kỳ một cái hình các chị mặc vừa. Còn bây giờ thì không chọn hình được các bác nhá. Bây giờ là em không còn số lượng nó đủ size nữa rồi. Được chưa? Em không còn số lượng đủ size rồi, em tặng các chị nốt là 115.000. Ok chưa? Cứ 115.000 đồng lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Nó nhiều hình lắm. Tất cả cái quần công sở nhà em nó có rơi khoảng tầm là 10 hình khác nhau cơ. Đấy chưa? Nó khoảng 10 hình khác nhau luôn ạ. Alo số hết cho nó nhanh. Đấy chưa? Em alo số hết cho nhanh. Em tặng các chị 115.000 đồng một quần nhá. Không có rêu chị ơi, chị ơi, nó chỉ có hai màu nâu đen thôi. Nó chỉ có hai màu nâu đen. Chị ơi, áo em mặc đâu chị? Khách hỏi quá. Đấy chưa? Cứ 115.000, 115.000 một con quần công sở. Chị nào đã nhận được quần nhà em các chị biết đúng không ạ? Và chuyến sau nhà em về của nó sẽ là đủ size số, mẫu mới thì giá của nó sẽ khác. Còn bây giờ em tặng các chị ạ, 115.000 một quần. Ok chị ạ, cứ 115.000 một quần vải cho em, một quần vải công sở nhá. Tất cả các hình khác nhau. Đấy, các chị nào lấy hai quần em sẽ chọn các chị hai mẫu, hai hình ạ. Ba quần em sẽ chọn các chị ba hình khác nhau. Đấy chị ạ, cứ bao nhiêu ạ? 115.000 đồng. Đây áo đá này. Áo đá đẹp long lanh luôn ạ. Em có size các chị nhà mình dưới 60 cân nhá. 40 cân đến 60 cân. Đấy chị ạ, cứ từ 40 cân đến 60 cân cho em, đá Quảng Châu nữa các bác này. Hình này khác này. Rồi em có size L và XL. Đấy chị ạ, đa số là còn size các chị tầm 55 cân. Ôi có cả xanh luôn này. Em ơi này các bác ơi, nhìn cho em con áo này. Chị ơi, đơn tối qua nhà em vẫn chưa chốt xong nhá. Các bác ơi thông cảm cho em, mới đơn tối qua nhà em vẫn chưa chốt xong. Các chị cứ đợi điện thoại của em với. Ngày hôm nay các bác thích mẫu nào các chị có thể dồn được đơn tối qua. Nếu như chị nào chưa được chốt đơn. Đấy chị ạ, các chị lên cho là mã này là mã gì ạ? Tặng một cho em với. Đấy chị ạ, tặng một và kèm số điện thoại ạ. Em đang có màu trắng này, màu xanh này. Màu em mặc là màu hồng nhạt các bác nhá. Mỗi màu em chỉ còn vài chiếc thôi ạ. Màu hồng nhạt này, hồng đậm thì em cũng chỉ còn 2-3 chiếc. Màu hồng đậm cho em ạ. Được chưa? Các chị chọn màu, các chị chọn size vừa. Các chị nhìn cho em một con áo đá hãng này. Được chưa? Áo đang mặc 100.000 cái. Được chưa? 100.000 đồng. Được chưa các bác? Em tặng các chị 100.000 một áo. Các chị comment cho là tặng một. Các chị chọn màu, chọn size vừa. Em có là size L và size XL nhá. Hai size cho em ạ, 40 cân đến tầm khoảng 60 cân đổ về. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Các chị comment cho là mã tặng 1 cho em với ạ. Tặng 1 và kèm số điện thoại ạ. Chị nào nhanh thì được thôi. Ok chưa ạ, chị nào nhanh thì được thôi các chị yêu. Đấy chứ ạ, em đang có màu hồng đậm, hồng nhạt. Hồng đậm, hồng nhạt, màu xanh với lại là màu hồng đậm, hồng nhạt, màu xanh, màu trắng, 4 màu cho em. Hồng đậm, hồng nhạt, màu xanh, màu trắng. Các chị yêu mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Em tặng các chị mức giá là 100.000 một áo. Em tặng các bác nhà mình 100.000 đồng một áo. Nhanh tay nhá các bác nhá. 100.000 ạ. Áo đá. Mẫu đồ nào club không có chị ơi, bây giờ không còn đâu chị ạ. Bây giờ là hàng hè em đang sale hết. Em đang sale hết các chị yêu ạ. Tặng một lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn cho em màu nhá. Nhìn màu cho em ạ, con màu xanh này. Thực sự luôn là em xin phép là cái mã này, các chị nhìn cho em con áo này. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó chất cốt tông nhá. Đính đá cho em ạ, dòng đính đá cho em ạ. Tặng một cho em ạ, quần em mặc không còn chị ơi, hết hàng rồi ạ. Tặng một chọn màu cho em với. Không cần mặc đâu chị, em chỉ cần dơ thôi. Em chỉ mặc một cái mẫu em mặc thôi cho nó nhanh thôi. Tại vì những cái hàng này em mặc lên là không có hàng chốt ở đâu. Em mặc lên lâu lâu một tí là không có hàng chốt. Đấy các bác đã mua rồi các chị biết rồi ạ. Em tặng các chị có 100.000 một con áo, hàng của là hàng 230. 230 là sale 100.000 ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Hàng đá của Tây Đê các bác nhá. Hàng đá của Tây Đê cho em rất là đẹp luôn ạ. Tặng một. Em qua mẫu này. Nó chỉ còn có bằng này chiếc thôi. Đấy chứ ạ, nó chỉ còn có bằng này chiếc. Em xin phép là sale nhanh ạ. Tặng một lên đơn hàng cho em ạ. Chị ơi áo không có cổ đâu. Không có cổ này. Xong rồi cái gì cũng được. Cái gì cũng được đây. Đây này các bác này. Tất cả hàng này là hàng lẻ mẫu. Đấy chứ ạ, tất cả hàng này hàng lẻ mẫu lẻ size. Cái kéo đâu. Các bác nhìn áo này. Mã này các chị lên đơn hàng cho là tặng 2. Em bảo rồi, tất cả những mẫu này em chỉ còn số lượng, nó còn vài cái một. Cứ vài cái một như này ạ. Không, các chị tầm thưởng là dưới 60 cân đổ về nhá. Cứ dưới 60 cân đổ về, không phải mẫu lẻ đâu. Mẫu này em còn đỏ với trắng. Em đang còn màu đỏ, màu trắng. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 2 ạ. Tặng 2 và kèm số điện thoại cho em này. Ok chưa ạ, tặng 2 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Ê ơi, các chị nhìn áo này.
Được chưa ạ? Form các chị dưới 60 cân cho em nhá. Được chưa ạ? Dưới 60 cân em nhận đơn mã này. Con đuối mặc không có bán. Em xin phép qua mẫu luôn ạ. Tặng hai và kèm số điện thoại cho em. Huỳnh thay cái áo không có cổ vào đi. Thêm một mẫu để chị mặc thêm một mẫu được. Thay em một mẫu nào cũng được. Áo đá thì không cần mặc lên đâu. Áo đá nó có số lượng nhiều đâu mặc lên. Rồi tặng hai cho em ạ. Nhanh nhá. Để chạm mẫu này thì em không có nhiều đâu. Để chạm em không có nhiều. Em đang còn trắng này. Trắng em còn đúng 2-3 chiếc ạ. Màu đỏ em còn 4-5 cái. Size XL nhá bác nhá. Size XL cho em ạ. Dòng áo đá. Giấy em mặc không có bán chị ơi. Tặng hai lên đơn hàng cho em ạ. 99.000. Nhanh nhá các bác ơi. Những cái mã này các bác phải nhanh tay cho em ạ. Chia sẻ live stream mình không bị ẩn comment nhá. Còn ẩn comment rất là tiếc luôn là em xin phép tặng các chị ơi mình 99.000 một áo. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em là tặng 2 ạ. Tặng 2 99k cho em. Siêu đẹp luôn form các chị cứ dưới 60 cân cho em ạ. Cứ dưới 60 cân nhận đơn. Dòng này dòng dáng ôm cho em nhá. Dáng ôm cho em màu trắng với màu đỏ. Trắng với đỏ của mã hàng tặng 2. Đấy các bác nhìn cho em ạ. Xuất sắc luôn ạ. Tặng 2 lên đơn hàng cho em ạ. Cho chị cả một mẫu áo thổ nữa. Áo thổ đá, áo thổ hình ấy. Thổ hình thông minh ấy. Rồi ạ, tặng 2 nhá. 99.000. Ok chưa? XL. Mã này đánh 1X với 2X ấy, chị Trần Lệ Thành ơi, không có size SML, SM đâu. Không có SM mà đấy là L với lại XL. À quên, size 1XL với 2XL ạ. Tặng 2 lên đơn hàng cho em ạ. 99 thì nốt. Đấy chứ ạ, còn có mấy cái thôi, qua mẫu luôn. Tiếp theo ạ, mã này này. Mã này có nguyên trắng này. Đấy chứ ạ, mã này có nguyên màu trắng. L với lại XL. Đây chạm có nguyên trắng của size LXL cho em ạ. Toàn bộ dòng đá xịn nha các bác nhá. Em có nguyên màu trắng. Các chế chọn 5-7 mẫu đi. Tại vì là ngày mai mà nhỡ mình hết mã nọ thì mình còn có mã kia. Chứ các chị chọn 1-2 mẫu là ngày mai em thề luôn là chắc là các chị không có. Đấy các chị cứ chọn chốt 4-5 mẫu dự phòng đi ạ. Các chị lên đơn hàng cho là mã là tặng 3 cho em. Chị nào đã mua dòng áo đá thì em các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ. Form này các chị cứ từ khoảng là trên 40 cân đổ lên nhá. Tặng 3 cho em ạ. XL các chị tầm 62-63 cân đổ về. Đấy, có 2 size cho em ạ. Tặng 3 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Đến nguyên màu trắng à? Nguyên màu trắng. Đấy chứ ạ, em còn nguyên màu trắng chị tặng các chị nốt 99.000. Áo đá trắng này các bác này. Form này các chị tầm khoảng là 60. Form này thoải mái 65 cân đấy. Đấy chứ ạ, từ 45 cân đến 65 cân đổ về. 45 cân đổ lên chị ơi. 45 cân đến 65 cân đổ về em nhận đơn. Đấy chứ ạ, 99.000 đồng mã hàng cho là tặng 3. Áo đá các bác nhìn cho em áo này. Để chạm toàn bộ áo đá của hàng Quảng Châu cho em ạ. Toàn bộ đá hàng Quảng Châu. Cái đá này các chị ơi giặt nó không bị bong. Giặt nó không bị bong ạ. 99.000 đồng một áo. 99k vâng. Đây phải không? Đây ạ, 99.000 một áo này. Các bác nhìn áo đá này. Để chạm siêu phê luôn ạ. Mê ly luôn nhá các chị yêu nhá. 99.000. Em bảo thật các bác này, những cái áo đá các chị nên lấy. Tại vì lần trước của nó toàn dòng hơn 200.000. Giấy em mang không có bán như bụng thảo ơi. Tặng 3 cho em ạ. Chị nào nhanh thì được thôi. Tại vì mã này tất cả của nó là hàng em sale cuối vụ. Được chưa? Hàng em sale cuối vụ. Bây giờ em chuẩn bị sang hàng đông hết rồi. Cho nên là tất cả những cái phông hè em đang xả nhanh. Được chưa? Em xả nhanh xả gọn. Và cuối tháng thì gọi là giá nào em cũng bán luôn ạ. 99.000 đồng một áo. Toàn bộ dòng cao cấp các chị về giặt máy thoải mái cho em không bị bong đá. Giặt máy thoải mái cho em không bong đá. 99.000 đồng các chị nhìn cho em ạ. Còn nguyên một màu nhá. Còn nguyên một màu em tặng các chị luôn 99.000. Toàn bộ chất cốt tông nhận hàng các chị yêu cứ bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái chưa anh Toán. Rồi ạ, không có cổ nhá. Không còn đen chị ơi, tí em sẽ lên mẫu khác có màu đen. Bây giờ em lên mẫu có màu trắng luôn ạ. Tiếp theo ạ. Mã hàng chứ là tặng 4 đi. Không có cổ nhá các chị yêu nhá. Không có cổ cho em. Em ơi nó xịn nhà các chị này. Lên len đi á. Len thì em về nhiều lắm. Len với Paka với lại là phao. Nhưng mà bây giờ thì các chị cứ mua hàng ngày đi đã. Các chị cứ mua hàng ngày đi đã. Rồi các chị lên đơn cho em mã này. Ờ, chị ơi cái mã này có màu gì đấy? Màu gì nhiều? 5 màu. Đủ màu đúng không? Rồi đủ màu đủ size. Đủ màu đủ size. Lên đơn hàng cho là tặng 4. Tặng 4 đi ạ. Đồ bộ em có chị ơi, cái gì cũng có. Tặng 4 lên đơn và kèm số điện thoại cho em này. Rồi ạ. Quần công sở các chị cứ lên tặng quần công sở cho em ạ. Em sale nốt các chị là 115.000 quần công sở. Đấy, chỉ có giá ngày hôm nay thôi nhá. Có đúng giá ngày hôm nay thôi. Còn khi mà đủ về đủ màu đủ size. Ơ, chị đang mặc mẫu này mà Huyền mặc mẫu nào đây? Đâu, em mặc mẫu này nhưng em đã bán được mẫu này rồi. Chị mặc mẫu đấy chứ, bán mẫu đấy chứ. Em là mẫu này rồi. Các bác ơi.
Chị ơi, đơn tối qua nhà em vẫn chưa chốt xong mà chị Lưu Chí Vĩ ơi. Các chị cứ để điện thoại hộ em với, tại vì đơn nhà em đang quá tải nhá. Đơn nhà em đang quá tải nhá, các chị cố gắng hộ em một ngày nhà em chưa chốt xong được hết đơn. Nhưng mà tối nay em vẫn cố gắng lên like để các chị nào mà hôm qua mà chưa chốt được nhiều, hôm nay các chị cố gắng dồn đơn để bỏ ship nhá. Mã này tặng 4 cho em ạ. Hàng mắc đen. Hàng mắc đen cho em ạ, hai size ML. Các chị từ 40 cân đến 60 cân đổ về, 60-62 cân. Chị nào mà lâu lâu không nhớ nhận được đơn hàng, các chị lên đơn là kiểm tra đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Kiểm tra đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em các chị này. Em tặng các chị giá 145. Ây eo, em mà có bán là em lên mẫu nào là em có bán mẫu đấy. Đấy, em lên mẫu nào là có mẫu đấy luôn ạ. Tặng 4 đúng không? 145. Được chưa ạ? Một con không có cổ, hàng cao cấp nhé các chị nhá. Một con không có cổ cho em, hàng 2 mắc đen, à 2 mắc trắng như này ạ, dòng mắc đen. Để chạm dòng mắc đen cho em ạ. Lên đơn hàng chờ tặng 4. Chị nào chưa chốt được mẫu này nhanh tay. 145 nghìn đồng hàng Quảng Châu cao cấp này. Nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng cho em thoải mái chứ anh Toán. Ok chưa ạ? 145 nghìn đồng tình yêu ơi. Trời ơi, tặng 3, tặng 4 đẹp quá, em cảm ơn chị ạ. Chị Đào Lệ Thủy rồi, ok ạ. Chị Thu Hà chốt đơn ạ. Các chị cứ lên đơn, tại vì là comment nó trôi rất là nhanh, em không thể nào em đọc được hết tên các chị được. Nên các chị ưng mẫu nào các chị cứ lên đơn cho em. Áo trắng nào chị? Áo trắng đá 100.000 cái chị ơi. Chị Nguyệt Sam nhá. Mã này à chị à, Nguyễn Xuân nhá. Đây các chị này, em đang có màu đen này, màu đỏ này các chị yêu. Đấy chị ạ, màu đỏ cho em này, màu trắng này. Đấy, tất cả của nó là dòng hàng Quảng Châu cho em các chị nhìn qua, từ túi bóng tác mác này. Toàn bộ của nó là dòng cốt tông lạnh nhá. Dòng cốt tông lạnh chị yêu nào đã mua rồi nhà em các chị biết. Và giá cũ của nó là 185.000, ngày hôm nay em tặng các chị nốt là 145.000 đồng một áo. Thị trường đang bán 230, 250 đến 300.000 đồng một áo này. Các chị lưu ý cho em ạ, nhà em là dòng này dòng mác đen nhá, dòng 2 mác cho em ạ, dòng mác đen. Vậy các chị lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại ạ. Em tặng các chị mức giá là 145.000 đồng một áo. Phong các chị tầm 62 cân đổ về, trên 40 cân đổ lên nhá. Chị Trần Kemin ơi, chị Na Lê có ạ. Chị Đặng Bằng Lăng Tím lên số điện thoại hộ em với. Chị Nhung Lê có ạ. Chị Hoàng Nguyệt rồi, ok em chốt đơn ạ. Những cái dòng hàng Quảng Châu này các chị ơi, nó không bị là phai màu. Để chị không bị cắn chỉ. Càng giặt nó càng lì luôn ạ. Không tin các chị về các chị cứ bóc hàng kiểm tra nhá. Các chị kéo cho em ạ những cái đường may của nó này. Để chị ạ, test thử cho em những cái đường may. Chị Kiều Duyên đợi đơn tối qua nhà em vẫn chưa gọi chốt xong được. Các chị đợi điện thoại hộ em với nhá. Sáng ngày mai nhân viên nhà em đi làm các bạn sẽ gọi chốt tiếp. Hôm qua nhà em bị quá tải đơn. Được chưa ạ? Đây các bác chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Chị Việt Nga Nguyễn có ạ. Chị Oanh Ngân rồi, ok em chốt đơn ạ. Chị Kiều Duyên nhá. Sáng ngày mai nhà em gọi chốt tiếp. Tặng 4 cho em đủ màu, vô tâm người rồi ok. Sơ mi trắng hiện tại nhà em đang hết hàng chị ơi ạ. Chị Thắm Hồ rồi, ok em chốt đơn nhá. Tặng 4 ạ, tặng 4 kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị ơi, màu nào cũng đẹp. Đấy, áo đẹp quá mà vùng dịch không ship được. Chị Thanh Trúc ơi, thực sự luôn ạ. Rất là vất vả luôn vùng dịch này. Nhiều chị muốn mua hàng mà không mua được ý. Tại vì vùng dịch thì bên em, cái bên chuyển phát người ta không nhận đơn. Chị Thắm Hồ rồi ok ạ. Vũ Thị Nam Bình cũng ok, em chốt đơn nhá. Rồi em qua mẫu này. Tại vì hàng có cổ này, đợt này đặt không được số lượng nó được nhiều như mọi khi đâu. Tại vì là bây giờ người ta chuyển hàng đông hết rồi. Còn không có cổ thì thực sự luôn nhà em sẽ bán quanh năm. Chị Trần Kemin rồi, chị Tắm Hồ rồi, ok em chốt đơn nhá. Chọn màu, chọn size vừa. Chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Tất cả anh em có là 5 màu cơ bản. 5 màu cơ bản, có 2 size là size M và size L nhá. Hàng Quảng Châu cho em ạ. Các chị nhìn qua túi bóng tắc mắc các chị biết. Chị Băng Lăng Tím rồi, ok em chốt đơn ạ. Đây em lên các chị một cái dòng nguyên size M các từ 55 cân đủ. Đây các chị này, dòng phông hãng nhá. Phông hãng cho em ạ. Chị các chị ơi nhớ để lại số điện thoại nhá. Chị Thị Nguyễn Phương cho em xin số điện thoại với. Áo này là 145.000 đồng ạ. 145.000 đồng một áo, chất cốt tông lạnh. Không bị là bay, không bị xù và không bị cắn chỉ. Để chị nào đã nhận rồi các chị cho em xin một lời phản hồi vào trên cái livestream của em với. Đây các chị này. Tiếp theo một cái mã áo của hàng hãng. Chị Thu Hà có ạ, chị Huyền rồi ok em chốt đơn. Các bác lên đơn hàng mã này cho em ạ, là tặng 5 đi. Tặng 5 cho em các chị này. Chị nào chưa chút được cái hàng búp này các chị nhanh tay, tại vì nhà em chỉ còn nguyên size M thôi. Chỉ còn nguyên size M, các chị đang mua thị trường là 350. 350 đến 380. Được chưa ạ? 350.000 đến 380.000 đồng. Các chị nhìn áo này, được chưa ạ? Siêu phê luôn ạ, hàng túi zip, hàng mắc lụa cho em nhá. Dòng mắc lụa cho em ạ. Lên đơn mã này là tặng 5. Đồ bộ tí em lên ạ. Chị ơi, nhà em không miễn ship đâu. Trời ơi, các chị biết là giá cả nhà em so với giá thị trường đang là bao nhiêu rồi mà các chị hỏi miễn ship. Đấy, các chị nhìn form này. Đấy chị, các chị nhìn cái form dáng nhá. Chị Hiền Trần có đơn ạ, chị Trịnh Hồng Điệp có ạ. Mê lắm ở em ở Đồng Nai à, Đồng Nai chưa ship được. Em cảm ơn chị Huyền Túy. Chất đẹp lê tê phê luôn, hết tiền luôn, em cảm ơn chị yêu ạ. Áo khoác tí chị lên nhá, lên Loan Lê Thị nhá. Đây ạ.
Các chị nhìn áo này, đợi một tí em lên áo gió luôn. Nhà em có phao hàng cao cấp nữa, cái gì cũng có. Các chị thích cái gì nhà em lên cái đấy luôn ạ. Thị Nguyễn Phương rồi ok ạ. Chị Vũ Thị Nam, Vũ Nam Bình có đơn nhá. Rồi em qua mẫu luôn. Tại vì là cái mã này thì nhà em về được số lượng của nó, gọi là nó hôm nay thì tại vì đơn của nhà em tối hôm qua chưa chốt xong ý, cho nên là hôm nay em phải lên cầm chừng thôi. Tại vì sợ không đủ chốt chốt đơn cho khách. Đây các chị này, Quảng Ngãi nhưng vẫn ship được cái Trần Thị Tài nhá. Nói chung là các chị đang, nếu mà các chị đang ở vùng phong tỏa ấy, thì không ship được thôi. Đây các bác nhìn áo này, form này. Chị Kiều Hương ơi, xử lý đơn chị phải để lại số điện thoại thì nhân viên em mới xử lý được đơn hàng. Chị comment xử lý đơn mà không có số điện thoại em sao em lên được. Đây các chị nhìn cho em nhá, mã này là mã gì nhở? Tặng 5 đúng không chị? Chị Hoa ơi, tặng 5 à? Đến mã bao nhiêu rồi? Chị Vương Huyền ơi, đơn tối qua chưa chốt xong chị ơi. Tặng 5. Chị Vương Huyền có phải Vương Huyền Quảng Ninh không? Có một cái đơn hàng đến nơi mà gọi mãi không thấy chị nghe máy. Chị nhá, chị Vương Huyền ở Quảng Ninh nhá. Nghe máy mà nghe máy hộ em với. Mặc đỏ thử á, ui em chỉ dơ màu thôi. Các chị ơi em chỉ mặc một màu lên thôi. Mặc đủ màu nó lâu lắm. Các chị nhìn áo này, mã này chơi là tặng 5. Form các chị 55 cân đổ về, 55-56 cân đổ về em cho. Con này là dòng không hãng. Đấy chị ạ, con này là áo hãng cho em ạ. Em chỉ còn nguyên size M nhá. Hàng này em sale tặng các chị giá 179.000. Đấy chị ạ, 179.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em này. Thị trường đang là mức giá là 350.000 đến 380.000 đúng không? 350.000 đến 380.000 đồng. Em tặng cái hàng nghe em ngày hôm nay ạ. Chị gọi lại không thấy trả lời á. Chị ngày mai để điện thoại nhá, để em báo cụ tá giao lại đơn hàng. 55 cân, 56 cân đổ về em chốt đơn, 45 cân đổ lên ạ. Em tặng khách hàng em 179, số lượng nó không còn nhiều. Em chỉ có đúng bằng này chiếc thôi. Xin phép khách hàng ngày hôm nay em tặng nước các chị là 179.000 đồng một áo. Nhận hàng, các chị yêu cứ bóc hàng kiểm tra cho em. Nhìn cho em này, toàn bộ hàng túi zip hàng Quảng Châu cho em ạ. 60 cân mã này không vừa nhá. Em chỉ còn xa các chị 55, 56 cân đổ về thôi ạ. Trên 45 cân đổ lên. Màu trắng này, màu đỏ, màu đen. Màu trắng, màu đỏ, màu đen cho em ạ. 179.000 một áo, hàng cao cấp nhé các chị nhá. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của hàng Bookberry cho em này. Toàn bộ của hàng Book cho em. Hàng loại 1 nhé khách hàng ơi. Hàng loại 1 cho em ạ. Chị Phạm Hà có đơn ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho là mã tặng 5. Các chị ngắm kỹ cho em ạ. Tại vì tất cả cái mẫu này nhà em còn số lượng ít cho nên em sẽ tua nhanh. Để cho em sẽ tua nhanh thôi ạ. Tặng 5 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Tiếp theo ạ, cho em một bã tủ đá chị ơi. Cái này còn đây đúng không? Đủ size không? Đủ size. Tiếp theo em lên các chị một mã áo thổ này. Rồi em qua mẫu nhá. Tặng 5 các chị yêu ưng mã nào các chị cứ lên đơn và kèm số điện thoại cho em là chị yêu mình có đơn ạ. Ngày mai nhân viên em có chốt đơn nhá. Rồi. Áo vừa mặc xong 60 cân thì không vừa được ạ. Hà Nội chưa chốt đơn được đâu chị ơi. Chắc là nếu mà Hà Nội chắc phải qua ngày 6 tháng 9 ấy ạ. Phải qua ngày 6 tháng 9. Các bác nhìn cho em một con áo thổ này. Để chị ạ, nhanh tay cho em nhá. Đơn tối qua, ôi giời ơi, đưa cho em con 2X để bố em chả mặc vừa được. Và 2X chạy lấy xe nào? Để đâu vậy? Thôi cho em một mã áo không có cổ đã. Đợi nó lấy... Đây, mã này không? Không, không. Đưa cho em cái mẫu kia, nó có số lượng tí kìa. Cũng màu màu đỏ đâu rồi. Mặc trong chị đưa cho em cọc ở ngoài kia đây, nguyên tệp đây nào. Đây, lên luôn đây. Có lờ không? Có lờ đâu chị. Bây giờ còn 1X 2X á? Ôi dồi ôi các chị này. Còn 1X 2XL. Còn 1X với 2XL các chị nhìn xem một con áo thổ nhá. Một con áo thổ đá. Nghe kỹ giúp em với. Được chưa ạ? Nghe kỹ giá giúp em với ạ. Đây này, đây này. 2X 70 cân mặc được. Các chị lên mã hàng cho là tặng 6 ạ. Tặng 6 lên đơn hàng cho em ạ. Nhanh tay em còn size 1XL với 2XL thôi. Đơn chị đặt cho bác cả đi chưa? 70 cân mặc được chị ơi. 70 cân mặc được nhá. Em chốt đơn dưới 70 cân. Mã này em chốt đơn các chị phải tầm khoảng 55 cân đổ lên ạ. 55 cân đến 70 cân đổ về. 55 đến 70 cân. Em tặng khách hàng ngày hôm nay 129.000 đồng. Giá thị trường đó là 350.000 nhá các chị yêu. Để chạm giá thị trường đó là 350.000 đồng. Em tặng khách nhà em là 129.000. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 6 và kèm theo số điện thoại ạ.
thổ đá thông hơi ạ. Dòng thổ đá thông hơi cho em các chị này, toàn bộ dòng cao cấp nhất các chị yêu ạ. Lên đơn hàng chị là tặng 6 đấy ạ. Chị Hà thêm, Hà thêm tiếng cho em số điện thoại với ạ. Comment đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em mình mới được chốt đơn. Máy tính người ta mới nhận đơn, máy tính mới nhận được đơn hàng ạ. Các chị không có số điện thoại là máy tính cũng không lên đơn được. Đấy các chị yêu lưu ý cho em với. Có chị đặt 10 đến 15 mã không có số điện thoại là nhà em cũng chịu chết luôn. Đấy, lên mã này cho em là tặng 6 đúng không? Tặng 6 cho em thổ đá. Chị Trâm Mao ơi, đơn của tối hôm qua nhà em chưa chốt xong, để chắc chắn một lần nữa chị để lại số điện thoại cho em nhé. Áo đẹp quá tiếc mình không vừa. Chị ơi bây giờ nhà em chỉ còn xa các chị 55 cân đổ lên ạ, đến tập khoảng là 70 cân đổ về nhá. Hết hàng các bác này. Thực sự luôn ạ, mã này nó quá đỉnh. Mã này quá đỉnh luôn. Chị nào chưa chốt được ngày hôm nay các chị săn nhanh cho em ạ. Tại vì số lượng nó không còn nhiều nữa. Đấy chị ạ, số lượng nó không còn nhiều nữa ạ. Hàng thông hơi cho em ạ, dòng áo thổ đá thông hơi hàng Quảng Châu. Các chị đang mua thị trường đang là hơn 300 đấy. Đang là hơn 300 nghìn. Ngày hôm nay xin phép tặng các chị 129 nghìn đồng ạ. Chị Nguyễn Tâm có đơn nhá. Chị Huyền Phạm á, không đi gọi chốt đơn á. Rồi ok, các chị cứ để lại số điện thoại cho em để ngày mai em kiểm tra xem lý do sao không đi gọi chốt đơn. Áo sơ mi á, sơ mi em còn ít chị ơi, đợt này em chưa đặt được sơ mi. Đấy chị ạ, nó chưa có mẫu mới ấy. Chưa có mẫu mới. Em sẽ cố gắng là săn cho các chị là mùa dịch thì dịch, nhưng mà em vẫn ở nhà nhưng cố gắng đặt cho các chị những cái mẫu mới nhất. Đấy chị ạ, chị Thanh Thủy có đơn ạ. À thế à, chị Nguyễn Hải, chị Minh Phúc rồi ok này. Tặng 6 nhá, đính đá, dòng thổ đá thông hơi cho em ạ, mặc mát lạnh. Đấy chị ạ, mặc nó mát lạnh luôn, nó không bị nóng, không bị bí mồ hôi. Tối qua đặt mà không thấy gọi chốt. Chị ơi em bảo rồi, đơn tối qua nhà em mới gọi được một nửa thôi. Đấy chị ạ, đơn tối qua nhà em mới gọi một nửa thôi. Các chị cứ đợi, kiểu gì cũng đến lượt. Đấy chị ạ. Rồi đấy, tối qua đặt áo này không thấy gọi chốt đơn, chị Thắm Tươi em bảo rồi. Trời ơi, giải thích quá chị ơi. Tại vì là đơn tối qua nhà em bị quá tải đơn, cho nên là ngày sáng ngày mai nhà em sẽ gọi chút tiếp nhá. Còn đơn của tối ngày hôm nay có thể sang đầu rồi chiều mai nhà em mới gọi được. Chị Phùng Nguyệt có đơn ạ. Lê Nguyễn Tóc Tiên có ạ. Chị Kiều Trang rồi ok. Chị Nguyễn Thị Tu Hà ok, em chốt đơn. Có chị đã mua 7-8 chiếc này nhà em rồi. Tại vì chị đang mua ngoại trường đang là 300, 320, 350. Bây giờ là ngày hôm nay em tặng các chị 129 nghìn đồng. Các chị thấy rẻ quá đúng không ạ? Các chị làm phát 7-8 chiếc luôn. Đó, chị Trần Hương rồi ok, em chốt đơn ạ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Nhìn từ cái túi bóng tác mác luôn ạ. À, mê hàng nhà này mà mua không được buồn quá sao thế chị? 52 cân chị mặc nó hơi rộng rộng một tí chị ạ. Nhưng mà nếu mà chị nào bụng to bụng béo các chị mặc cho em nó rộng rộng một chút cho đỡ bị lỗ bụng. Tại vì là cái mã này nó sẽ có bo gấu. Sẽ có bo gấu chị nhá. Chị Trâm Ma rồi ok, chốt bác ca màu nâu tây. Lên mã hàng cho em với, chị nhớ mã chị phải lên mã cho em với nhá. Em qua mẫu này tiếp theo, một mã không có cổ này. Miền Nam tùy từng tỉnh chị ơi. Tặng 6 ok chị Trần Oanh nhá. Tiếp theo phông có cổ này các bác này. Phông có cổ như em gọi là đỉnh của đỉnh luôn. Đấy chị ạ, đỉnh của đỉnh luôn mà giá rẻ nhất thị trường. Các chị gái lên đơn hàng cho em mã này là mã gì ạ? Tặng 7 cho em với ạ. Tặng 7 và kèm số điện thoại cho em. Chị ơi cho em xin một mã áo gió đi. Em xin phép ngày hôm nay là em giải quyết hết những cái áo gió của cái form bé. Form bé. Form bé cái mã cổ tàu ấy. Cổ tàu cũng được mà có mũ cũng được. Cho các chị kèm đơn hàng luôn. Mã này còn nhiều không chị? Đây á. Có đủ size đủ màu. Đủ màu đủ size đúng không? Nói chung cái đấy là còn ok. Ôi chị ở Phan Thiết Bình Thuận à? Phan Thiết ở chỗ cổ Bắc mình đúng không? Vẫn chốt đi mà. Phan Thiết Bình Thuận. À chỗ chỗ cậu về Hàm Thuận Nam đúng không? Hàm Thuận Nam. Phan Thiết là à ừ. Tặng 7 chị ơi, form này các chị dưới 60 cân nhá. Dưới 60 62 cân đổ về. Từ khoảng là 40 cân đổ lên ạ, đến tầm khoảng 60 62 cân đổ về em chốt đơn. Cho em xin lượt chia sẻ với. Được chưa ạ? Em bán rẻ. Em các chị tặng em xin cho em vài lượt chia sẻ với ạ. À, được giữ hàng đấy chị Nguyễn Hải ơi, lúc nào hết dịch thì hết giãn cách thì bọn em ship hàng được chị nhá. Hàm Thuận Nam là chỗ người nhà em. Đấy chứ ạ, chỗ người nhà em ở đấy. Đây các bác này, mai tặng 7 cho em ạ, 145 nghìn đồng. Thị trường đang không có dưới 200 nghìn nha các chị yêu nhá. Không dưới 200 nghìn. Đấy chứ ạ, giá cũ nhé, đang bán 185 nghìn thì thị trường không có lý gì bán dưới 200 nghìn đâu. Tại vì em bán trên live stream lúc nào cũng được cho các chị giá rẻ. Đấy, ngày hôm nay em tặng các chị 145 nghìn đồng một áo. Chị Đặng Thị Hà nhá, 145 cho em ạ. Tặng 7 các chị ơi, em đang có màu vàng các chị này. Màu vàng này, màu đen này. Tất cả của nó là dòng viền kẻ cho em ạ. Màu trắng này, màu xanh này và màu đỏ, 5 màu cho bác nhá. 5 màu cho em ạ, tặng 7 cho em mới ạ. Tặng 7 và kèm số điện thoại cho em, form đẹp nhá. Form các chị tầm 40 cân đến 62 cân đổ về. Cứ từ 40 cân đến 62 cân đổ về cho em ạ. Lên thổ á. Chị ơi bình tĩnh cho em với. Chị Nguyễn Hòa rồi ok, em chốt đơn ạ. Tặng 7 cho em ạ. Các chị chọn màu chọn size vừa nhá. Em đủ size.
Đấy chị ạ, có đủ size nhưng bây giờ nhà em chỉ về được size M với size L thôi ạ. Còn XL thì nó không về được hàng nữa. Chị Tịnh Hồng rồi, ok em chốt đơn ạ. Quần Q1 như hôm nọ á. Q1 như hôm nọ thì mình còn size gì chị Hoa nhỉ? Q1 còn nguyên size bé á. Còn size bé thì chốt size bé. Hoa còn hồng không? Đẹp quá mà không vừa à. Chị ơi đợt này về nó không về XL, nó chỉ về mỗi size M với size L thôi ạ. Các chị yêu thông cảm nhá. Về được nguyên size M với size L. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Màu đen này các bác này. Màu đen, màu trắng là cái màu mà cơ bản rồi. Đấy, đen trắng đỏ cơ bản rồi ạ. Em tặng các chị 145.000 là giá gọi là rẻ hơn giá xỉ. Đấy chị ạ, rẻ hơn giá mà các chị đang lấy xỉ đấy ạ. 145 cho em ạ. 145 mà kèm số điện thoại cho em tặng 7 nhá. Em thử mặc màu đen đi. Đen truyền thống rồi, ít khi em mặc trên line. Đấy chị ạ, ít khi em mặc trên line cho nên là các chị đừng bỏ qua màu đen. Chị nào, nhất là chị nào béo bụng ấy. Đấy chị ạ, to béo các chị đừng bỏ qua màu đen đi nhá. Tặng 7 lên đơn hàng cho em đấy. Mặc rất là sang luôn này, không có cổ dòng cốt tông lạnh cho em 145. Quần công sở size to nhà em chưa đặt, em đang đặt hàng rồi nhưng mà nó chưa về hàng chị nhá. Người đẹp gì cũng mê, mặc gì cũng mê. Cảm ơn chị Liên Nguyễn ạ, chị Hồng Trần có, chị Mỹ Loan có đơn, chị Nguyên có ạ, Tạ Huệ có đơn hàng ạ. Tặng 7 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Các chị cứ chọn màu thoải mái, chọn size vừa cho em với. Chọn màu chọn size vừa. 64 cân không vừa em ơi. 64 cân em chị sợ mặc nó ôm sát quá ấy. Cùng lắm đến 62 cân thôi nhá các chị yêu. Cùng lắm là đến 62 cân đổ về thôi ạ. Chị Mai Nhi Trần rồi, ok em cho đơn trắng đen này có này. Chị nào chốt xanh lên xanh cho em nhá. Xanh vàng, vàng ở bên ngoài của nó sẽ là vàng đậm nha các chị yêu, chứ không phải là màu vàng, chứ không phải màu vàng chanh đâu. Không phải màu vàng chanh nha các chị yêu, yên tâm luôn là giá cả chất đẹp. Bộ này có mấy size? L thì lên nhưng mà đa số là còn size XL. L 1X 2X đúng không? L 1X 2X. Trên 50 cân. M thì trên 50 cân đến 65 cân. Rồi đợi em một chút ạ. Chị Trang Nguyễn có ạ, chị Nguyễn Huệ có ạ, Mai Trinh Nhật có đơn nhá. 64 cân không mặc vừa em ơi. Mặc cherry nhá. Đây em thử màu trắng luôn. Trời ơi em chỉ cần mặc một hai màu lên thôi. Các chị nhìn cái form dáng các chị biết mà. Các chị nhìn form dáng của nó các chị biết mà các chị. Không cần phải mặc hết màu đâu. Rồi em mặc màu nào lên các chị cũng thích màu đấy cho mà xem. Còn không khó chọn ý. Đây ạ, màu trắng đây. Cái form này mặc đẹp lắm chị ạ, mặc nó không bị giãn chỉ và chất của nó cốt tông lạnh ý, mặc sướng hơn cái dòng áo gì à. Thôi em không nói tên nhá, nói tên lại là hàng nọ hàng kia lúc là hơi mệt, cho nên là các chị mặc hàng này rồi nhé, các chị chỉ có nghiện thôi. Để chị ạ, mặc có sướng. Chị Phạm Hà có, chị Tấm Đàm rồi, ok em mặc là mã tặng 7 chị ơi. Chị Trần Hương nhá, chị Nga Cherry rồi, ok em chốt đơn ạ. Hai size ML, hàng có size có số ạ. Hàng có size số cho em ạ. Chị đang mặc hãng này thích lắm, em cảm ơn chị. Nói chung là dòng mắc đen nhá các chị yêu nhá. Các chị mua giá lẻ ngoại trường ấy, em khẳng định luôn là không có dưới 200. Đấy chứ ạ. Đấy là cái điều mà tất lẽ dị ngẫu luôn. Tại vì là giá bọn em lấy số lượng thì nó sẽ là được rẻ hơn là giá so với lại là lấy lẻ. Đấy, không phải lấy em lấy vài chiếc em bán lẻ ở cửa hàng đâu. Tại vì mã này em phải đặt số lượng nhiều thì em bán tặng các chị trên livestream giá này ấy. Nhiều khi là khách hàng đi lấy buôn lấy xỉ không được lấy cái giá này luôn. Đấy, tặng 7 là 145.000 nha Kim Oanh ơi, chị Trần Thị Thương rồi, ok. Chị Vi Tuyến có đơn ạ, chị Trần Hương ok, em chốt đơn hàng ạ, 145 cho em này. Đấy, đen này, đỏ này. Các chị nhìn cho em, viền cổ nó rất là đẹp luôn các chị yêu nhá. Mặc xuống lắm ạ. M to hơn công chị, size M các chị từ nổ 55 cân, 56 cân đổ về. Từ trên 40 cân đổ lên. Đơn tối qua nhà em chưa chốt xong rồi chị Phương Lê ơi. Đấy chứ ạ, chọn màu, chọn size vừa cho em với. Lên đổ bộ đi Huyền ơi. Tiếp theo một mã đổ bộ nhá. Bộ của hàng Sài Gòn New đi ạ. Em qua mẫu này, tất cả logo theo cho em. Bộ kia mình toàn size rộng nhỉ. Đây. Lên bộ Sài Gòn cho em với ạ. Bộ Sài Gòn New hàng, nói chung là hàng thương hiệu rồi các bác nhá. Hàng Sài Gòn New hàng thương hiệu rồi ạ. Chị Quỳnh Mai rồi, ok. Chị nào chốt nhớ cái mã Paka ấy thì các chị cứ lên đơn hàng cho em, kèm mã hàng cho em với ạ. Chị Hoàng Nguyệt có đơn nhá, chị Huyền Phạm có đơn ạ. À, chị Phạm 6 có tặng 7 này. Các chị nhìn bộ cho em này. Bộ dài tay hàng Thu Đông. Được chưa ạ? Bộ dài tay của hàng Thu Đông cho em ạ. Bây giờ nhà em gửi còn xa các chị từ 50 cân. Từ 50 cân cho đến là 65 cân đổ về ạ. Em đang có màu mẫu mặc là màu đỏ đúng không? Màu đỏ này. Đây là màu cam cho em ạ. Màu đỏ, màu cam này. Giá của hãng ấy nó phải rơi tầm trên 300. Từ 305 đến 320.000 một bộ. Mã này là bộ bao nhiêu đây? T233 đúng không ạ? Mã hàng lên đơn hàng cho là T233 và kèm số điện thoại cho em bộ áo dài, quần dài, hàng Thu Đông. Đấy chứ ạ, áo dài, quần dài, hàng Thu Đông. Bộ này là bộ cốt tông nhá. Bộ cốt tông.
Em tặng khách ngày hôm nay 169.000. Các bác nhanh tay hộ em, tại vì tất cả cái mã này là hàng vượt sale. Được chưa ạ? Tất cả những cái mã hàng này hàng vượt sale cho em ạ. Từ 50 cân đến tầm khoảng là 65 cân ạ. Chị ơi, từ L nhá, từ L đến 2XL đấy. Chị đánh cái mã từ đấy, L đến 2X. Được chưa ạ? T233. T233 cho em ạ. Form đẹp nhỉ? Đấy, co giãn thoải mái, các chị em mình mặc ở nhà ấy, rồi là đi chợ búa, rồi đưa đón con đi học buổi sáng ấy. Thời tiết se lạnh, các chị mặc những cái bộ này là hợp lý. Các chị mặc những cái bộ này là hợp lý. Để cho em tặng khách hàng ngày hôm nay là 169.000. 169.000 đồng một bộ áo dài tay, quần dài của hàng Thu Đông nhá, bộ Thu Đông dài tay nhá, 169. Bình thường các chị mua những cái bộ cộc tay ấy, quần lỡ hoặc quần đùi, các chị mua mức giá là 180-190.000 rồi. Để chạm bộ này em tặng khách hàng là 169.000 đồng. Các chị comment là T233. Bộ T233 cho em với. Chân váy công sở em có, chị ra anh bảo Thảo Anh nhá. T233 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Em xả luôn khách hàng là 169.000. 169.000 đồng ạ. Màu này màu cam ạ. Màu nâu bò các chị này, màu nâu bò cho em. Và màu xanh rêu. Màu xanh rêu cho em 169 này. Ơ cái nâu bò nó có quần đen mà. Có cả quần đen đúng không? Không, cái mã quần đen. Có cả một mã quần đen hay sao ấy. Quần đen đúng không? Kia. Tặng 7 trắng, ok chị Phương Thanh. Cộc tay bây giờ không bán cộc tay nữa chị ơi, bây giờ bán dài tay rồi. Bây giờ sang thu rồi mà chị. Bộ 288 còn đấy chị Ma Thị Dinh ơi, bộ T288 còn. Bộ làm bộ T233. Bộ T233 và kèm số điện thoại cho em ạ. T233 nhá. Qua mẫu đi. T233 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. À. Em qua mẫu này. Tiếp theo một cái mã áo gió nhá. Áo gió bây giờ hiện tại em đang còn lẻ size. Đấy, mẫu này là gió foam của loa foam nhỏ. Áo gió foam bé cho em. Chị Lê Hường ơi, comment là bộ đỏ của mã T233 của em với. Không, còn mỗi chiếc không mặc lên đâu. Vàng, đỏ, đen, còn vàng đen đâu. Áo gió là các chị yêu này. Đỏ còn mỗi cái đúng không? Lên đơn hàng cho em là mã gì đây? Tặng bao nhiêu đây? Tặng 8. Tặng 8 ạ. Tặng 8 cho em một con áo gió. Còn nguyên size M à? Có cả size L không? Màu vàng có size L. Màu vàng em có size các chị 55 cân đổ về. Em đen có 2 size ML. 40 cân đến tầm 55 cân đổ về em chốt đơn nhá. 40 cân đến 55 cân đổ về. 55-56 cân. Đồng Nai chưa gửi được hàng chị Cao Huyền Trang ơi. Hôm nay em sập giá luôn đi. Hết mình luôn ạ. Em còn tầm hơn chục cái. Phải không? Còn bằng ngày thôi gì? Được chưa ạ? Em còn hơn chục cái. 119.000. Vợt gấp luôn cho em 119.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Tặng bao nhiêu? Tặng 8. Trời ơi, chị Thành Huế cũng lấy được chị ạ. Bây giờ thực sự luôn là lấy được hàng Quảng Châu sale rất là khó. Các chị nhìn cho em một con áo này. Toàn bộ của nó dòng 280-300.000. Ngày hôm nay em tặng khách hàng cho em là 119.000 một áo. Em đang còn màu đen nhá. Còn đen này với lại còn màu vàng. Màu vàng bên ngoài nó đẹp lắm. Tặng 8 chị Kim Oanh, ok em chốt đơn rồi. Được chưa ạ? Tặng 8 và kèm số điện thoại cho em bảo rồi. Không đẹp không lấy tiền. Em chỉ còn nguyên một size. Được chưa ạ? Màu vàng này có cả size L nữa. Màu vàng em có 2 size là size M và size L. Màu đen thì em chỉ còn nguyên size M thôi ạ. Các chị lên đơn hàng cho tặng 8 một con áo gió. Một con áo gió cho em. Về các chị trích cái túi cho em với nhá. Để chạm nó có túi. T233 là 169.000. Tặng 8 cho em là 119.000 đồng. Chị nào nhanh tay được các chị ngày mai chốt đơn dồn cho em với. Chốt đơn dồn của em với ạ. 119.000 đồng một con áo gió. Hàng cao cấp nhé các chị yêu. Để chạm toàn bộ của nó là hàng Quảng Châu cho em ạ. Nhìn cho em áo này. Từ tác mang cho em, hôm nọ mua giá khác. Thôi chị ơi thông cảm. Tại vì em bảo hôm nay cuối tháng em đang rất cần tiền. Để chạm với lại nó còn ít nữa. Hương Nguyễn đã không thấy gọi chốt đơn, để lại số điện thoại em kiểm tra nhá. Anh Nguyễn Ngọc có đơn ạ, à, chị ơi 58 cân không vừa, tí em sẽ lên các chị form 58 cân có vừa. Chị Phạm Nhung có, chị Nguyễn Thùy rồi ok. Em tặng khách hàng 119.000 đồng, em lỗ vốn mà chị. Em lỗ đấy. Em còn hơn chục cái thôi thì em xả nốt giá này. Em bảo rồi ạ, nếu mà khi mà số lượng ít thì giá này em cũng bán. Tặng 8 119.000 đồng, chị Thu Hoàng ơi, hàng hôm nay là xỉ lẻ bằng nhau nhá. Em tặng lỗ rồi đấy các chị yêu ạ. Các chị lấy hàng các chị biết đúng không ạ? Giá này thực sự luôn là giờ này là không lời lãi gì nữa. Rồi ạ, tặng 8 cho em 119.000. Không, em còn đúng một cái thôi. Còn đúng một cái màu hồng thôi, còn đâu là còn vàng mới đen. Rồi em qua mẫu luôn này. Tặng 8 kèm số điện thoại ạ. Cho em một mẫu áo gió nữa chị ơi.
cái áo gió mà cái hàng thô ấy, hàng kaki, kaki nó sẽ có màu cam đào ấy, cam đào màu vàng, à, màu cam đào màu đen với lại là màu xanh. Mà đấy nó có cả hai size ML. Đấy chạy nó sẽ có hai size ML. Thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi tiếp theo các chị muốn áo gió nữa nhá. T288 chưa lên chị ơi. Xanh hết á? Ờ, thế đấy. Chị có nhầm không đây? Không lẽ mai lại sót ra đây. Bộ T288 là cái nào? Ôi, cái mã này trước của nó hàng ba mấy đấy. Chị xem một em xem còn màu xanh không? Không sợ ngày mai lại sót ra, lại mất thời gian lắm. Nói nước đôi này thì có chết em không? Thôi rồi, bây giờ là có size nào em lên sợi đấy nhá. Ngày mai kiểm tra xem là màu. Thế thì cho em một mã áo gió form nó to hơn đi. Áo gió form to của hàng cao cấp ấy. Đưa đây cho em nào. Lên mẫu này đi, lên bán cho các chị hai màu này. Con bé quá. Nó có mấy size đây? XL trở lên. 1X với 2X đúng không? Đây XL chuẩn. Đây em nha các chị, áo gió form to nhá. Không, cái này là X2X. Có phải 1X 2X không? Phải. Cái này quên màu 2X rồi. Màu đỏ. Màu đỏ là gì đấy? 2X. Đây, đỏ có 2X không? Đây, phải không? Xem một em phát nào. Còn có nào đâu? Không. Đỏ có 1XL thôi. Đỏ có nguyên size XL á? Ừ. Màu hồng. Hồng thì có. Đỏ đen còn XL, màu hồng thì có 1X 2X đúng không? Ừ. Rồi. Tất cả quần này đi. Ôi, có nhiều. Ơi, hàng đẹp là các chị yêu nhá. Hàng này hàng đẹp. Để chạm hàng siêu cấp cho em. Dòng của nó xuất phát 400 nghìn. 400 đến khoảng 420. 400-420. Các chị lên mã này là mã tặng 9 cho em với ạ. Tặng 9 và kèm số điện thoại cho em. Một con áo gió hàng cao cấp đấy các chị này. Đỉnh của chóp. Vứt mẹ đi. Đỉnh của chóp luôn. Đấy. Size 1X nhà các chị tầm khoảng 57 cân đổ về. Đấy chị ạ, tập khoảng 56-57 cân đổ về em chốt đơn. Các chị tập khoảng là 43 cân đổ lên nhá. 43 cân đổ lên em đang có màu đỏ này, màu đen với lại màu hồng. Màu đỏ, màu đen, màu hồng ạ. Chị ơi, chị xem cho con màu đen nào. Màu hồng em có sang các chị tầm khoảng là 63 cân đổ về. Đấy chị ạ, màu hồng em có sang các chị 63 cân đổ về. Còn màu đỏ với màu đen em có sang các chị tầm 57 cân đổ về nhá. Lên đơn hàng cho em ạ, chị lắp cho em cái bác của nó này. Tặng 9 ạ. Tặng 9. Hôm nay có một chị khách sỉ, không biết chị có đang xem live của em không? Thì em báo giá sỉ, chị tưởng, chị bảo là tưởng bao nhiêu tiền? Vi Mai. 120. Chị là Vi Mai, chị tưởng là 125.000. Chị tưởng con áo này 125.000 thì em bảo là chị ơi, chị có biết chỗ nào nó rẻ thế không? Hoặc là đắt hơn một tí cũng được. Để em lấy sỉ. Tại vì em lấy con áo này rất là cao. Quay sau lưng để em tí em mặc lên cho các chị xem. Để chạy em sẽ có 3 màu nhé các chị nhá. Màu đen này. Đấy chạy, đây đằng sau lưng của nó đây. Màu đen cho em ạ. Dòng này tháo mũ ra được nhé các chị yêu. Để chạy, dòng này tháo mũ ra được. Chị nào không thích mũ các chị tháo ra được cho em ạ. Tặng 9 này. 199.000. Các chị từ từ nghe rõ giá hộ em với. Em chưa báo giá các chị đã chốt rồi. Các chị này màu hồng này các chị này. Chất xuống dã man luôn ạ. Ok chưa, các chị lên đơn hàng chưa? Tặng 9 và kèm số điện thoại cho em. Mũ các chị tháo được ra nhé các chị nhá. Mũ tháo được rời ra cho em ạ. Gió nhẹ nhàng. Lên đơn hàng cho là tặng 9 ạ. Linh mặc thử xem có vừa không này chị vừa. Cái Linh tối nó không làm chị ơi. Nó chỉ chốt đơn ban ngày thôi. Chị Sam Vũ comment cho là tặng 9 đi ạ. Tặng 9 cho em màu đỏ này. Màu đỏ, màu đen và màu hồng ạ. Đỏ đen hồng 3 màu cho em. Đấy màu hồng em có size các chị tầm 63 cân đổ về nhá. Còn màu đen màu đỏ em có size các chị tầm khoảng 57 cân đổ về thôi. Tặng 9 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy chị ạ, màu đen, màu đỏ, màu trắng. À màu đen, màu đỏ, màu hồng, 3 màu ạ. Hàng cao cấp nhá, mà em có số lượng ít thôi ạ. Đấy. Nó sẽ có số lượng ít. Tặng 9 đỏ đen ok chị Phạm Nhung này. Em mặc thử các chị yêu xem màu đen có nhiều không? Màu đen có 6 chiếc. Màu đen em có đúng 6 cái thôi. Màu đỏ hồng có mấy chiếc? Đấy chị ạ, màu đen em có đúng 6 cái. Màu hồng nó gần như hồng đỗ ấy chị ơi. Gần như hồng quả đỗ chứ không phải hồng phấn đâu. Tặng 9 màu đỏ 55 cân, ok chị Thanh Thanh này. Chị Phạm Nhung có đỏ đen nhá. Đây là chị đào chốt màu đen, các chị lên đơn cho em ạ. Tặng 9 màu đen và kèm số điện thoại ạ. Nhà mình còn áo gió hoặc còn mũ kẻ không, chị đưa đây cho em với. Cái mã mà nó sẽ có đủ size ấy. Có túi nha các bác nhá. Về các chị trích cái túi cho em với.
Đấy chưa, toàn bộ hàng gió đầu mùa em tặng các chị giá 199. Các chị nghe rõ giá hộ em với, không lại bảo là ngày mai chị tưởng giá như này, tưởng giá đến kia rất là mệt luôn. Đấy, khách sỉ cũng lưu ý giá hộ em với ạ. Dòng này các chị đi mua thị trường cũng không bao giờ có. Đấy chưa, hàng này em vượt được lô sale. Đấy chưa, vượt được lô sale nhưng mà nó chỉ có vài chục cái thôi. Tặng chị 199.000. Chị Mai Nhi Trần có ạ. Hoa sen đất là ở đâu? Ở Nghệ An. Hoa sen đất ở Nghệ An không sao đi đơn được. Đơn ngày hôm nay của chị hôm nay hủy đơn, tại vì chị ở Nghệ An nhà em không ship được hàng ạ. Chị Hoàng Yến rồi ok, chị Sam Vũ rồi ok, em chốt đơn. Thế thì nhá. Tình hình như này này. Thực sự luôn ạ, nhà em không có chỗ để. Em đang định để alpaca đấy. Chị cho em xin một mã có số lượng nhiều đi. Ngày hôm nay xin phép là đang chốt nhá. Ừ biết rồi, một mã 815 đi. Hay là mã nào ấy? 810 cũng được. Cái mã nào mà chưa chốt ấy. Em mặc thử màu hồng nhá. Tặng chị. Khách hỏi nhiều ấy. Nhanh tay giúp em rồi. Hàng này thực sự luôn em chỉ muốn chốt cho khách lẻ. Đấy chưa? Em chỉ muốn chốt cho khách lẻ thôi. Tại vì giá ngoại trường cao bất ngờ luôn. Thị trường đang bán các chị rẻ nhất là 380 con áo này. Đấy chưa? Thị trường đang bán rẻ nhất là 380.000. Em tặng khách hàng em ngày hôm nay 199.000. Được chưa ạ? Nhận hàng các chị bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái chưa thanh toán ạ. Cái áo này các chị em vẫn hay mặc áo này là áo chống nắng đấy. Đấy, còn mùa đông các chị mặc làm áo ấm cho em, mùa hè mặc áo chống nắng bình thường. Ok chưa ạ? Kéo cao cổ hết cho em ạ. Không thích mũ các chị tháo được mũ nhá các chị yêu. Được chưa ạ? Nó sẽ có khóa tháo mũ ạ. Đây. Được chưa ạ? Đi trời lạnh các chị này, đội mũ lên cho em ạ. Rút dây. Nó rất là tiện luôn ạ. Nàng ơi còn áo C19 không? Chị ơi chị có để lại mã hàng cho em và kèm số điện thoại. Tại vì đơn tới qua nhà em vẫn còn nhá. Đơn tới qua nhà em chưa chốt xong. Tặng chín ạ, 3 màu cho em ạ, 3 màu. Màu hồng thì em có size 1X với 2X. Còn màu đỏ với màu đen thì chỉ còn size 1XL thôi nhá. 1XL cho em ạ, tiếp theo ạ. Lên tiếp không có cổ của mã hàng xịn này. Em qua mẫu này nhá, tại vì là cái này em chỉ còn vài chục chiếc thôi. Áo này 199.000 đồng mã hàng tặng chín. Tặng chín ạ, em qua mẫu luôn này. Chị Nguyễn Sơn cho em xin số điện thoại với ạ. Đây tất cả cái dòng phông hãng này các bác này. Để chặn dòng hãng xịn cho em nhá. Bây giờ là em chỉ còn nguyên size M thôi. Bây giờ nhà em Loan chỉ còn nguyên size M thôi ạ. Các chị nhìn cho em bảng màu này. Mã hàng này là tặng 10. Để chặn mã này tặng 10, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em dòng cao cấp nhá các bác. Để chưa ạ? Dòng của Burberry cho em các chị đang mua thị trường đang là 380. Đang là 380. Chị ơi đang dịch cho mình giá rẻ thế này mà chị. Các chị đang bảo hôm nay bán rẻ thế này. Để chị ạ, hôm nay em bán rẻ thế. Em còn nguyên size M nhá. Quần đang mặc không có bán. Chị ơi, chị Hiền Thu Nguyễn nào muốn mua quá mà không ship được Hà Nội. Hà Nội lại tiếp tục 15 ngày nữa. Hà Nội lại tiếp tục 15 ngày nữa. Phải không? Ôi trời ơi, buồn thế nhỉ. Tiếp tục 15 ngày nữa Hà Nội. Người điện này là chết thôi, ta không cho được con vé về nhau. Lên đơn hàng cho là mã là tặng 10 đúng không chị? Tặng 10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu cam các chị này. Màu cam, màu trắng, màu đen, màu đỏ đô, màu hồng. Đen, trắng, cam, đỏ đô, hồng. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 10 ạ. Tặng 10 và lên số điện thoại nhá. Ok chưa? Tặng 10 cho em. Form này các chị dưới 55 cân thôi ạ. Dưới 55 cân đổ với em chốt đơn. Các chị này dòng phông hãng cho em nhá. Từ 45 cân đổ lên ạ. 44-45 cân đến tầm khoảng là 55 cân đổ với em chốt đơn hàng. Màu cam này, màu trắng này, màu đen, màu đỏ đô. Đây màu trắng đây ạ, màu đen và tông màu đỏ đô cho em ạ. Dòng cao cấp nhé các chị yêu. Em tặng khách hàng cho em là 179.000. Để chị ạ, nhanh giúp em với, tại vì mẫu này em chỉ còn lẻ size thôi. Để chị ạ, em chỉ còn nguyên size M. Em chỉ còn nguyên size M ạ, dòng túi zip và hàng mắc lụa cho em ạ. Tặng 10 cò đen cam rồi ok chị này. Tặng 10, các chị nào mà các chị đang mua hay mua ấy, các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ những cái dòng hạng các chị đang mua mức giá là 380 hơn 400. Đang mua mức giá là 380 hơn 400.000. Được chưa ạ? Còn nguyên size M đấy chị. 45 cân đến 55 cân đổ về. Đấy, các chị nhá. 45 cân đến 55 cân đổ về em nhận đơn. Ok chưa ạ? Toàn bộ của nó dòng cao cấp. Áo gió bao nhiêu cân mặc vừa chị ơi? Em vừa báo rồi thấy chị. Áo gió. Được chưa ạ? Các chị nhìn cho em tag này. 55 cân ạ. 55 cân đổ về em chốt đơn. Bắc Cạn vẫn ship bình thường chị Yếu Quang nhá. Bắc Cạn nhà em vẫn ship đơn bình thường. Nói chung là đa số là miền Bắc em vẫn nhận đơn. Trừ Hà Nội với lại là Thanh Hóa thì có hai huyện, hai ba huyện gì đấy, hoặc là Nam Định đúng không? Với lại Nam Định nữa là không nhận đơn hàng. Các bác nhìn áo này, siêu phê luôn ạ, dòng cao cấp nhá. Mã hàng chuyên là tặng 10. Lấy áo hồng nặng 60 cân nha, chị Huyền Lê comment cho là tặng 10 đi ạ. Em á, em 53 54 cân.
Nhưng mà cái form người em thì thực sự luôn là nó cũng dễ mặc ấy. Nó cũng dễ mặc thôi. Đấy em cứ size nhỏ nhất là em vừa. Em cứ size nhỏ nhất là em vừa. Đấy 179.000 tình yêu nhá, 179.000 đồng. Các chị chọn màu và chọn size vừa giúp em với. Có màu đen đúng không? Màu đen nó chỉ còn 2 chiếc, 3 chiếc thôi. Size M nhá. Sale nốt 179.000. Được chưa ạ? Sale 179.000 đồng một áo. Lên đơn hàng cho là tặng 10, qua mẫu luôn đi. Đó, tua nhanh nhá, cho em một bao gió nữa nào. Gió này, parka này. Được chưa ạ? Sale nốt cho các bác luôn ạ. Áo gió tiếp nhá. Áo gió mũ kẻ. Hồng còn 1x hay x, đỏ đen còn 1x. Cái chữ mi còn nhiều không? Chữ mi còn ít, đang chốt. Đang chốt cũng được. Ừ, thì cứ lên mẫu này đi, chữ mi còn đấy. Chữ mi thì còn cái hồng đấy này, đen thôi. Hàng này là hàng hiệu, để chạm hàng hãng. Dạ. À, cái phông gỗ cổ nữa, cái phông gỗ cổ mà hàng đủ size ấy, hàng đủ ấy. Nó có một mẫu mà có cái màu xanh đậm đậm ấy. Ừ, đưa đây cho em với. Paka nhá. Chị yêu nào hôm nay đã nhận được Paka rồi cho em xin một cái phản hồi. Được chưa? Ngày hôm nay xin phép là em tặng các chị một mã. Một mã Paka. Tặng lấy Paka cho nên là phòng có cổ chưa? Cái gì cũng được. Đợi em một tí, em tặng Paka sau em lên tiếp các chị một mã phòng có cổ này. Cái màu này còn nhiều không? Màu xanh đậm này. Còn á, đủ size đúng không? Chốt tẹt đi các bác ơi. Để chợ hàng này nhé em, ngày mai lại về. Áo hồng có túi kéo không em? Chữ ơi, không có túi kéo đâu. Ồ, đưa cho em cái màu đỏ đô để em thử cái màu đỏ đô cho khách xem với. Ừ, cái màu đỏ đô này mặc lên đỉnh cực kỳ luôn. Tặng 10 ạ, tặng 10 cho em ạ. Màu này là màu đỏ đô nhá. Màu vàng cam ấy, màu cam chứ không phải là màu vàng đâu chị Nguyễn Thị Phương nhá. Tặng 10 cho em màu đỏ đô đây ạ. Đỏ đô em có size M thôi. Đỏ đô của size M. Để các chị nhìn cho em màu này. Màu nó quá đỉnh luôn. Để chạm hàng hãng các chị đang mua mức giá là 380-400 nghìn. Em tặng khách hàng em bây giờ nó chỉ còn size M ạ. 179.000 một bộ. 179.000 một bộ cho em ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 55 cân đổ về, dưới 55 cân em chốt đơn. Để chạm dưới 55 cân em chốt đơn hàng ạ. 179k và kèm số điện thoại cho em. Tiếp theo một mã này các chị này. Để các chị ngắm kỹ cho em cái màu nhá. Màu nào cũng đẹp. Paka đẹp tuyệt vời luôn ạ. Thế thì lên Paka luôn nhá. Nhưng mà chị ơi, chị vừa đưa cho em mã nào đấy? Hả? Chị vừa đưa cho em áo Paka mã nào đấy? 81. Đưa đâu? Rồi lên một mã hàng Paka nhá. Đấy, mã này đi. Đưa cho em xem cái túi cho khách xem với. Rồi chị được ba đơn hôm nay áo Paka đẹp lắm, em cảm ơn chị. 81. Chị nào đã nhận được Paka nhà em rồi, các chị vào cho em xin một cái lời nhận xét ạ. Xem hàng có đỉnh không chị? Xem cái lông áo bên trong có đẹp không ạ? Eo em tề luôn, bây giờ các chị được mua rẻ thôi ạ. Vào vụ lúc bắt đầu lạnh giá đắt lắm. Vào vụ lạnh giá đắt lắm các bác ạ. Các chị nhìn áo này. Được chưa ạ, cho các chị xem gần luôn nhá. Các chị nhìn cái lớp lông này. Đây nó không như cái hàng rẻ mà cái lông nó bị vón vào đâu. Các chị nhìn cho em ạ, nó mướt mượt mượt. Được chưa ạ, nó mướt mượt mượt luôn. Mịn nhá các chị yêu nhá, Nghệ An chưa ship được tình yêu ơi. Các chị lên đơn hàng cho là mã này là mã bao nhiêu chị? 811. 811 cho em với. Được chưa ạ? 811 và kèm số điện thoại. Em có size các chị dưới 65 cân nhá. Có size các chị nhà mình cứ dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Đang hàng Paka nhà em xem có đỉnh không. Rồi chị ơi, thế thì chị cứ đợi nhận đơn nhá. Để xem chất lượng thế nào. Tám một một đúng không chị? Phải không? Phải mã 811 không? Ừ nhở. Mã này mã bao nhiêu? 811. Hỏi chả nói gì. Nhở, đánh không? Đánh hội đồng không? Không có mã là Paka tháo mũ được ra chị ơi. Để các chị nhìn áo này. Xanh cổ vịt, đợi em tí chị Nguyệt sang rồi. Tí em lên áo phông có một xanh cổ vịt. Các chị lên đơn mã này cho em ạ. Mã gì đây ạ? Ok em 811 nhá. Em có đủ size ạ, MLXL. Đấy, riêng hôm nay cuối tháng ạ. Cuối tháng nhá các bác nhá. Mấy màu? 3 màu. 3 màu đúng không? Rồi ôi, các chị này, các chị nhìn áo nhà em này. 811 đúng không ạ? Rồi em nhớ kỹ, nhớ kỹ cho các chị, tặng các chị một mã này. Để cho các chị nhìn gần cái lông áo này. Rồi em nhận được áo len cầm nặng tay lắm, em cảm ơn chị. Rồi ôi, áo Paka nhà em nó không phải là cái hàng loại mấy đâu các chị yêu ạ. Cho nên các chị cứ không phải suy nghĩ luôn. Trong vụ giá gọi là đắt lòi ra.
lúc đấy vẫn phải mua, tại vì lạnh đúng không ạ? Bọn em phải nhập giá cao hơn. Nhưng bây giờ nó đang thời tiết đang nóng ấy, các chị cứ mua về các chị để dành ạ. Đấy, vài hôm nữa lúc bắt đầu lạnh là các chị là lôi ra mặc. Đấy, vừa đẹp vừa rẻ. Các K810 em còn chị ơi. Tất cả em nhập số lượng lớn cho nên các chị yên tâm luôn ạ, chốt giá đẹp nhá. Riêng ngày hôm nay đi ạ, cuối tháng. Mọi khi bán bao nhiêu tiền chị? 449.000 một áo. Được chưa ạ? 449.000 đồng. Các chị ơi ạ, 449.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Em ơi, siêu đỉnh luôn. Được chưa ạ? Siêu đỉnh luôn. Chị nào mặc được hết thì mẫu này nó không bị dìm dáng. Mẫu này nó không bị dìm dáng ạ. 811 cho em ạ. 80 cân không vừa chị ơi. Em chốt đến 65 cân thôi chị ạ. 45 cân đến 65 cân em nhận đơn nhá. Có dây rút eo ạ. Có dây rút eo. Áo này thực sự luôn ạ, cầm nặng tay. Để chạ chữ là chữ theo cho em ạ. Cái màu nâu em mặc là nâu tây nhá. Nâu tây, màu xanh, màu đen. Em có 3 màu, em có 3 size là M, L, XL. Em có 3 size là size M, size M và size L và size XL. Để chạ lên đơn hàng chứ là 811 ạ. 811 chắc chị comment nhầm, chắc lại chị 60 cân thôi. Màu xanh này. Các chị nhìn cho em con áo này. Thực sự luôn này các bác này. Để chạy siêu chất lượng luôn các chị yêu nhá. Lên đơn hàng chuyên là mã 811 cho em ạ. Tất cả của nó bên ngoài của nó sẽ là, nó sẽ là kaki. Để chạy bên ngoài của nó là kaki ướt. Chị ơi 40 cân không vừa nha. Em chốt đơn các chị 45 cân ạ. 45 cân ạ. Lên luôn mấy mẫu baka rồi ok. Màu nâu tây này các bác này. Toàn những cái mẫu hòn hot luôn ý. 811 kèm theo số điện thoại. Ngày mai thì nhân viên thì em sẽ tư vấn các chị về cân nặng chiều cao để các chị mình chọn size vừa nhá. Đây các chị nhìn cho em kỹ cái bảng màu này. Bên ngoài của nó là tông màu nâu tây. Đấy, màu nâu tây các bác này. Nhưng mà bây giờ các chị mua chỉ bằng một con áo áo khoác bình thường đúng không ạ? Nhưng mà trong vụ các chị mua toàn bộ là hơn 800.000. Trong vụ các chị mua toàn bộ hàng này trên 800.000 hết. Đấy, bây giờ em phải nhập từ bây giờ mới được giá rẻ các chị ạ. Từ mùa hè là em bắt đầu là chuyển sang hàng đông rồi thì bây giờ mới nhập được giá rẻ, chứ vào vụ là bắt đầu lạnh rồi là tất cả các chủ mua người ta bắt đầu nhập hàng thì lúc đấy rất là khan hàng luôn. Thì giá của nó sẽ không hề rẻ một chút nào luôn ạ. Bây giờ các chị đã mua rẻ hơn một nửa thị trường. Được chưa ạ? Giá trong vụ các chị comment mã là 811 cho em ạ. 811 này, em thử lên tông màu xanh nhá. Được chưa, các chị nhìn cho em này. Phê tít luôn ạ. Các chị nhìn cho em tông màu xanh nhá. Nâu tây này, xanh này mà màu đen. Đấy. Baka thực ra nó có nhiều loại lắm các chị ạ. Nhưng mà các chị nhìn cho em ạ, từ cái tag mark, túi bóng, thẻ bài các kiểu luôn ạ. Nhà em chuẩn các chị hàng loại 1 các bác nhá. Chuẩn hàng loại 1 luôn. Đó các chị nhìn. Tất cả nhà em sẽ chọn cho các chị những cái dòng mà nó có rút dây eo, các chị vừa mặc nó tôn dáng. Được chưa ạ? Eo to eo nhỏ các chị có thể chỉnh qua cái dây eo này cho em. Chỉnh qua dây eo này các chị này. Form dáng rất là đẹp luôn ạ. Dòng này em không chọn những cái dòng mà nó dài quá. Thì các chị mặc nó hơi bị kén dáng. Những cái dòng này thì ai cũng mặc được ạ. Cao mặc được, thấp mặc được nhá. Thấp các chị mặc không hề bị dài quá. Đấy. Các chị nhìn form dáng cho em này. Lên đơn hàng chuyên là mã 811 ạ. 811 và kèm số điện thoại cho em. Em tặng khách hàng em là hôm nay là 449.000 ạ. 449.000 đồng. Ok chưa ạ? 449.000 ạ. Cứ đặt về Hà Nội lúc nào hết giãn cách thì ship cho tớ. Rồi chị cứ lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em với ạ. Dài chút á. Đợt này thì em về những cái form dáng như này thôi chị ơi. Tại vì dài quá thì nhiều chị không mặc được dáng dài quá. Đấy. Chị ơi Hà thì hiệu ơi 449.000 đồng. Ok chưa ạ? Dòng toàn bộ của nó là hàng VIP cho các bác luôn ạ. Đủ size M, L, XL nhá. 3 size cho em ạ. Có cả màu đen, màu nâu và tông màu xanh. Màu đen, màu nâu, màu xanh ạ. Cái này chưa lắp lại lông mũ này các chị này. Cái này lông mũ ngược ạ? Chị Hiền Mít có ạ. Chị Nhung Đinh rồi ok. Nó cũng thích cái lông mũ này này. 65 cân có vừa cho em size XL chị nhá. 65 cân có vừa. Nhưng em có đủ size, đủ số luôn ấy. 45 cân đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Lên mẫu khác đi rồi ok. Thế thì cho các chị thêm một mẫu nữa này. 802 đi chị. Mã này thì nó 802 đấy ạ. Đây mã 802 đây. Đây mưa 802 đi, con còn đủ size. Mẫu này 802 thì em cũng đủ size. Đủ size 3 màu đấy. Để chạm 802 thì em đủ size, đủ số luôn ạ. Em lên các chị màu đen của mã 802 nhá. Có cái mã mà 817 ấy, nó còn hàng không nhỉ? Còn nhưng mà lẻ sai đúng không? 817. Lên mã này là mã gì ạ? 802, 802 và kèm số điện thoại cho em. 817 chủ yếu size XL đâu. 817 bây giờ còn đa số XL thôi ạ. Còn có mấy cái. Đấy, các chị nhìn cho em này, em thử màu đen của mã 802 nhá.
02 ạ. Chị Lai Quyên rồi, ok em chốt đơn ạ. Mã hàng lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Đây mã 802 đi ạ. Túi là túi chéo. Túi của nó sẽ là túi chéo cho em ạ. 449.000 đồng một áo. Áo C2 em còn chị Ngọc Hà nhá. Mũ này không tháo được ra, chỉ tháo được lông mũ thôi chị ơi. Chỉ tháo được lông mũ thôi, toàn bộ parka thì nó không tháo được mũ đâu ạ. Nó chỉ tháo được cái lông thôi. Đấy, các chị nhìn cho em màu này các chị này. Lên đơn hàng chỉ là mã 802 và kèm số điện thoại. Mã 817 em chỉ còn size to, không còn size bé. Còn mã này thì em có đủ size các chị này. Hàng nó mới về thì nó sẽ có đủ size. Còn cái mã em bán từ lúc đầu tiên ấy, thì bây giờ nó lẻ size hết rồi ạ. Có pha book body không Loan? Em có chị ơi, Phương Lụa nhá. À, chị Hiền Vũ ơi, đơn tối qua nhà em sẽ chưa chốt sau đâu. Nếu mà chị đặt đơn tối qua thì chắc là ngày mai nhà em mới gọi đến được. Size L còn đủ mà chị. Chị ơi 449.000. Ok chị ạ, 449.000 đồng một áo. Em cho các chị xem cái lớp lót bên trong của nó này. Nó mịn 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 mà các chị. Đấy chị ạ, sờ nó xuống. Không bị nhặng, không bị ngứa các bác nhá. Không nhặng, không ngứa luôn ạ. Đấy các chị này. Xịn sò luôn ạ. Chị Lục Hà rồi, ok. Mã này các chị comment là 802 ạ. 802 và kèm số điện thoại cho em. Đi theo các chị một cái mẫu áo gió hàng cao cấp đi. Màu đẹp. Ôi các chị này, toàn màu đẹp, màu sang thôi. Toàn màu đẹp, màu sang. Dã man. Để chị ạ, mã hàng sẽ là mã gì nhỉ? 802 ạ, 802 kèm số điện thoại nhé. Màu nâu tây đấy ạ. Đây là tông màu nâu tây. Em vào vụ chỉ cần mặc một con này đã thoải mái ấm rồi nhỉ. Mặc thêm một cái áo giữ nhiệt bên trong đã là ok. Không cần phải mặc gì nhiều. Thì con này em mặc tí mà em cảm thấy ngốt. Tại cái thời điểm bây giờ mặc là gần như bị sốc nhiệt luôn ấy. Phao xịn, có phao xịn chị nhá, phao ngắn xịn á. Ngắn xịn em có rộng lỡ lỡ đấy chị ạ. Mặc tí mà nóng hết toát cả mồ hôi. Đấy, ba màu cho em ạ. 449.000. Thế chạm 449.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cho em. Mã này thực sự luôn là để vào vụ thì giá của nó sẽ cao gần như là một gấp đôi. Đấy chứ ạ, giá của nó cao gần một gấp đôi luôn. Đấy, lên tiếp các chị một cái mã áo phông nha, các chị yêu nhá. Lên một mã áo phông nữa này. Đây, lúc nãy có chị hỏi đây, màu xanh đây có luôn. Mã này là mã tặng bao nhiêu đây? Tặng 12. Chưa đến 12. Tặng 12 ạ. Không? Ok chị ạ. Tặng 12, tặng 11 à? Mã này tặng 11 cho em áo phông nhá. Màu là màu xanh ạ, màu xanh này màu xanh đậm. Bọn em có 6 màu luôn. Mã này em sẽ có 6 màu. Tặng 12 ạ, tặng 12 và lên số điện thoại cho em. À tặng 11 nhá các bác nhá. Em nhầm, mã này tặng 11. Chị ơi 449.000 đồng nhá chị Yên Vũ ơi, chị Vương Huyền rồi ok. 802 ok chị Chiên Nhân. Hàng nhà Loan đẹp lắm, bọn Hồng có lấy rồi đấy. Chị Minh Đào rồi ok. Bây giờ các chị chốt thì nó sẽ có đủ size đủ số. Đến khi mà sale ấy thì nó chỉ giảm được vài chục nghìn, nhưng mà khi đấy nó sẽ lẻ size rồi các chị, là nhiều khi các chị cái mẫu các chị thích nó lại không còn size vừa ấy. Nhưng bây giờ các chị lấy đi, giá hiện tại là cái thời điểm bây giờ là giá tốt nhất luôn. Đấy, hàng của nó hàng đầu vụ. Còn em mà không có bán, chị Lan Anh nhá, chị Na Lê rồi ok. Mã này các chị yêu lên đơn hàng chuyên là tặng 11 áo phông nhá. Chị Nguyễn Thị Phượng ok, chút 802 một nâu tây. Hàng em là có được bóc hàng kiểm tra. Chị nào mua 2 áo parka nhà em Loan miễn phí ship. Được chưa ạ? Chị nào mua 2 áo parka trở lên nhà em miễn phí ship. Đấy, chị Thùy Dương có ạ, chị Trần Hường ok, chốt tặng 11 màu xanh đậm này. Em đang có màu xanh đậm em mặc nhá. Màu xanh đậm này, màu này màu xanh lá. Úi, bây giờ các chị mới lên đơn à? Chị Thanh Hoàng này. Chị ơi xem mã nào, xem là 815 kìa. Xem mẫu nào đủ size chị đưa đây cho em với. Đưa cái mã 815 đủ size. Áo phông màu xanh coban có chị ơi. Rồi ạ. Parka màu nâu tây, chị Lê Thị Nhung ơi, chị comment mã hàng cho em với. Đừng comment là parka nâu tây nhé, em có mười mấy mã parka cơ. Thế bây giờ chị đặt mã parka nâu tây, ngày mai nhân viên đi làm các bạn sẽ không biết là chị đặt mã nào ấy, mà chị không nhớ mã là không chốt được đơn. Đấy. Chị Giang Nguyễn ok, hôm nay các chị ơi, bây giờ các chị mua từ bây giờ ấy, tại vì là chỉ còn tầm khoảng 2 tháng nữa là vào vụ lạnh đúng không? 2 tháng là rét rồi. Không đến. Đấy, không đến 2 tháng ở đâu, năm nay rét sớm. Đấy chứ ạ, cuối tháng 9 đã rét rồi. Bây giờ đã sang bằng tháng mấy rồi? Không đến 2 tháng ở lạnh. Sao mà khi đấy lúc à? Bắt đầu là lúc đấy mà bây giờ bắt đầu mới nhập hàng ấy, giá nó cao lắm. Em phải lấy hàng từ cách mùa rét tầm khoảng 3 tháng thì mới được giá tốt, đặt hàng. Đấy, đặt hàng trước. Chị Linh Nguyễn rồi ok, chị Thu Nguyễn chốt đơn nhá. Lên đơn hàng cho em ạ. Khách hàng ơi, nhận hàng các chị cứ bóc hàng ra kiểm tra hàng cho em thoải mái.
Đấy, trước thanh toán, chị nào ngày hôm nay chốt hai alpaca, em miễn phí ship. Được chưa ạ? Khoác len tí em lên chị ơi. Em mặc thử cho các chị vào, vào sau các chị xem lại cái mã alpaca của mã 802 nhá. Đẹp lắm, cái dáng nó vừa, nó không dài quá mà không bị ngắn quá. Dáng không bị dài quá, không bị ngắn quá. Các chị lên mã này cho em là mã gì ạ? 802 đi ạ, 802 tông màu nâu rồi các chị này. Nhìn cho em ạ. Nói chung khách hàng thông thái, các chị yêu nhá, nhìn cho em từ cái lông áo này. Được chưa ạ? Nó không bị vón. Những cái hàng rẻ nó sẽ bị vón cục. Như các chị này, nhìn cho em cái lông áo bên trong này, nó mướt mượt mượt luôn, mướt tay nhá, sờ nó êm tay luôn ạ. Và tất cả bên ngoài của nó sẽ là bằng chất kaki. Được chưa ạ? Dòng chất kaki ướt. Đấy, màu này màu nâu tây, chị Lê Thị Nhung ơi, mã này là mã 802 ạ. Mã này là mã 802 cho em thử mặc lại các chị xem một lần nữa nhá. Các chị ngắm kỹ cho em cái form dáng của nó. Để chị ngắm kỹ form dáng của nó luôn ạ. Mã này là mã 802, kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này, 802 ạ. Còn phông hãng chị Dung Linh nhá. Đây, các chị nhìn form áo này, quá đẹp luôn, nó trẻ trung ạ. Tất cả những cái dòng em sẽ chọn cho các chị những cái dòng phao rút, mà nói chung là những cái dòng này toàn bộ hàng rút eo. Đấy, chị nào eo to eo nhỏ các chị có thể tùy chỉnh eo cho em ạ. Tay của nó là tay chun. Đấy, các chị làm gì các chị kéo tay áo lên nó rất là tiện. Ok chưa ạ? 802 lên đơn hàng cho em ạ, 449.000. Lên thổ cổ lọ nhem rất nhiều luôn chị ơi. Thổ cổ lọ nhem rất là nhiều. Đấy, mã hàng cho là 802 và kèm số điện thoại cho em ạ, 449.000. Nó chỉ bây giờ các chị mua nó chỉ bằng một cái áo phao bình thường thôi. Nhưng mà vào trong vụ các chị không bao giờ mua dưới 800. Được chưa ạ? Giá này là về là nếu mà em đợi vào trong vụ em bán thì thực sự luôn là khi đấy bắt đầu rét thì các chị mua nhiều thì chắc chắn là giá phải nhập cao hơn rồi, chứ không có giá mà đang giữa mùa hè em nhập hàng bắt ca với em bán cho các chị giá này được. Đó, năm ngoái em không còn sót một cái nào luôn mà giá hàng của nó toàn bộ hơn 800 hết. Toàn bộ hàng hơn 800 đến 1,2 triệu. Chị nào đã xem live của nhà em năm ngoái các chị biết đúng không ạ? Cuối năm ngoái. Đây các chị nhìn cho em ạ, chất này nhiều khi nó còn đẹp form đẹp hơn luôn ý. Toàn bộ mẫu mới, không có mẫu nào là giống năm ngoái luôn. Chất lượng thì nó vẫn ok, vẫn đẹp. Đấy, mà giá thành thì bây giờ nó rẻ hơn một nửa tiền. Các chị nhìn form dáng của nó này. Lên đơn hàng cho em ạ, chị Hiền Vũ có ạ, chị Phùng Thị Hoàn rồi ok em chốt đơn. Bây giờ vẫn đủ size nhé, tại vì hàng em mới về. Hàng mới về sẽ đủ size đủ số. Lên cho em mã này là mã 802 ạ. Cho em thử tông màu xanh ha. Em thử các chị gái mình xem tông màu xanh nhá. 802 cho em màu xanh, kèm số điện thoại này. Cái màu xanh này màu xanh lạ. Năm nay có ạ. Được chưa? Năm ngoái em không nhập màu này, không có. Năm ngoái không có màu này, hoặc là nếu mà có nó sẽ là cái màu của gần như kiểu cái màu hàng rẻ ấy. Màu của nó sẽ nhờ nhờ đấy, nó không được màu xanh đậm như này đâu. Đấy, màu của nó xanh là nhạt nhạt thôi. Nó không được đậm như này. Em cao cũng 1m57 thôi chị ạ. Em cao 1m57. Đây ạ. Con này đi Sapa. Rồi ôi, con này mà chị nào ở vùng cao ấy, các chị làm cho em 2-3 chiếc mặc thay đổi. Ôi. Quần bò đây. Các chị nhìn màu này. Con này các chị đi với bốt này, mặc với quần legging này, mặc với quần tất này cũng đẹp. Ok chưa ạ? Toàn bộ nó sẽ là dáng trùm mông các bác nhá. Toàn bộ của nó là dáng trùm mông cho em như này. Túi là túi chéo. Được chưa ạ? Chị Nguyễn Vân có ạ, chị Phương Ngọc rồi ok em chốt đơn ạ. 805 á. Chị Nguyễn Vân có ạ. Ngoài kia đây các chị ơi, nó còn lẻ sai. Chất nhà em không phải là cái hàng phao sột soạt đâu, nó là dòng chất kaki ướt. Em cho các chị xem gần chất luôn nhé. Cho các chị xem gần chất lượng luôn. Đến cái lông áo này các chị này. Lót lông bên trong như này các chị yêu. Thì chất nó mịn lắm luôn ý. Thì chất sờ nó như kiểu cái chăn măng lông ý. Thì chất nó mịn như cái chăn măng lông luôn. Mịn hơn. Đấy, mịn hơn ý. Chăn măng lông nó không được mịn như này. Em ơi này. Cho em xin một mã nữa chị ơi. Đấy, có luôn. Có luôn chưa? Rồi tiếp 815. Theo ạ, 815 luôn nhá. Mã này ngắn hơn một tí này. Mã hàng chỉ là 815 ạ, 815. Mã này là mã 815 nhé, em sẽ có hai màu và có đủ size. Chị Đao Hò rồi ok em chốt đơn ạ. Hai màu. Mã này lên cho là 815 đi ạ. 815 kèm số điện thoại này. Chị ơi, quan chất nhìn đẹp và quan trọng các chị nhận hàng, các chị bóc hàng, kiểm tra chất cho em. Đấy, em tự tin với cái chất lượng em bán ra cho các chị ạ. Và các chị được nhận hàng bóc hàng kiểm tra. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra xem chất lượng, kiểm tra kỹ cho em với nhá. Thì chạm mã này là mã gì ạ? 815 ạ. 815 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em là các chị của mình có đơn. Em có 3 size ạ, MLXL ạ. 3 size MLXL cho em ạ. Mã này hôm qua có bán không? Có bán không? Có bán không? Không ạ.
815 bán rồi. Thôi nha, mã này xin phép em khuyến mãi cho các bác đi. Tại vì nhà em chật quá, không chỗ để rồi. Mà hàng ngày nào cũng về. Bác ca cả ngày hôm nay có Linh chốt được một cái. Được chưa? Gọi không lên, chưa gọi đến ấy. Chưa gọi đến bác ca đúng không? Ờ. Riêng mã này đi em tặng khách nhá. Em vừa mới nói, chưa được kịp nói dã rơi tay đấm em rồi. Được chưa ạ? Từ từ chị ơi, mã này mã 815 cho em ạ. Mã này là mã 815. Chị Lemon Tree ơi, comment sai mã rồi. 8 vừa xong em vừa lên là 805. Còn đây là mã 815 ạ. Mong mãi chưa nhận được áo. Chị Dũng Tứ lên đơn cho em là kiểm tra đơn hàng mà kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Luyến rồi ok. Chị Nhung Đinh có ạ, Lê Thị Nhung rồi ok. Mã này xin phép nha các bác nha. Ngày hôm nay cuối tháng em đang rất rất cần tiền. Để chị ạ, hai màu. Size số dưới 65 cân nhỉ. Dưới 65 cân cho em. Đầu 4. Đầu 4 nhá. 429.000. Thôi kệ đi. Được chưa, hôm nay cuối tháng chị em mình cũng hoan hỉ cho nhau đi ạ. Em bảo là giá này xin phép là xin phép khách hàng mua trước mà. Em mã này em còn ít thì em xin phép là cho gọi là bay màu luôn đi. 429.000 một áo. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của nó là dòng VIP nhá các bác nhá. Lên đơn hàng chuyên là mã gì ạ? 815 ạ, 815 và kèm số điện thoại. Em có hai màu. Ôi, các chị này. Cho em xin lượt chia sẻ với. 815 chị nào nhanh thì được thôi ạ, 429.000. 815 ạ, mã này là mã 815 nhá. Đây các chị nhìn cho em form dáng này. 429.000 đồng. Em có đen và màu nâu nhá, màu em mặc là nâu tây. Được chưa ạ? Màu đen, màu nâu tây, chị nào người thấp thấp các chị chọn cho em những cái form dáng như này các chị này. Mã em mặc là 815. Được chưa ạ? 815 em có 3 size là M, L, XL ạ. Bác ca không có size 2X đâu chị ơi, em chỉ có đánh size M, L, X thôi. Đấy, hai màu nâu đen nhá, cái màu đen đâu. Đây màu đen đi ạ. Dòng này nó ngắn hơn một tí thì em sẽ giảm các chị luôn ạ. 429.000. Em ơi này các chị này. Được chưa ạ? Nhìn cho em này, 429.000 đồng một con paca. Đúng một ngày hôm nay thôi, ngày mai lại trở về giá cũ. Được chưa ạ? Đừng lăn tăn mấy cái giá tiền bây giờ tối hôm nay ạ. Tại vì là em chỉ bán đúng buổi tối ngày hôm nay thôi. Ngày mai xin phép các bác là em không chốt giá này nữa. Được chưa ạ? Chị nào xem sau live em cũng chốt giá này nữa. Em chỉ chốt trên live trực tiếp và đúng ngày hôm nay thôi ạ. Lên cho là mã này là mã 815 đúng không? 815, các chị comment đúng mã hàng cho em với ạ. Cho em xin cốc nước với chị ơi. Em sắp gọi là ngất ra đây rồi. 815 cho em. Rồi ok chị Ánh Lê nhá. Đủ size ạ. Đủ size đủ số. Ôi. Chốt giờ này được không chị? Em phải sợ mà ngày mai khách kiện em chết đấy. Chả kiện. Kiện không? Xong kiện. Em sợ cách kiện này. Hôm nay bán rẻ. Hôm nay bán rẻ hơn à? Sao? Đấy chứ ạ, chị Hoàng Nguyệt rồi ok. Thôi em kỷ niệm cho mấy chị nhá. Tại vì bán giá này rất là tiếc. Đấy chứ ạ, em bán giá này rất là tiếc luôn. Mãi này là bạn 815 thôi. Thôi cắt xuống luôn. Xuống đi. Cứ chẻo mãi. Tiếc quá. Trời ơi. Các chị này. Nhìn cho em một con áo này. Thôi để lạnh bán được chị ạ. Mày ăn cái bút của tao rồi. Rồi ạ, áo em mặc là bao nhiêu gì ạ? Chị ơi, áo em mặc là bao nhiêu? Tặng 11 đúng không? Áo em lên là tặng 11 đi ạ. Tặng 11 và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này. Sửa giá lại nhá. Tặng 11 cho em các chị yêu. Để cho em có màu xanh lá này. Màu đen cho em ạ, màu đen. Đấy, màu đen này, màu đỏ này. Được chưa ạ? Màu đỏ. Màu đỏ này, màu vàng. Được chưa ạ? Màu trắng. Em có đủ size nhé các chị không nhá. Dưới 60 cân ạ, dưới 60 cân em nhận đơn ạ. Từ 40 cân đến 60 cân. Áo phô có cổ đấy các bác này. Trang Huyền, em nhận hàng rồi nhé. Cảm ơn em nhá. Mã này các chị comment là mã gì ạ? Tặng 11 đúng không? Ừ. Hả? Tặng 11 à?
tặng 11 cho em ạ, 145.000. Ok chưa ạ? 145.000 đồng một áo. Các chị gái lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Ôi lấy quá, ăn trộm mình lắm. Riêng mã 815 nó ngắn hơn một tí thì em xin phép là em giảm các chị là 429.000. Có các mã khác thì đó kiểu là dáng lỡ lỡ ấy, trùm bông một chút thì các chị em tặng các chị mức giá là 449.000 đồng ạ. Chị Biết Đinh có ạ. Đấy chưa ạ? Chị Kim Yến rồi ok, chị Quỳnh Mai có, chị Chính Hoàng rồi ok, em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment cho là mã gì ạ? Tặng 11 cho em ạ, tặng 11 cho em áo phông của hàng Mắc Đen các bác nhá. Phông của hàng Mắc Đen cho em ạ. Mức giá ngày hôm nay là 145.000. Chị ơi cho em xin một mã quần lỡ với. Quần lỡ em chọn các chị là chọn size vừa. Chị ơi đợt này dịch ra nên là không thể nói trước được hành trình của chuyến hàng, chuyến tư đâu chị Uyên Hà ơi. Khổ lắm bán chị hàng mùa dịch này. Thì chỉ cần vài tiếng. Nếu mà không phải dịch ý, em gửi xe khách cho chị ý, thì chỉ cần mấy tiếng là đến nơi thôi, 2-3 tiếng. Nhưng bây giờ thì em không thể nào em trả lời trước là chị ơi đơn hàng của chị là chắc chắn là 2 hoặc 3 ngày đến nơi. Nó phải phụ thuộc vào cái bên chuyển phát, bên vận chuyển chị ạ. Chị Huyện Lô ra rồi ạ. Mã này các chị comment cho là tặng 11, các chị chọn màu và chọn size vừa nhá. Chọn màu, chọn size vừa cho em với ạ. Tặng 11 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Siêu xuất sắc luôn. Được chưa? Giá em tặng các chị yêu là 149.000. À quên, 145.000 ạ. Lên áo gió mũ kẻ đi em rồi. Ok chị yêu đợi em một tí. Đợi em một tí, cái gì cũng có. Mong hàng mòn mỏi con mắt chị ạ. À. Em cảm ơn chị nhá. Thôi cố gắng đợi cho em một hai hôm nữa đi, tại vì là em sợ hôm qua mùng 2 tháng 9 thì người ta cũng nghỉ. Đấy, nghỉ mất 4 ngày liền thế này. Thì không biết là ngân hàng còn nghỉ nữa là Huệ Lô ra rồi ạ. À, đơn tối qua chưa gọi chốt xong hết đâu chị ơi. Một tuần mới về đến Vĩnh Bảo Hải Phòng đấy. Em bảo là bây giờ đặt hàng cứ xác định là tầm 5 ngày đến 10 ngày mới nhận được hàng. Đấy, có đơn vị vận chuyển cho mình là đã tốt rồi chị ạ. Dịch dã này người ta đi phát hàng rất là khó khăn ạ. Hàng đi rất khó. Lên áo gió đi chị ơi, rồi ok chị mắt híp nhá. Mã này các chị yêu lên cho là tặng 11 đi ạ. Phông có cổ cho em hàng cao cấp này. Em tặng khách hàng là 145.000 ạ. Màu xanh ạ, màu xanh này màu xanh đậm nhá các chị yêu. Xanh đậm cho em ạ. Màu trắng này các chị này. Logo, toàn bộ logo theo cho em ạ. Tất cả của nó là cổ bọc viền cho em ạ. Hàng Mắc Đen. Để chị em có hai size ML. Đấy. Sơ mi chưa cho chị hoa sen đất nhá. Màu đỏ cho em ạ. Màu đỏ của mã hàng chỉ là tặng 11. Đấy các chị chọn màu cho em ạ, chọn màu chọn size vừa nhá. Chọn màu chọn size vừa chị Phạm Thủy rồi ok. Xanh này là xanh lá. 65 cân không vừa chị ơi, em chốt đơn các chị tầm 60 62 cân đổ về thôi. Lên không có cổ hàng hãng à? Cái gì đấy? Lại ấy, 24 lít sàn bên. Ừ, 10 lít mà. Con hàng chục lít nhưng mà sàn bên nó có mấy. Đây, em tặng các chị kèm đơn một cái mã phông, à quên, một cái mã quần lỡ nhá. Các chị lấy kèm đơn hàng luôn, toàn bộ quần lỡ hàng Quảng Châu. Nhưng bây giờ là các chị ơi em alo xô hết. Các chị cứ làm cả đôi cho em ạ. Em bán combo 2 chiếc 1 nhá. Em bán combo 2 quần thể thao 1 cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em này. Toàn bộ của nó hàng Quảng Châu cho em ạ. Lên cho các chị comment là tặng quần lỡ ạ. Tặng quần lỡ và kèm số điện thoại cho em với. Hôm qua chị đặt 3 đơn, em có nhận được tin của chị không? Chị ơi đặt trên live stream trực tiếp đi. Các chị cố gắng đặt trên live stream trực tiếp cho em với. Chị Nguyễn Thanh Mạ, áo em mặc là 145.000 ạ. Mã hàng cho là tặng 11 nhá. Quần này các chị comment là tặng quần lỡ cho em với. Từ size 27 cho đến size 32. Các chị 45 cân đến tầm khoảng là 75 cân đổ về. Nhưng mà bây giờ là... Đã khuyết size 28 rồi. Khuyết size 28. Để chạm bây giờ hiện tại em đang khuyết size 28. Có đợt từ 27, 29, 30, 31, 32. Các chị nhìn cho em ạ, quần thể thao ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu ạ. Shop em ở Tuyên Quang. Đưa cho em một cái túi của áo đây. À, quần đây. Có chị gái nào đã nhận được quần lỡ nhà em chưa? Được chưa ạ? Có chị gái nào đã nhận được quần lỡ nhà em chưa ạ? Cho em xin một cái lời phản hồi rồi. Các chị lên cho là mã gì ạ? Tặng quần lỡ nhá các bác nhá. Tặng quần lỡ cho em ạ. Hàng này không có ít lời em hết rồi chị ạ. Tặng quần lỡ em bán combo 2 cái. Bình thường là 100 mấy một cái? 145.000 à? Hàng này là hàng sale đã 145.000 đúng không? Quần lỡ 170.000. Thôi nhá, cái này là cứ gọi là sân siêu cho khách đi. Không. Ngày hôm nay chị nào có đơn hàng thì em bán cho chị kèm theo hai quần này. Không có đơn thì em xin phép hủy đơn nhá. Cái này em nói luôn là em bán kèm đơn đi, em tặng cho khách nào có đơn hàng. Được chưa ạ? Em tặng cho khách nào có đơn hàng ạ, 170.000 đồng hai quần.
Ok chưa ạ? 170.000 đồng hai quần lỡ cho em ạ. Form các chị dưới 75 cân ạ, 45 cân đến 75 cân. Các chị comment là tặng quần lỡ ạ. Ngày mai chị nào không có đơn mua hai nguyên riêng quần lỡ này em xin phép là em hủy đơn nhé, em không bán. Em bán cho chị nào có đơn hàng kèm theo thôi. Đấy chưa ạ? Tặng quần lỡ cho em ạ, 170.000 đồng em biếu các chị nhà mình hai quần lỡ của hàng Quảng Châu. Đấy chưa ạ? Hai quần lỡ của hàng Quảng Châu, các chị nhìn cho em ạ, tất cả những cái hàng này em đã bán qua rồi, bây giờ nó chỉ còn lẻ aloso ạ. Cho chị xem là áo em đang mặc đây chị, từ từ nhé chị nhá. Đây em cho các chị xem này, toàn bộ dòng cao cấp cho em ạ. Em tặng khách hàng em cứ 170.000 đồng hai quần đúng không? 170.000 đồng hai quần có kèm đơn hàng nhá các bác nhá, có kèm đơn hàng cho em. Được chưa ạ? Đây các chị này, viền nó rất là đẹp luôn ạ, hàng cao cấp cho em, các chị yên tâm luôn, chất lượng nhá, không bị cắn chỉ. Được chưa ạ? Yên tâm luôn, với giá cả chất lượng nó không bị cắn chỉ luôn ạ. 170.000 đồng hai quần có kèm đơn hàng cho em với. Được chưa ạ? Có kèm đơn hàng cho em và các chị yêu nhìn cho em nhá. Form các chị cứ dưới 75 cân cho em. Huyền ơi, Huyền mặc thử cho chị một cái quần lỡ vào này. Đây, mặc thử cho chị một cái quần lỡ cho các chị xem cái form dáng của nó rồi nào. Cho các chị xem eo 68 một quần size bao nhiêu. Chị ơi, quan trọng là cái cân nặng chiều cao của chị nữa. Áo em đang mặc là 145.000 nha chị gái nhá, 145.000 đồng một áo. Mã hàng chuyên là tặng 11, tặng 11 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Mã này là xin phép là các chị em xả lỗ, nhưng mà chị nào có đơn hàng thì em tặng các chị kèm đơn nhá. Được chưa? Hàng này không phải hàng sửa mà hàng Quảng Châu. Giá thị trường đang là hơn 200.000 một quần. Thị trường đang bán hơn 200.000 một quần đấy ạ. Em tặng khách em là 170.000 đồng hai quần. Được chưa? Các chị về các chị kiểm tra hàng cho em mới. Xong các chị 45 cân đổ lên nhá, từ 27, 29, 30, 31, 32, khuyết size 28 đấy ạ. Các chị khuyết size 28 thôi. Lên đơn hàng cho là tặng quần lỡ cho em mà 170.000 hai quần. Đấy, lên áo gió luôn. Cho các chị nhìn cho em cái form dáng của quần này. Mặc sướng lắm luôn các bác nhá. Nó có các viền khác nhau. Được chưa? Nó không phải có một viền đâu, chị nào lấy hai quần em sẽ tặng các chị là hai viền khác nhau, ba quần ba viền, bốn quần bốn viền. Đấy. Quần dài thì em chỉ có form nó bé bé thôi các chị nhá. Nhưng mà cái quần lỡ này em có cả size to các chị dưới 70-75 cân đấy. Dưới 70-75 cân đổ về. Dưới 45 cân đến 75 cân đổ về em có size vừa. Các chị lên đơn hàng chưa là tặng quần lỡ và kèm số điện thoại cho em hàng Quảng Châu nhá. Các chị về phát hiện ra hàng này không phải hàng Quảng Châu các chị cứ trả lại cho em. Được chưa ạ? Không phải hàng Quảng Châu các chị cứ trả lại cho em ạ. Mặc sướng mà. Eo ơi, cái quần này mặc thích lắm. Nó nhẹ tênh luôn ý. Mặc sướng các chị ơi, cái riêng cái chất này các chị không phải suy nghĩ là em không biết là cái chất này nó có bị cắn chỉ hay không. Được chưa ạ? Em bao các chị về cái chất lượng với giá cả luôn. Giá là giá tặng kèm đơn. Được chưa ạ? Giá tặng kèm đơn ạ. Em chưa mua lần nào cả, chị chưa mua hàng em bao giờ thì có thể xem hàng em xem mấy like đi. Nếu mà cảm thấy lúc nào mà tin tưởng em cũng mua. Để chạy lúc nào tin tưởng tuyệt đối thì các chị cũng mua. Đấy, hoặc là các chị mua thử một sản phẩm thôi về xem chất đã. Rồi là sau nếu mà cảm thấy là chất lượng đẹp, giá cả tốt thì các chị mua. Em ơi này. Không chị ơi. 6 quần cũng không ship. Chị ơi, cái này em tặng cho khách hàng có đơn hàng kèm theo thôi. Được chưa ạ? Nếu chị nào mua 6 quần thì chuyển khoản trước hoặc là đặt cọc trước thì em mới ship, tại vì hàng này em xả lỗ hết rồi. Đấy mà cái hàng Quảng Châu cái quần nó đanh chất này, với lại là hàng nó nặng nữa. Hàng quần nó rất là nặng luôn. Chứ là em chỉ tặng kèm cho bác nào có đơn hàng mà ngày hôm nay các chị mua sản phẩm nhà em mà có đơn hàng em tặng kèm theo các chị mã này thôi ạ. Đó. Áo em mặc đây chị này. Mã này là mã gì ạ? Tặng bao nhiêu? Tặng 11 đúng không? Tặng 11 lên đơn cho em với. Các chị nhìn màu cho em nhá. Tặng 11 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó là hàng cao cấp cho em ạ. Form đẹp lắm. 27, 29, 30, 31, 32. Nó chỉ còn tầm vài chục quần thôi. Cái này là xin phép đi. Là em chỉ chốt cho khách có đơn hàng thôi nhá. Tiếp áo gió đi. Đâu? Áo gió mũ kể đây. Lên lắp đây lấy ra. Đây áo gió mũ kể đây có màu gì nhiều chị? Hồng, đỏ, đen đủ màu, nhưng mà hồng có 1X, 2X, còn kia là nguyên 1X. Đây em lên áo gió đây ạ. Huyền mặc thử chị con áo gió nào. Này, cho hẳn mặc con màu đỏ. Chị mặc con màu đen. Đấy, áo gió đây, mũ kẻ đây. Áo gió mũ kẻ đây ạ. Con này XL là nhỏ nhất. XL bé nhất. Áo gió đây các bác này. Mũ hàng thêu cho em nhá. Thì chạm chữ thêu. Các chị lên đơn hàng cho là mã này là mã tặng 12. Đúng không? Tặng 12 và cách số điện thoại cho em ạ. Được chưa? Tặng 12 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại nhá. Có túi. Có túi về các chị trích túi cho em, túi rất là sâu luôn ạ. 199.000. Ok chưa ạ? Cái mũ này các chị có thể tháo rời được ra cho em ạ. Tháo rời được nhá. Mã hàng cho là tặng 12.
cách số điện thoại cho em ạ. Chị nào chi chốt được chốt nhanh nhá. Từ khoảng là 45 cân ạ, đến tầm khoảng là 56, 57 cân. Thoải mái nhở. Đến tầm 56, 57 cân đấy. Nghệ An chưa ship được bác ơi. Của đùi em mặc hết hàng thì Trang Bùi ơi. Mã hàng chuyên là mã diện tặng 12. 199.000 đồng ạ. Ok chị ạ, 199.000 đồng. Em đã có hồng này. Màu hồng em có size các chị tầm 63 cân đổ về nhá. Hồng có size các chị ơi, mình tầm 63 cân đổ về. Đó, lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Tặng 12 cho em với 199.000. Tự tin mua hàng nhà shop đi các chị, hàng đẹp đảm bảo và uy tín, lá lại rẻ đảm bảo mua lần sau lại muốn mua thêm. Em cảm ơn chị Tài Tân nhá. Đó, nói chung là em bảo rồi, nếu mà chị nào chưa tin tưởng nghe em ý, thì các chị có thể xem, theo dõi nhà em vài like nữa. Lúc nào mà cảm thấy tin tưởng tuyệt đối các chị cũng mua, hoặc là các chị mua thử một sản phẩm về các chị kiểm tra hàng chất lượng, được chưa ạ? Đừng mua một lúc là, nếu mà chưa mua hàng em bao giờ đừng mua nhiều. Các chị mua một hai sản phẩm thôi. Đấy chưa ạ? Về xem kiểm tra chất lượng xem nó có cảm thấy là có thể là tin tưởng được lần thứ hai, lần thứ ba không nhá. Chứ nhiều chị em thấy mua hàng lần đầu xong là đặt rõ nhiều, xong đến nơi là lựa chọn. Rất là mệt. Để chặn những cái chị mà hôm vừa rồi bom nhà em 6 đơn hàng ấy, em thề luôn ạ, à, em chưa bao giờ em bán hàng 4 năm nay chưa bao giờ gặp một khách hàng nào như thế. Lương. Đánh đa. Trần Lương. Dạ, làm một nữa. Trần Lương. Tên là Lương mà chẳng lương tâm thế nào. À, chị ở Phương Vũ ok, chị Phạm Hà có đơn ạ. À. Cặp ba lá rồi ok, em chốt đơn nhá. Úi giời, cái gì đấy? Trần Lương. Đừng mua nhà Loan, mua là nghiện đấy mọi người ạ, à, hàng đẹp tư vấn nhiệt tình. Đấy, em tưởng chị phốt em cái gì, dã man chị Đào Lệ Thủy ạ. À. Trích túi hay đấy các chị này, trích túi hay chưa? Ừ, đấy, cứ thử túi này, có túi với các chị trích túi cho em nhé, tặng 12 ạ, à. Em thử màu hồng cho bác xem luôn này. Hàng Quảng Châu các chị ạ, à. Để chặn các chị nhìn kỹ cho em nhé, thử cái form dáng này. Chị nhận ba áo đẹp, em mặc áo khoác này chắc cũng đẹp nhỉ, à thế à chị, hàng này trước của nó, hàng suýt của nó 400 đấy chị ạ, à. Hàng 308. Bây giờ là hàng này em bật được giá sale hàng đầu mùa. Hàng này cái màu hồng ấy, riêng màu hồng nó sẽ có 2XL ạ. 1X2X, còn màu đen ý, màu đen với màu đỏ thì em chỉ có size 1XL thôi ạ. Bọn chị mua nhiều rồi. Đấy các chị nào chưa mua bao giờ, các chị có thể tham khảo tất cả các cái comment ở trên like là toàn khách quen nhà em. Các chị đã mua rồi ý ạ. Em thử màu hồng. Đã thử chưa? Cái này có chiếc túi sẵn rồi, cái túi sẵn này, màu hồng này. Hồng nhé, nó không phải hồng phấn thôi nhá. Nó là cái màu hồng gần như hồng vỏ đỗ ấy. Để chạy gần như hồng bỏ đỗ cho em, tháo rời được mũ ra. Tháo rời được mũ ra cho em ạ. Form này còn size các chị dưới 62, 63 cân nhỉ? 63, 64 cân này. Có size to đấy. Để chạy, không thích mũ các chị tháo mũ ra cho em. Mũ kẻ trông lúc nào cũng sang, đẹp. Để chạy, mũ kẻ trông sang đẹp ạ. Ờ, size lớn á. Chị ơi, đợt này thì vì hàng sale ấy, thì nó sẽ có mẫu đủ size, có mẫu thì nó sẽ lẻ size ạ. Áo đen 57 cân nó tùy chiều cao của chị nữa, chị Giang Hà nhá. Thì lúc nào gọi chốt đơn thì các bạn nhân viên em sẽ tư vấn kỹ hơn. Không phải chị nào cũng 57 cân cũng mặc được, ví dụ thế. Nếu mà 57 cân các chị cao tầm 1m mà 57 đổ lên ý, hoặc là 1m55 đổ lên các chị mặc được, còn 57 cân 1m50 chắc là các chị không vừa. Chữ Mê, chữ Mi. Rồi, chị ơi, khách hàng đang hỏi áo gió chữ Mi. Rồi, có gì lên luôn. Đấy khách hàng ơi, có mẫu nào là các chị hỏi là em có thì em sẽ lên luôn. Còn số lượng em sẽ lên luôn ạ. Mã hàng chính là mã này tặng 12 nhá. Em qua mẫu luôn ạ. Tiếp theo mã hàng tặng 13 này. Ok chị ạ, tặng 13 và kèm số điện thoại. Đưa màu đen chị mặc, màu đỏ đấy. Quần đen áo đỏ này. Quần trắng áo đen luôn. Các chị nhìn chất lượng này. Để chị ạ, nhìn cho em một con áo gió này. Lên cho em mã này là mã tặng 13. Trời ơi, hàng này em gọi hàng về bây giờ khó. Tại vì cước cao, cái hàng áo gió nó nặng chứ không phải cái áo gió mà cái hàng xưởng mà cái hàng gia công mà nó nhẹ bèo đâu. Cầm cái áo gió nó đầm tay, nó nặng tay luôn ạ. Mã này các chị yêu lên cho em là mã tặng 13. Được chưa ạ? Tặng 13. Đây, mi đây. Đây, chữ mi đây. Chị nào đã mua áo gió chữ mi rồi cho em xin một cái feedback nào. Cái túi này khỏi chích nhỉ. Được phát đây luôn này. Cái này đẹp này. Này, các chị nhìn form dáng này. Này, đây. Nếu mà một XL này em chốt đơn đến tầm khoảng 5 mấy cân thôi nhỉ? Này, chốt đến tầm 56 cân thôi nhỉ? 57, em chốt đến tầm 56 cân thôi. Tùy chiều cao. Tùy chiều cao. Để chạm khoảng là 57 cân đô về nhưng mà phải tùy chiều cao các bác nhá. Mã này tặng 13 cho em 199.000. Các chị nghe rõ giá hộ em với. Em tặng khách hàng nghe là 199.000 đồng một áo. Mã hàng sẽ là tặng 13. Màu hồng này có hẳn là size XL 2X đúng không? Không. Thế có mấy size? Tất cả đều có XL đâu. Bây giờ em chỉ còn size các chị tầm khoảng là 56, 57 cân đổ về. Các chị tầm khoảng là 43 cân đổ lên nhá. 43 cân đổ lên đến tầm khoảng 56, 57 cân đổ về em chốt đơn.
Để chạm mũ tháo khóa được ra cho em này, nó có khóa mũ tháo. Mã này còn ít á. Ôi, mặc sướng lắm. Ôi, chất thích lắm các chị ạ. Em thề luôn, khách hàng cứ nhận hàng được đồng kiểm nhá. Hàng nhà em là có cho khách đồng kiểm, nên các chị yên tâm luôn. Thấy chưa ạ? Quần sóc thì mấy hôm nữa nhà em sẽ về quần sóc da với quần sóc nhung. Còn hiện tại bây giờ quần sóc của hàng hè thì em sẽ không lấy nữa. Đó, hàng hè thì bây giờ em không còn quần sóc hàng hè nữa đâu ạ. Em ở Tuyên Quang chị ơi. Cái mẫu này thì trông nó sang. 57 cân tùy chiều cao chị Gấm Vương nhá. 57 cân người chị gọn gọn và người cao cao ấy. Sóc ơi, mình gửi áo mình gửi đi đổi từ hôm 23 mà giờ tôi thấy nhận được nhỉ. Chị Hà Hương ơi, để lại số điện thoại để em kiểm tra cái đơn đổi của chị xem là em đã nhận được hàng chưa nhá. Tại vì là đơn đổi thì nếu mà nhận được hàng thì bọn em sẽ là báo luôn cho khách. Để các chị lên like các chị đổi đơn. Đấy, ưng mã nào thì nhà em sẽ đổi sang ngang hoặc là trừ tiền. Đấy, đổi đơn nhà em nói chung là rõ ràng lắm. Các chị yên tâm luôn là không sợ bị mất. Trừ khi là biên bưu tá người ta không biết là người ta có gửi luôn cho em hay không, hay là về là mấy hôm sau người ta mới gửi. Cao 1m6 mặc được chị ơi, 57 cân cao 1m60 mặc được nhé chị nhá. Chị mắt híp rồi ok ạ. Chị ơi không có size lớn à? Tại vì hàng này em vượt giá sale. Chị Phương Vũ rồi ok, em thử màu hồng nhá. Ngày mai bọn Huyền nó đi nó kiểm tra đơn đổi, bây giờ mình không biết đâu. Đây màu hồng rồi chị này. À, shop nhận được và gọi lại cho mình rồi. Thế thì chị đổi đơn đi. Đi đổi đi, thích mã nào. Xem livestream chị ưng mã nào em đổi cho các chị. Để chị ạ, đổi mã đổi mẫu thoải mái chị nhá. Em không ship Đài Loan chị ơi. Bây giờ ship ở trong tỉnh à, trong nước còn khó nữa là ship sang nước ngoài chị. Áo khoác này 199.000. Chị là gì nhỉ? Chị gì mà bảo đổi đơn nhỉ? Hà Hương à? Hà Hương ơi, hôm nay chị cứ xem live đi, ưng mã nào em đổi hàng cho chị nhá. Em nhận được đơn đổi rồi em báo cho khách hàng với đây. Em lại tưởng là chưa nhận được đơn của chị. Đây các bác này, áo xịn xò luôn. Để chạm mã này các chị lên đơn hàng cho là tặng 13. Màu hồng các chị này. Hồng, đỏ, đen 3 màu. Cái này chắc còn một cọc rồi mà. Còn sót một cọc thôi. Nhưng mà màu hồng là nhiều nhất. Đây này, cái áo gió hàng hoa cúc này. Hoa cúc này cũng đẹp này. Ừ. Rồi có màu đỏ màu đen luôn. Quần lỡ 45 cân mà size 27, size nhỏ nhất cho em ạ. Đây chị nào chốt màu hồng lên màu hồng cho em. Đó, nó co giãn mà các chị. Giãn nhẹ nhàng. Để chạy chị Huyền Đinh rồi ok. Giờ chị Lê 4 có ạ, chị Hiếu Nguyễn rồi ok, chốt đơn hàng. Tặng 12, à tặng 13 cho em nhé. Tặng 13 và lên số điện thoại là các chị mình có đơn ạ. Hai màu thế hả Hoa? Hai màu đấy thôi. Như sai gì đấy? 90% là XL. Đây áo đá đi, chị ơi chị xem một em xem có màu gì sai gì ở đây nữa. Tặng khách mẫu này luôn, các chị kèm đơn hàng đi. Rồi ạ, lấy em màu hồng. Em ơi, em comment mã hàng là tặng 13 đi. Chị Bảo Phương rồi, ok luôn ạ. Chị Nguyễn Thị Phượng có, chị Nguyễn Hà có, chị Đông Nguyễn rồi ok. Em chút đơn em có mẫu nhưng tại vì mã này em còn ít thôi. Cái chữ mi này em còn rất là ít. Đấy chị ạ, tặng 13 này. Đến tháo được mẫu ra cho em ạ. Form này trước của nó là hàng 308 đúng không? Hàng 38. Shop kiểm tra lại xem đã gửi hàng lại cho mình chưa nhé. Nếu mà bên nhà em gọi điện đổi đơn cho chị rồi là gửi luôn rồi. Ôi thì chắc chị chưa đổi hàng bao giờ hay sao ấy. Đấy ạ, chị Hồng chưa bị Hồng dồn đơn ạ. Chị Mai Trần có, chị Ánh Mai rồi ok chốt đơn ạ. Tiếp theo em bán kèm với các chị một mã áo đá này em bán xả luôn nhá. Nó còn màu đỏ này. Khác nhau đấy chị ạ. Em lấy hai loại túi khác nhau. Nó đóng ở đấy đâu chứ. Hai hàng khác nhau. Hai hãng khác nhau. Chuẩn chưa? Ghế là đen, đen đê cái này, đen đê. Tặng 14 đi ạ. Đây này. Đấy. Không hiểu là phân hàng nó kiểu gì thế đấy. Và tiến đây là và tiến đây. Ngoan anh chị mũ bán mũ này đi. Cái này giống không? Chúng ta thấy rất giống. Đây là XL. Đây toàn xe L cọc này này chị ơi. L, XL. Rồi hai size L, XL, hồng đen đỏ. Hồng đậm màu, hồng đậm màu đen màu đỏ. Về mặc một con lên Huyền. Màu trắng có nhá. Hồng đen đỏ trắng 4 màu. Các chị nhìn cho em áo của hãng CD này các chị này. Được chưa ạ? Lên đơn hàng cho em mã này ạ. Lên áo tay lỡ đi. Tay lỡ thì em chỉ có cái áo mà dòng của nó nhầm vuông ép đấy chị ơi. Có là tặng 14 nhá. Có size LXL đúng không chị? Size LXL cho em một con áo phông đá trắng đến 2XL. Trắng đến 2XL các chị 65 cân.
Còn bình thường mã này em chỉ chốt có size các chị từ 40 cân 60 cân, còn riêng màu trắng em có size các chị dưới 65 cân nhá. Các chị lên đơn hàng cho em mã này là tặng 14 ạ. Để chặn tặng 14 và kèm số điện thoại cho em ạ, con áo phông đá TD ạ. Phông đá TD. Cô cổ xanh cô ban đợi em một tí chị ơi. Đợi em một tí nhá. Các chị ơi, dòng áo hãng cho em. Đây, màu này là đấy. Thế thì hai size LXL, màu này là màu hồng của nó là hồng sen ấy nhỉ. Ừ. Màu của cái hồng màu quả thanh long ấy. Em tặng khách hàng ngày hôm nay nhá. 99.000 một áo. Được chưa ạ? 99.000. Toàn bộ hàng Quảng Châu. Các chị nhìn áo cho em này. Từ trong ra ngoài, được chưa ạ? Từ ngoài vào trong. Đứng lên để chị sang cái màu hồng ấy. Tặng 14 cho em ạ. Đen. Đen trắng đúng không? Đen trắng đỏ hồng bốn màu ạ. Đen trắng đỏ hồng các chị yêu lên đâu nào cho em ạ. Đá của đá màu các chị nhá. Đá của nó rất là chắc. Ok chị ạ, đá rất chắc luôn. Nhanh tay cho em mã này thì mã này em đang sale ạ. Áo này đẹp lắm luôn, em cảm ơn chị ạ. Form các chị tầm khoảng là 60 cân đổ về, còn riêng màu trắng em có size các chị dưới 65 cân nhá. Mã này là tặng 14 cho em. Trời ơi, mà cái áo này với quần lỡ gọi là màu đẹp nhỉ. Từ cái màu của nó đi các bác này. Tặng 14, các bác làm cho em đủ 4 màu đi ạ. Thực sự luôn ạ, đủ 4 màu cho em. Đợt trước cái hàng này của nó là hàng 23. Hàng 230, bây giờ tặng cái hàng em nốt là 100.000 một áo. Cứ 100.000 một áo cho em, em xả hàng hè. Để chứ ạ, giá nào cũng bán 100.000 một áo. Phong các chị 40 đến 60 cân, còn riêng màu trắng có size các chị 40 cân đến 65 cân. Em ơi này các chị này. Được chưa ạ, có đơn hàng các bác lấy kèm đơn luôn đi. Màu đen này, đen trắng đỏ hồng. Được chưa ạ, đen trắng đỏ hồng và kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng các chị cứ 100.000 một áo đá, 100.000 một áo đá. Rẻ hơn giá em nhập vào đợt đầu nhá bác nhá. Rẻ hơn giá đầu vụ em nhập vào đấy ạ. Bây giờ là em đang xả 100.000, cứ 100.000 cho em ạ. À, kết thúc like xem lại mẫu từ đầu được không? Chị ơi, nếu mà xem like các chị chụp lại màn hình rồi nhắn tin với chị nhá. Để chị xem like các chị comment ở trên like mà không trực tiếp thì nhà em không chốt đơn được đâu ạ. Nếu các bác nào mà xem lại like các chị chụp màn hình rồi là gửi tin nhắn thì nhà em sẽ chốt đơn trên hình ảnh ạ. Chị Nguyễn Nguyệt rồi ok, chị Khương Nguyễn có đơn ạ, chị Nguyễn Cúc rồi ok chốt đơn ạ. Màu này màu hồng của nó là hồng có màu quả thanh long ấy. Đúng rồi đây. Đây này, từ cái chữ của nó là chữ đá. Cái chữ của nó chữ đá cho em ạ, chữ của nó là chữ đá. Vừa lợi dụng sơ sài tình cảm. Chị Khương Nguyễn rồi ok, chị Nguyễn Nguyệt có, chị Nguyễn Cúc rồi ok em chốt đơn em ơi. Chị hai cái hai màu rồi em. Chị Hùng Dương comment lại mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Mỏng hay rẻ chị, 52 cân mặc size gì chị ơi? 52 cân mặc cho em size L thôi. Chị ơi, dòng cốt tông của nó hàng cốt tông đẹp. Chị Vân Đình rồi, chị Trần Hồng có đơn, Thủy Tiên rồi ok. Hôm nay có like mấy bữa Bắc Ca rồi ạ. Chị Ngời Nguyễn cho em số điện thoại với chị Bún Lẹo ok. Phân vân nữa là không có. Thì mã này thì hàng này em sale rồi, cho nên là cái mã hàng này sẽ không có số lượng nhiều. Để chạm nó sẽ không có số lượng nhiều. Để chạm chị Lê Thị Hồng Nhung, cách chị yêu cứ nhận hàng, các chị bóc hàng kiểm tra hàng cho em. Để chạm toàn bộ của nó là dòng cao cấp như này ạ. Em tặng các chị 100.000 còn rẻ hơn một cái áo hàng của nó, hàng gia công, hàng xưởng. Áo đẹp quá, nhìn gì cũng muốn mua, em cảm ơn chị ạ. Vào tin nhắn Messenger chị chân tình nhá. Mã này là mã gì nhỉ? Tặng 14. Tặng 14 đúng không? 14. Tặng 14 này các chị này, cứ nhìn cho em con phông này các bác chốt. Được chưa ạ? Chả bây giờ kể cả các chị đi ra chợ các chị mua cũng không bao giờ được cái giá của cái hàng xưởng được giá này luôn ấy. Bây giờ em tặng hàng Quảng Châu có 100.000. Các chị có phải suy nghĩ không ạ? Chị Nguyễn Duyên rồi ok, chị Vũ Thị Mai rồi ok, em chốt đơn ạ, 4 màu nhá. Hai size LXL. Màu trắng nên có size là L1X với 2X ạ, 60kg có vừa chị ơi. Chị Tâm Nguyện có đơn nhá, đỏ với hồng, chị mắt hít ok. Ngày mai bác nào không chốt từ 2 chiếc trở lên là hơi tiếc đấy. Tại vì giá này em sale 2 chiếc còn không bằng giá một cái ở giá ở lúc đầu vụ. Để chị Nguyễn Thái có, chị Mi Nguyễn có đơn nhá, chị Xuyên Lê rồi ok em chốt đơn hàng ạ. Mã này là mã tặng 14 ạ. Tặng 14 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ dòng chất lừ như này luôn là mà em sạc các chị yêu có bao nhiêu ạ? 99.000. Tiếp theo ạ, một cái mã áo gió nữa đi. Một mã áo gió nữa. Áo gió mình vừa lấy về đây. Cái mã áo gió hoa cúc nhá. MV còn chị ơi. Chị nào ở gần thì các chị có thể qua. Được chưa? Xem rồi. Mẫu cho em với. Đây các chị này. Một con áo gió cho em ạ. Mặt em có đỏ đen hai màu. Được chưa? Thực ra là áo gió đấy, cứ lấy đỏ lấy đen cho em. Có cái mã chữ R nó còn màu vàng ấy chị ở trong kia kìa. Chữ Hương mà chị còn ở dai nữa thì hỏi chữ Hương chữ là tỉnh nào. Chữ R mà, chữ R. Chữ R mũ kẻ. Đấy, đợt này còn nhiều chị ở vùng dịch ý, mà còn em cũng không ship được hàng cái này. Chị Vân Bạch rồi ok, ngày mai các chị chọn màu chọn size vừa. Cứ chọn màu chọn size vừa cho em thoải mái.
Mã này lên đơn hàng cho em là này, cho em là màu đỏ này. Để chạm mã này các chị yêu lên cho là tặng 15 ạ, tặng 15 cho em con áo gió của hàng Hoa Cúc Theo. Để chạm cổ hàng Hoa Cúc Theo cho em ạ. Mã này thì em vẫn đang về. Để chạm vẫn đang về hàng. Nhưng mà bây giờ nó về chút được size 1XL đúng không? Chị Hoa. Nó chỉ còn nguyên XL thôi ạ. Quần công sở em lên từ lúc đầu like rồi ạ. Sao mà chán em mà chị Thu Hảo? Sao mà chán em? Đừng chán. Đừng chán em nhá, thích em còn chẳng được nữa là chán. Đây chị ơi, các chị ơi, cúc cúc đây. Kém. Quả. Đây, sao cái bông hoa gì đây? Hoàng hoa cúc cho em. Đẹp quá mà chị đang chỉ thị 16 rồi. Ôi tiếc nhỉ. Thế là chán rồi. Đó, như thế là chán rồi đấy. Mã này các chị comment cho là tặng 16 đúng không? Đúng không? Tặng 16 đúng không? Tặng 15 chứ. 15. Tặng 15. 15 hay 16? 15. 14 là phông gió rồi. À không, 15. Tặng 15. Áo gió. Em còn nguyên size 1XL. Các chị từ trên 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn. Cùng lắm đến 56 thôi nhá các chị yêu nhá. 56 cân các chị. Cùng lắm mà đến 56 cân thôi. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 15 ạ. Đâu? Đây. Đến R chứ. Không. Cái hàng hoa cúc còn màu vàng nữa sao ấy? Đợi em một tí. 40 cân đến 55 56 cân đổ về ạ. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 15. Tặng 15 và kèm theo số điện thoại ạ. Phải em có. Đâu? Ai hai gạch. Đúng rồi. Màu vàng nữa, có cả màu vàng nữa đâu các bác nhá. Màu vàng nó là cái gì? Màu vàng nó cũng ít nào nó các cháu ạ. Ít nhờ nó các cháu ạ. Tặng 15. 199.000. Đây chị R đây. Đây ạ, 199.000 đồng một áo. Các chị này, đến 55 cân 56 cân rồi nhá. Ok chưa ạ? Hàng đằng sau của nó là hàng hoa thêu. Hoa cúc nó thêu cho em ạ. Thêu lên áo cho em các chị này. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 15 ạ, tặng 15 chọn màu chọn. Nói chung là bây giờ em chỉ còn 1X thôi nhá, không còn đủ size nữa. Quần quy 1 em còn. Chị Thu Hảo ạ. Thế thì cô lấy cho chị cái quần quy 1 đi. Size nhỏ ấy, mặc cái quần bây giờ em chỉ còn không đủ size, em đang đợi hàng về. Chị nhá. Comment quần Q1. Các chị cứ lên quần Q1 cho em, tại vì quần Q1 thì em vẫn bán là truyền thống mà chị. Nhà em gọi là cái quần đấy là quần quốc dân nhà em thì lúc nào nhà em cũng có. Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn size S với size M thôi. XL thì hiện tại nhà em đang hết hàng. Mã này mã tặng 15 cho em. Tặng 15 em có màu vàng này. Màu vàng bên ngoài của nó sẽ là vàng đậm hơn một chút nha các chị yêu. Màu vàng, màu đỏ với màu đen. Màu vàng, màu đỏ, màu đen. Các chị yêu lên đơn hàng cho em ạ. 199.000 đồng một áo thêu. 199.000 đồng. Ok chưa ạ? Hàng hoa thêu nha. Nó không vượt đường đường may lỗi một vết chỉ thừa luôn ý. Ok chưa ạ? Màu đen này, màu đỏ với màu vàng. Các chị ơi, 3 màu cho em ạ. 3 màu, các chị chọn màu, chọn size vừa. Dưới 56 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị trên 40 cân đổ lên. Để chạy trên 40 cân đến tầm 56 cân đổ về em chốt đơn hàng. Tất cả mũ này tháo rời được ra cho em ạ. Chị Đinh, chị Thắm có đen hồng ạ. Chị Bốn Lèo có đơn ạ. Chị Nhi Trần rồi ok. 199.000 đồng một áo các bác này. Đây màu đỏ này. Cái mã này bán không biết chán tay luôn. Tại vì cái chất của nó co giãn. Để chạy chất của nó co giãn nhẹ. Đây cái con size bé này rồi. Đấy. Các chị nhá. Chị chỉ chọn size đây còn Q1 đấy chứ còn cạp bây giờ nó tăng được. Đây các chị này, quần Q1 thì bây giờ còn mấy size? Chắc là hình như size M rồi, M là không còn nữa đâu. S nên nó XL. S nên XL như này, size M ít ạ. S là gì? Bây giờ em cũng biết là quần này em đang còn size gì thế này. Tại vì là em đang đợi hàng về. Các chị có comment là quần Q1 đi. 100.000 một quần. Được chưa ạ? Cứ 100.000 một quần, em còn size các chị dưới 65 cân đổ về. Cứ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Các chị này, nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng quần xịn các bác luôn ạ. Hàng của nó là hàng U Mỹ F nha các bác nhá. Hàng U Mỹ F cho em. Đấy, co giãn thoải mái. Chất U Mỹ F cho em ạ, dáng này dáng Becky. Dáng này dáng Becky cho em ạ. Các chị lên đơn hàng là Q1 và kèm số điện thoại ạ. Hả? Từ khoảng là 45 cân đổ lên ạ, 45 cân cho đến tầm khoảng 65 cân đổ về em chốt đơn. Q1 cho em ạ, 99.000. Q1 99.000 đồng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mua giúp mọi người nhiều lần lắm rồi, nay lại mua giúp tiếp. À thế à chị. Rồi ạ, nhà em vẫn giữ giá như thế. Nhưng mà đợt sau này thực sự luôn là các bác là giá cước của nó tăng rất là nhanh. Cước nó nặng.
với chạm nó không như mọi khi là không có dịch ý, thì xe chiếc nó vận chuyển thì cước của nó sẽ rẻ hơn, nhưng bây giờ là không có xe nữa cho nên là cước của nó cao lắm. Chị mắt híp rồi ạ, chị Minh Minh rồi, ok chị Minh rồi, ok em chốt đơn hàng ạ. Áo gió đang mặc chị ơi, hàng này nó đánh size 1x với 2x, nó cũng tương đương với lại là size ML thôi. 40 cân đổ lên đến tầm khoảng 56 cân đổ về em chốt đơn. Để chạy trên 40 cân đổ lên các chị mặc được rồi ạ. Còn quần Q1 các chị 45 cân nhá. Các chị cứ chọn cho em ạ. Hình này là hình cạp chanel này. Cặp này là cặp chữ B cho em ạ. Cặp chữ B này. Quần Huyền hoặc là cặp Celine, còn một cặp chữ U nữa. Còn một hình chữ U nữa ạ. Chọn cho nó này nó đứng học bộ. 45 cân có vừa chị ơi, Q1 nhá. Trên 45 cân ạ, đến tầm khoảng 65-66 cân. B kia có rồi. Rồi chị B có rồi. Chị Thơm Nguyễn có đơn ạ, chị Trần Thị Tài có, chị Nguyễn Thị Phượng có, ok. Cái 100.000 một quần, giá thị trường đang là giao động mức giá là tầm khoảng 160-170, chỗ nào bán rẻ tầm 150. Em tặng các chị có 100.000 một quần thôi ạ, đồng hồ em đeo không có bán nhá. Đây các bạn nhìn cho em một con quần này. U mì ép cho em ạ. Chất xương lắm, các chị nhìn cho em cái make của nó rất là kỹ luôn. Được chưa ạ? Cái make bên trong của nó rất là kỹ luôn như này các chị này. Chứ không phải là nguyên một cái dây chun mà cái cạp chun của nó giãn giãn đâu. May rất kỹ luôn. 100.000 một quần, cứ 100.000 một quần cho em ạ. Quần Q1 ạ. Quần này vẫn là quần quốc dân nhà em đấy ạ. Quần quốc dân nhà em, 100.000 một quần. Đấy, 100.000 một quần các chị mặc với lại sơ mi rồi áo phông cổ tròn rồi là nói chung là rất là dễ phối đồ luôn ạ. Rất dễ phối đồ luôn. Bốn hình khác nhau các chị nhá. Các chị cứ làm cả đôi cho em ạ. Ít nhất là hai chiếc đi, hai hình khác nhau. Đó, Q1 và kèm theo số điện thoại cho em. Lên mã chữ giờ đi. Chữ giờ còn nguyên màu vàng đúng không? Còn áo đá đúng không? Đã. Rồi áo đá đi. Các chị có vẻ thích áo đá, hôm nay em xem sập sàn lên mạng luôn. Đợi em tí. Chị ơi, cái đá này còn nhiều này. Có nhiều màu, màu lạ lạ này. Để nó, cho nó thích màu lạ. Nó thích chữ. Nhiều nó không biết chọn màu lạ. Đây cái con này yêu này. Áo gió chị mặc không còn size to em ơi. Áo len đợi em một tí chị ơi, đợi em một tí. Ôi cái này là còn nguyên, đa số là còn màu trắng nhá các chị yêu. Đa số em còn màu trắng, không biết là còn những cái size gì đây. Áo len các chị thích áo len bình thường hay áo len thổ ạ? Áo đá này, tiếp cho các chị một mã này nhá. Như là nó có một ít và hai ít. Chị bốc không giới thiệu với bạn nó nặng quá. Áo đá này. Được chưa? Các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ của nó là dòng áo đá hãng các chị yêu nhá. Toàn bộ của nó là dòng áo đá hãng cho em. Các chị lên đơn hàng thì là tặng 16. 1x2xl đúng không? Chị ơi nhưng mà chữ nó khác nhau đấy nhá. Chữ ơi chữ kết cho em ạ. Còn kia là chữ hưu xì. Xúc kết. Đấy. Các chị này. Lên mã này kia là tặng mười mấy chị? Tặng mười mấy đấy. Tặng 16 đúng không? Tặng 16 và kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng 16 này. Đây. Tặng 16 cho em một con phông đá nhá. Thì chạm toàn bộ của nó là dòng cao cấp đấy các bác này. Lên đơn hàng cho em ạ. Con này là có 1x với size gì đấy? Len thổ á, rồi ok luôn. Các chị mê len thổ nhà em là cái điều dĩ nhiên. Tại vì len thổ nhà em bán rẻ là thứ nhất này. Rẻ bằng một nửa thị trường. Xong là cái chất của nó rất là đanh luôn ạ. Tặng 16 đúng không? Xin phép bây giờ nhá. Em có nguyên màu trắng thôi. Màu đen thì em có đúng 1-2 chiếc. Được chưa? Có nguyên size XL các chị dưới 60 cân cho em. Từ khoảng là 45 cân đến 60 cân. Đen còn đúng 2-3 chiếc thôi ạ. Em còn nguyên màu trắng này các chị này. Em tặng khách nốt là 100.000. Được chưa? Em tặng các chị ông mình nốt kèm đơn hàng cho em 100.000 một áo. Các chị lên mã này cho em là mã gì ạ? Tặng 16. Tặng 16 và kèm số điện thoại cho em. Quần em đang mặc hết hàng rồi chị ơi. Tặng 16 ạ. Để em thử xem nào. Con này là chắc chắn là bắn lỗ rồi. Trăm nghìn một áo. Còn có đúng 3 cái màu đen thôi. Em xả nốt 100.000 nhá. Chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm đơn luôn. Cái hình này đẹp các chị này. Đá này hình nó đơn giản cho em ạ. Đá hình đơn giản. Em cảm ơn chị Thu Võ nhá.
Em sản đốt cách trường em là 100 nghìn à? Ừ. Chết. Hàng 220, 230, bây giờ em xả luôn 100 nghìn. Được chưa ạ? Cứ 100 nghìn đồng một áo, khách hàng lên đơn hàng cho là tặng 16 đi. Đấy, còn nguyên một màu thôi các bác nha. Còn màu đen thì em xin phép là em chỉ còn đúng 3 chiếc thôi ạ. Chị nào lấy thì các chị comment luôn cho là tặng 16 ạ. Tặng 16 và kèm theo số điện thoại cho em. Màu trắng, áo đá màu trắng cho em ạ. Không, các chị đẹp để mà đẹp với các chị tầm 58 cân. Để chạm 40 cân đến 58 cân em chốt đơn ạ. 40-58 cân. Đây các chị này, tất cả cái phần này là đính đá cho em ạ. Đá của nó rất là chắc luôn. Để chạm đá rất là chắc luôn. Các chị giặt máy thoải mái cho nó không bị bong đá như hàng rẻ nhá. Nhưng bây giờ em cũng sell nó quá rẻ rồi ạ. Áo gió bao nhiêu tiền, có màu gì em chịu áo gió. Nhưng em đã có đỏ đen màu vàng. Đỏ đen vàng hồng. Để chạm nó cũng mấy mã chị ạ. Có, nếu mà chị nào vào sau các chị có thể xem lại like nhá. Trăm nghìn chết rồi, chết xả trăm nghìn. Hàng này hàng lắp mà. Xả trăm nghìn một áo có chết đời không này. Trắng lở, đen đi rồi. Trắng lở, đen đi rồi. Thôi kệ đi, trăm nghìn. Còn nguyên mỏng, hết vụ. Để chạm, sell nhanh luôn, trăm nghìn. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng xịn nhá. Toàn bộ hàng xịn xò, em xả các chị gọi là giày bèo. Chị nhìn cho em toàn bộ hàng hãng các chị này. Em cứ tặng các chị cứ 100.000 một cái, 100.000 một cái luôn ạ. Lên đơn hàng chứ là tặng 16 đi ạ. Tặng 16 ạ. Cái mã kia con màu gì, size gì? Đen XL, trắng XL. Rồi rồi, ok. Rồi ạ, tặng 16 nhé, em còn bằng này trước ạ. Em còn bằng này trước có cả màu đen nữa. Nhưng màu đen thì em chỉ còn một size thôi. Một cái size XL như này cho em ạ. Chị nào lấy màu đen các chị lên cho em màu đen nhé. Tặng 16 các chị làm luôn cả đôi đi. Chị nào được màu trắng thì lấy màu trắng nhé. Được màu đen, em còn đúng 3 chiếc màu đen đấy ạ. Em còn đúng 3 chiếc màu đen. Để các chị nhìn áo này, tặng 16 cho em màu đen và kèm theo số điện thoại. Các chị nhìn cho em một con áo nó phê tít luôn. Mà toàn bộ hàng Quảng Châu, chất nó đanh, nó dày dặn luôn. Chứ không phải chất mỏng tèo tèo đâu. Được chưa ạ? Sang cực kỳ luôn. Đấy, chị nào mà gu của áo đá, các bác chốt cho em con áo đó này các chị này. Hàng đầu mùa cũng không có giá này đâu ạ. Đầu vụ không có giá này, chẳng qua bây giờ là em đang sale hàng hè để em chuyển sang hàng đông rồi. Nên em chốt các chị nốt cái giá 100.000 là em xả lỗ. Để cho em xả lỗ luôn. Chị Tám Nguyễn Thị Tám ok, chị Nguyễn Tài có đơn ạ. Nguyễn Thị Thu Hà rồi ok, em chốt đơn em qua mẫu nhá. Tiếp theo ạ. Mã đen thì còn trắng màu đen ít lần. Đây ạ, em còn trắng và đen. Các chị lên mã này cho là tặng 17 ạ. Tặng 17 cho em màu đen. Cái hình đôi guốc này, đôi giày đôi guốc đấy. Tặng 17 ạ. Tặng 17 lên đơn hàng cho em ạ. Và kèm số điện thoại này. Ôi các chị này, các chị nhìn áo này. Để chặn lê tê phê luôn nhá. Tặng 17 lên đơn. Để chặn tặng 17 lên đơn hàng cho em ạ. 40-60 cân. Cứ từ 40 cân đến 60 cân em nhận đơn ạ. Em còn đen với trắng. Em đang còn màu đen màu trắng. Chị nào chốt các chị lên đơn ạ. Tặng 16 các chị không được màu đen. Các chị chốt sang mã 17 này có màu đen này. Để chặn dưới 60 cân nhé các chị yêu. Để chặn dưới 60 cân em chốt đơn ạ. Tặng 17 lên đơn hàng này. Em có đen trắng hồng, cái này em còn đúng một chiếc ạ. Em còn đúng một cái màu hồng thôi nhá. Còn đúng một chiếc màu hồng. Chị nào lấy màu hồng lên đơn ạ. Màu hồng này với lại là màu trắng nữa. Màu trắng này có size N. L à? Đây màu trắng đây. Đấy, nó có hình giống nhau thì em dồn một mã này luôn. Để chặn hình giống nhau em sẽ dồn một mã luôn. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 17. Tặng 17 em tặng luôn, khách hàng nốt là 100.000. Không, các chị dưới 60 cân cho em ạ. Dưới 60 cân em nhận đơn ạ. Tặng 17 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em nhanh nhé các bác nhé. Tất cả những cái mẫu này là số lượng nó sẽ không có lượng, sẽ không có nhiều. Còn đúng một chiếc màu hồng các chị này, còn đúng một chiếc màu hồng. Còn đâu là còn đen với trắng, trắng có nhiều hơn đen. Để chặn trắng nó sẽ có nhiều hơn màu đen. Ok chị ạ, tặng 17 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị nhìn đá này. Đẹp sáng long lanh luôn ạ. Áo chị mặc không có đúng một chiếc màu hồng thôi em ơi. Đúng một chiếc màu hồng như này này. Tặng 17 ạ. Chất của nó sướng đời. Để chị ạ, đã đời luôn. Mã hàng lên cho là tặng 17 và kèm số điện thoại ạ. Em tặng khách hàng nốt cứ bao nhiêu ạ? 100.000 một áo. Các chị thoải mái lên cho em đi. Bây giờ là sale rẻ mà chất lượng gọi là cứ gọi là ok luôn cho em ạ.
60 cân đổ về em chốt đơn nhá, từ khoảng là 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân đổ về ạ, 40 cân đến 60 cân. Em qua mẫu này. Nó còn ít ít một ít, những cái mã này nó còn ít một cho em ạ, tặng 17 này. Tiếp theo chị nào thích phông rộng thì em lên các chị một cái mã này, nó sẽ là phông rộng. Được chưa ạ? Phông rộng cho em. Hàng một size phông rộng nhá, cũng là hàng của TD cho em như này ạ. Tặng 18 ạ. Tặng 18. Sẽ có đủ màu, nhiều màu lắm, nhưng mà form này của nó sẽ là hàng form to, form rộng rãi thoải mái ạ. Chị nào form rộng cho em này. Đấy, chị nào thích form rộng các chị lên mã này cho em ạ. Em đang có màu này là hồng đậm nhá, tặng 18 ạ. Tặng 18 mã này là rộng form rộng ạ. Đây ạ, form thoải mái các chị 65-66 cân đổ về, các chị trên 50 cân đổ lên. Dòng này dòng form rộng và dấu quần. Đấy chị ạ, form chùm bông cho em như này. Đấy, trên 50 cân đổ lên các bác nhá. 50 cân đổ lên đến tổng khoảng là 65-66 cân đổ về. Em đang có tông màu hồng này, màu đỏ này. Thì chạm mỗi màu nó chỉ còn 1-2 chiếc thôi ạ. Màu của nó là màu này, màu mỡ gà. Thì chạm em điếu các chị nốt, form rộng này 100.000 một áo. Form rộng này cũng 100.000 đồng một áo. Xỉ lẻ bằng nhau các chị yêu nhá, thông cảm với em thì hàng này tất cả là em đã xả lỗ với hàng này rồi. Đây các chị này. Ok chị ạ, tặng 18 ạ, tặng 18 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. 100.000 ạ, nhìn màu cho em nhá. Ok chị ạ, nhìn màu cho em ạ, màu đỏ này. Tím, cái này còn đúng một cái màu tím ạ. Màu tím là tím nhạt cho em nhá. Để chị ạ, tím với tím nhạt cho em ạ, 100.000 ạ, tặng 18. Form này form rộng nhá chị yêu. Để chị ạ, áo form rộng cho em, màu này hồng sen. Để chị ạ, màu hồng sen, màu hồng của quả thanh long ấy. Đấy. Tặng 18 cho em, đây là tặng 18 ạ. Tặng 18 ạ. Đây là tí cái này có đúng một chiếc này. Các chị nhìn áo cho em ạ, mê ly luôn nhá. Thì chạm hàng gọi là đẹp mê ly luôn ạ, tặng 18 này. Ôi, chị nào thích phông rộng các chị này, rộng rãi thoải mái các chị mặc mẫu này cho em ạ. Hàng TD các chị không phải suy nghĩ chất lượng luôn. Đấy chạm, tặng 18 em sale nó các chị nốt là 100.000. 100.000 đồng ạ. Đây màu đỏ cho em này. Ôi, cứ gọi là mê ly. Cho em một áo thổ ạ. Em chỉ sợ ngày mai nhân viên nó không chốt kịp thôi. Thổ len hay thổ gì? Thổ áo thổ, áo thổ cộc tay. Không chốt kịp hả chắc? Trời ơi, không chốt kịp. Đây này các bác ơi. Thề luôn là em mà gọi là em lên một lúc nữa chỉ sợ ngày mai nhân viên thì em không chốt kịp được, các bác cứ giục thôi. Tại vì bây giờ các chị ơi, giá nó tốt quá, giá nó đẹp quá mà các chị nào thích phông rộng các chị thì mặc cho em mẫu này các chị này. Nhìn cái hình nó cực kỳ là sang luôn. Chốt giá đẹp luôn, tại vì mỗi mẫu này em còn số lượng ít nha các bác nhá. Màu đỏ này, màu đỏ, màu hồng này, màu vàng các chị này, màu vàng này màu kiểu màu mỡ gà ấy, màu vàng mỡ gà ấy, đẹp lắm. Nó không phải vàng đậm đâu các bác nhá, không phải vàng chanh, không phải vàng đậm, mà cái màu vàng gọi là hơi phớt phớt thôi, hơi phớt vàng cho em ạ. Lên đơn mã này cho em ạ. Bao nhiêu? Tặng 18. Tím còn đúng một chiếc thôi. À, còn 2-3 chiếc, còn 2-3 cái màu tím đấy. Rồi ạ, đỏ vàng hồng. Đáng rộng à? Không có màu đen chị ơi, tặng 18 không có màu đen nhá. Đáng rộng, phong này phong rộng cho em ạ. Tặng 18 lên đơn hàng, màu em mặc là màu hồng sen. Màu hồng sen cho em ạ, rất là đẹp luôn các bác nhá. Tặng 18, cách số điện thoại cho em ạ. 100 bao nhiêu? À 100.000 áo đúng không? Cứ quên chốt bao nhiêu, 100 bao nhiêu. Rồi 100.000, cứ 100.000 một áo cho em qua mẫu này. Tiếp theo thổ này. Còn đây thì 1XL đến 3XL ạ. Chị ạ, thổ đá cho em ạ. Mã này các chị comment là tặng 19. Tặng 19 lên đơn hàng và kèm số điện thoại. Chị nào chưa chốt được mẫu này hôm nay nhanh tay nhá. Tại vì bây giờ là số lượng của nó cực kỳ là ít. Tặng 18 ạ. Áo thổ đá này các chị này. Hàng của nó hơn 300.000. Hàng hơn 300. Ngày hôm nay em chỉ còn sai các chị 50 cân đến 70 cân thôi. Tặng 19. 1XL, 2XL, 3XL ạ. Tặng 19 ạ. Tặng 19 cho em ạ, bo gấu, chị nào bụng to mặc không lộ bụng nhá. Chị nào bụng to mặc nó không bị lộ bụng, các chị lên đơn hàng cho là tặng 19 và kèm số điện thoại ạ. 50 đến 70 cân. Cứ từ 50 cân đến 70 cân em nhận đơn ạ. 129.000 ạ. 129.000 đồng một áo, của nó là dòng áo thổ đính đá thông hơi. Được chưa ạ? Dòng áo thổ đính đá và hàng thông hơi cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 19. Tặng 19 ạ và kèm theo số điện thoại nhá. Mặc cực kỳ là sướng luôn. Đấy, chị nào đã nhận được hàng này rồi các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ?
số lượng của mã này thì em cũng không còn nhiều đâu ạ. Bác nào lấy các chị dồn đơn luôn nhá, tặng 19 đi ạ. Tại vì đơn tối qua nhà em chưa chốt xong, mà hôm qua các bác cũng đặt mã này nhiều. Nên là tất cả những cái mẫu này thì em sẽ lên gọi là lướt qua thôi. Những cái mã này em sẽ lên lướt qua thôi ạ. Chị ơi, hàng này người ta bán hơn 300 nghìn đấy. Em nói sai, gọi là hôm nay cuối tháng ngồi nói sai em mất lộc đấy. Hàng này em bán là đã rẻ nhất thị trường rồi, các chị có thể tham khảo thoải mái. Chỗ nào bán rẻ, thực sự luôn em cho các chị luôn, em không bán nữa các chị nhá. Nếu như chị nào tìm được cái chỗ nào bán rẻ hơn nhà em ý, cái mẫu này này, thì xin phép là các chị ơi, các chị trả lại hàng cho em, bảo có chỗ bán rẻ hơn em, được chưa ạ? Tặng 19 nhá bác nhá. Form này các chị dưới 70 cân, 50 cân đến 70 cân đổ về em chốt đơn ạ. Tặng 19 cho em ạ. Hay pin à, cho em xin cái sạc với. Đấy, sắp sập nguồn rồi này. Tặng 19 được chưa ạ? Cho các chị thêm một mạng nữa đi. Các chị nắm kỹ cho em lựa chọn các chị thêm một cái mạng nữa nhé. Đi được không? Giữ rồi đấy chứ. Căng căng căng. Hết pin nữa. Áo này mình mới nhận hôm qua, mặc rất đẹp, chất cũng đẹp, em cảm ơn chị ạ. Các chị thấy giá thế nào ạ? Sáng mai mấy giờ chốt đơn vậy chị ơi? Tầm khoảng là 8:15 đến 8:30 thì nhà em bắt đầu gọi chốt đơn nhá. Còn trước 8 giờ các chị đừng gọi, tại vì lúc đấy các nhân viên nhà em, các bạn ấy chưa đi làm đâu ạ. Nhà em phải tầm 8 giờ các bạn mới đến cửa hàng và dọn dẹp, tầm khoảng 8:15 bắt đầu gọi chốt đơn ạ. Rồi ạ, tặng 19 ạ. Tặng 19 cho em 129.000 đồng. Em qua mẫu nhá. Tặng 20 cho em. Đây các bác nhìn áo này. Ok chị ạ, tặng 20, em có từ size L đến 2XL ạ. L có 2XL không nhỉ? Mã này em có từ size L đến size 2XL nhá. Quần sóc em mặc không còn nữa chị ơi, hết rồi ạ. Mã này khách hàng lên cho là tặng 20. Đấy chị ạ. Có lên lên mà chị Huệ lô ra ơi, còn sớm mà chị. Chị ơi đừng lấy cái sạc đen này nó không vào nhanh đâu. Đấy chị ạ, tặng 20 cho em này. 129.000. Để chị ạ, nhanh cho em ạ, vừa dưới 70 cân em chốt đơn. Mã này các chị từ 45 cân đến 70 cân ạ. 45 cân đến 70 cân đổ về em nhận đơn. Toàn bộ dòng thổ áo đá. Để chị ạ, dòng thổ đá thông hơi cho em ạ. Chị Bình Nguyễn ok em chốt đơn dồn nhá. Chị Hiền Nguyễn có, Thư Võ có, Hân Đào rồi ok. Giá quá rẻ, em cảm ơn chị ạ. Thị trường đang bán tầm khoảng 300 đến 350. Em tặng các chị yêu là 129.000 đồng ạ. Các chị comment cho là tặng 20 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, tặng 20 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mã này. Các chị nhìn áo này. Đấy chị ạ, chị nào nhất là chị nào bụng to ấy, bụng béo, các chị mặc cho em những cái áo bo gấu này. Các chị mặc nó che khuyết điểm cực kỳ luôn. Đó, các chị này, mặc cực đẹp luôn ạ. Mã cho là tặng 20 nhá, 129.000. Đấy chị ạ, 129.000 đồng ạ. Tại vì bây giờ cũng khá muộn rồi, cho nên em sẽ tua nhanh cái mã này. Tại vì tối hôm qua các chị cũng chốt những cái mã này nhiều, cho nên là buổi tối hôm nay thì nhà em chỉ còn số lượng ít, cho nên em sẽ like lướt lướt qua thôi. Chị nào ưng mã nào các chị comment nhanh tay giúp em với. Chị Hoa ơi, sao hôm nay chị cứ như con lật đật vậy? Thử hết tay đã sắp nã rồi. Ai bảo chưa nên cộng dưa tặng 20 ạ. Chị Thúy Phạm có ạ, chị Ai Vân Ngô rồi ạ, chị Hoàng Anh Nguyễn có, chị Lê Thị Xuyên rồi ok em chốt đơn. Các chị ơi, hàng này đẹp lắm. Em nói thật, hàng thị trường em thấy gọi là bán giá không dưới 300 đâu. Không dưới 300.000 mà ngày hôm nay xin phép các chị là em tặng các chị mức giá có 129.000 đồng. Em bảo rồi các chị nhận hàng nhá. Nếu như chỗ nào bán rẻ hơn, em xin phép em cho các chị giả lại hàng. Đấy chưa ạ? Nếu chỗ nào bán rẻ hơn em cho các chị giả lại hàng cho em. Đấy, em còn bán gọi là đảm bảo các chị như thế luôn. Để các chị biết là giá cả nhà em bán như thế nào đúng không ạ? Chị Bún Lèo rồi, chị Thảo Thảo có đơn ạ, chị Thủy Nguyên có ạ, chị Nguyễn Thu Hà rồi ok em chốt đơn nhá. Tặng 20, các chị nắm kỹ cho em ạ. Tặng 20 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại này. Mã này có đến size gì chị nhỉ? Không còn size L đâu. XL đi. Mã này có từ XL á? Đây đây, con này size L đây. Toàn XL, thi thoảng nó còn con size L. Các chị nhìn áo này. Quả dâu. Hôm nay chị nhận được áo len với Paka đẹp em ạ, em cảm ơn chị nhá. Phao dài em còn chị Thị Lan ơi. Chị Chiêm Nhân rồi ok chút tặng 20 ạ. Chị Trâm Ma rồi ok luôn ạ. Mã này các chị comment là tặng 21 ạ. Tặng 21 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em.
các chị này, form các chị dưới 70 cân nhá. Form này em có size các chị dưới 70 cân. Được chưa? Từ khoảng là 50 cân đến 70 cân đổ về ạ. 50 cân cho đến 70 cân đổ về em nhận đơn mã này. 50 cân đến 70 cân. Ừ, 50 cân đến 70 cân. Size L thì thi thoảng nó còn 1-2 chiếc đúng không? Ừ. Nếu mà còn size L các chị 45 cân. Đấy, nếu mà còn size L các chị từ 45 cân ạ. Nếu mà không còn size L các chị còn XL, 1XL với 2XL các chị từ khoảng là 50 cân đến tầm 70 cân đổ về em chốt đơn ạ. Các chị comment là tặng 21 đúng không? Ừ. Tặng 21 cho em 129.000 ạ. Tặng 21 cho em 129.000 đồng. Các chị yêu lên đơn hàng cho là mã này là tặng 21 nhá. Để chạy, cái hình cái quả dâu này nó là đính đá các chị này. Hình quả dâu đính đá cho em cũng là dòng của nó là hàng thông hơi. Để chạy cũng là hàng áo thổ thông hơi cho em các chị này. Lỗ li ti luôn, các chị mặc nó rất là thoáng. Nó không bị bí mồ hôi đâu ạ. Quần jean em còn chị ơi, nhưng mà bây giờ nó lẻ sai chị ạ. Tặng 21 cho em ạ. Tặng 21 cái số điện thoại cho em 129.000. Nếu như em nói cái giá mà em đảm bảo các chị là chỗ nào bán rẻ, các chị, em cho các chị giá lại, các chị cứ yên tâm luôn ạ. Không có chỗ nào bán rẻ hơn nữa đâu ạ. Chị Nguyễn Thu Hà rồi, ok ạ. Tặng 21 chị Thu Nga Lương chốt đơn nhá. Tặng 21 cái số điện thoại. Hình như là nhà mình có còn cái hình mà nó li ti nhỏ nhỏ, chấm chấm nhỏ nhỏ ấy. Ở trong đây kìa. Chị tìm hộ em với. Cái này này không, cái áo như thế này nhưng mà nó có cái hình chấm chấm li ti ấy. Còn cái hình BT còn đó. Không phải chữ BT. Tưởng BT có lên chứ. BT thì lên rồi. Không nhớ cái hình đấy ạ. Cái đây đây mua đúng rồi. Hình như còn không? Rồi tặng 21 nhá. Chị xem một em xem mã này nó còn đủ size không? Cân 1x2x3x rồi con này để chạ lên cho em là tặng 22 đi. Thổ đá em còn ít, bây giờ nó gần như kiểu là sót mỗi mã nó còn ít thôi. Để chạ mã này các chị comment là tặng 22 cho em ạ. Từ size 1x đến size 3xl em á. Em 54 cân, em cao 1m58. Để chạ hiện tại thì em vẫn mặc được size nhỏ nhất. Hiện tại em vẫn mặc được size nhỏ nhất tại vì cái áo này nó co giãn chị ạ. Đây nào tay lỡ, nhà mình còn áo tay lỡ không chị? Tay lỡ chị xem em xem nhà mình còn size gì với. Mã này các chị comment cho em là tặng 22 đúng không? Tặng 22 ạ. Từ 45 cân ạ. Rồi, từ từ á. Thế nào? 1x2x3x đúng không? Thôi mà các chị từ khoảng là chốt đến tầm khoảng 48 cân đi. 48 đến 70 cân. Được chưa ạ? 48 cân đến 70 cân đổ với em chốt đơn ạ. Mã hàng là tặng 22 nhá. Chị Thu Nga Lương rồi, ok luôn ạ. Chị Trâm Anh có đơn nhá. Đấy, các chị yêu nhìn cho em ạ. Form dáng các chị này. Dòng thổ đá, cái hình của nó rất là sang luôn ạ. Hình này đính đá cho em đằng trước các chị này. Đính đá cho em cực đẹp luôn ạ. Mã hàng chuyên là tặng 22. 129.000. Được chưa ạ? 129.000 đồng ạ. Màu lên đẹp. Lên mã này, lên màu nó sang lắm các chị ơi. Dòng áo tổ không có con nào dưới 300.000 giá lúc đầu vụ. Bây giờ là hàng này em vượt được giá sale, em mới khẳng định và em tự tin nói là nếu mà chỗ nào bán rẻ thì em xin phép em cho các chị giả lại mà. Chỉ có nhà em bán được giá này thôi, các chị cứ yên tâm luôn. Để cho chị Tư Võ có đơn là tặng 21 2 chiếc, chị Nguyễn Mai có, chị Nguyễn Tu Hà có, chị Hương Lan Lê có đơn nhá. Tặng 22 cho em, con này còn nhiều không chị? Còn ít thôi. Còn ít á. Like cứ phải like cầm chừng thế này, không dám chốt nhiều. Chốt nhiều sợ không đủ, tại vì là cái mã này là em cũng giao cho khách mua nữa. Ra khách buôn. Còn đâu là em chốt cho lẻ. Để chạy chị Thảo Thảo rồi, ok luôn ạ. Mã hàng chưa là tặng 22 nhá. Em qua mẫu này. Tay lỡ còn đủ size không chị? Mua L với lại XL đó. LXL à? Rồi ok. Tiếp theo em lên tay lỡ nhá. Tay lỡ của nhung ép ạ. Con này hàng nhung ép cho em. Các chị nhìn cho em này. Toàn bộ của nó dòng cao cấp hàng xịn cho các chị luôn ạ. Tặng 23. Tặng 22 em xin phép em qua mẫu luôn ạ. Đây các chị nhìn cho em ạ. Của nó sẽ có những cái lỗ li ti như này các chị này. Mặc nó không bị hở, cái chất không bị lộ, nó không mỏng quá. Nhưng mà cái chất của nó rất là mát. Nhìn cho em ạ, từ cái tắc mát của nó đến túi bóng các chị này. Nhìn cho em áo này, được chưa ạ? Toàn bộ của nó dòng cao cấp nhá bác nhá. Tặng 22 lên đơn hàng cho em ạ. Có size đến dưới 70 cân. Mã này các chị có phải là tặng 23. Tặng 23 cho em ạ, con này nhung ép này.
Để chạm nhung ép cho em đính đá của nó rất là sang luôn ạ. Để chạm của nó sẽ là một cái dòng giữ nhiệt nhưng mà hàng tay lỡ nhá các chị yêu. Để chạm giữ nhiệt cho em hàng tay lỡ này, các chị lên đơn hàng cho là tặng 23. Tặng 23 em có size L với XL đúng không? L XL đâu. Em còn size L XL. Các chị lên cho là tặng 23. Tặng 23. Form này chốt các chị tầm khoảng là 48 cân ạ, 48 cân đến 65 cân. 48 cân đến 65 cân đổ về ạ. Các chị ơi em tặng các chị nốt là 129.000. 129.000 đồng hàng em nguyên tệp. Để chạm hàng nguyên tệp như này ạ, em tặng các chị 129.000 đồng. Chị nào chưa chốt được ngày hôm nay vượt nhanh tay cho em ạ. Để chạm ngày hôm nay vượt nhanh tay, còn chị nào ngày mai nhỡ mà hết hàng cũng thông cảm giúp em nhé. Để chạm ngày mai mà chị nào mà nhỡ mà những cái mã hàng này nó bị hết ý thì các chị thông cảm, tại vì khi mà nó còn 20 cái thì có đến 30 chị chốt là cũng hết hàng rồi. Đến chị thứ 21 là hết hàng. Để chạm tặng 23 kèm số điện thoại cho em 129.000 đồng ạ. Con này là áo của nó là hàng nhung ép nhá. HG em còn chị Phạm Hồng Nhung nhá. HG em đang sale đấy. Bây giờ nó đa số là còn size M đấy ạ. Chị Thảo Anh có ạ, Dung Dương có, Thu Nga Lương rồi ok, chị Ánh Mai ok chốt đơn ạ. Đơn hàng tối qua chốt thì nhà em chưa chốt xong đâu chị Khuyên Bùi nhá. C6 nhà em vẫn còn. Được chưa ạ? Không biết là trong ngày mai có chốt được xong đơn tối hôm qua hay không này các chị này. Nhà em đang tăng cường nhân viên để chốt đơn. Được chưa ạ? Chị Quý Xỉu ok chốt tặng 23. Lên đơn hàng cho là tặng 23 nhá. Em có sai các chị dưới 65 cân. Được chưa ạ? Từ khoảng là 48 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 48 đến 65 cân ạ. LXL 2 size. Đấy, em còn sai các chị dưới 65 cân thôi. Chị nào chuyên 65 cân thì xin phép các bác là ngày hôm nay em hết hàng nhá. Rồi em coi màu trắng. Màu trắng là cái gì em? Chị Quý Xỉu có, chị Nguyễn Nguyệt rồi ok. Em coi mẫu này. Muộn muộn rồi thôi. Thôi thật nhanh nhanh đi. Tiếp theo một con áo đá nữa các chị yêu. Để chạm áo đá em còn sót một cọc này các chị này. Áo đá. Con này chị Vu Xì nhá, em còn đen. Đen với trắng. Em còn màu đen mà em còn màu trắng ạ. Đa số còn màu trắng này. Để chạm đa số em còn màu trắng, còn màu đen em còn ít nhá. Con các chị mình cứ dưới 60 cân cho em ạ. Trắng không mắt gì, bây giờ chị chưa tìm được nó ở chỗ nào em ơi. Nhìn cho em con áo này. Mã này các chị comment là tặng 24 cho em ơi, đúng không? Tặng 24 này. Tặng 24 cho em một con áo phông đá. Tặng 24 cho em một con phông đá này các chị yêu. Các chị nhìn chữ cho em này. Tặng 24. Nhanh tay các chị yêu nhá, 100.000 một cái. 100.000 đồng ạ. Em tặng các chị nốt ạ, 100.000 đồng một áo. Các chị dưới 60 cân cho em ạ, 40 cân đến 60 cân nhá. Trời ơi. Bây giờ nó rẻ quá các chị này. Tất cả của nó phông bọc viền cho em này các chị yêu. Được chưa ạ? Tặng 24 ạ. Em có màu trắng mà em có màu đen. Em có màu trắng mà em có màu đen ạ. Cho em xin mấy cái mẫu phông áo thổ đi chị ơi. Áo len thổ đi. Được chưa ạ? Tặng 24 100.000. Em có đen với trắng nhá. Chốt đẹp thì các chị đến 58 cân đi. Để chạm 60 cân thì em sợ mặc nó hơi ôm quá. Tặng 24 cho em màu đen và tặng 24 cho em màu trắng. Cách số điện thoại cho em 100.000. Bác nào có đơn hàng các bác lấy luôn kèm đơn nhá. 100.000 một áo, 100.000 một áo này. Để chạm 100.000. Các chị gái lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Eo ơi phê này. Các chị nhìn cho em con áo này. Chất gọi là nó đỉnh của chóp luôn. Được chưa ạ? Nhìn cho em đá này. Eo ơi mê ly. Các chị lấy luôn cả màu trắng đi, em thấy màu trắng đỉnh quá. Chất này. Thề luôn ạ, đầu vụ không có giá này đâu. Đầu vụ toàn trên 200.000 hết. Đầu vụ toàn trên 200.000 hết. Bây giờ em xả cô 100.000 một áo. Được chưa ạ, xả lỗ rồi các bác ơi. Kèm đơn hàng luôn đi ạ, kèm đơn hàng luôn cho em. Các chị nhìn cho em con áo này. Chất lượng gọi là nó đỉnh cao luôn này. Mà có 100.000. Nhận hàng các chị kiểm tra hàng chất lượng cho em. Được chưa ạ, kiểm tra chất lượng cho em ạ. Đá này các chị này, ở tay cũng có đá. Được chưa ạ, tay cũng đính đá cho em ạ. Bên ngoài của nó đá nó sáng hơn trên live đấy ạ. Đá sáng hơn trên livestream. Ok chưa ạ? Mỗi này là tặng 24 nhá. Có đen có trắng. Chị nào chốt đen lên đen cho em mà chị nào chốt màu trắng lên màu trắng cho em con áo đá này. Mã hàng cho là tặng 24. Size 1XL là size nhỏ nhất các bác nhá. Hàng này đánh cái 1XL là nhỏ nhất luôn này. Tặng 24 lên đơn hàng cho em ạ. Tặng các chị nốt là 100.000 đồng kèm đơn hàng. Trời ơi có đơn thì các bác cứ dồn đơn vài sản phẩm đi cho bọ ship. Được chưa ạ? Có 100.000 một con áo này nó xả rẻ quá. Con này nó bị làm sao ấy. Dạ, ngày hôm nay gọi là cái gì cũng bán giá mềm nhũn luôn.
Lại Lê có, Trần Thắm có, Đinh Nguyễn có đơn nhá. Lê Thị Xuyên lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Chị nào lấy màu trắng lên đơn xem nào bạn. Tặng 10, tặng 10, tặng 24 à? 24. Tặng 24. Tặng 24 và cách số điện thoại cho em. Để chị ạ, còn có băng đài chiếc không? Để chị ạ, chị nào nhanh thì được nhé. Ngày mai chị nào lỡ hết thông cảm cho em rồi nhá. Tiếp theo ạ, mã này các chị lên đơn hàng cho là tặng 25. Tặng 25 cho em tiếp một con áo tổ. Tiếp cho em một con áo thổ từ size 1X đến 3X, dưới 70 cân ạ. Dưới 70 cân đổ về em chốt đơn. Ok chị ạ, cứ dưới 70 cân đổ về em chốt đơn hàng. Hàng của nó là thổ thông hơi ạ. Hàng thổ thông hơi cho em ạ, tặng 25 ạ. Legging nhá. À, legging thì nhà em chỉ có quần thể thao thôi chị ơi. Đúng lắm, mình muốn legging. Đâu rồi? 25 áo thổ ạ. Thế chị ạ, 129.000, 129.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cho là tặng 25. Ok chưa, dưới 70 cân nhá. Hôm nay các chị từ 50 đến 70 cân, 50 cân cho đến 70 cân ạ. 129.000 tặng 25. Bác nào chưa chốt ở ngày hôm nay nhấc nốt em ngay cho em ạ. Tại vì số lượng, nói chung là bây giờ mỗi một mẫu em chỉ còn tầm khoảng là 10-15, cùng lắm đến 20 chiếc thôi. Đó, giá này gọi là bao giá thị trường mất rồi. Các chị nhá, mã hàng cho là tặng 25. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Cô Hiền về đi. Sáng mai xong hộ nhá. Mày sang ngủ không là toang đấy. Đơn tối qua còn chưa chưa chốt xong này, mới chốt được một nửa. Được lượng mới xong. Thực sự luôn ạ, giờ này em rất là muốn bán, gọi là tại vì giờ này vẫn đông người xem ý. Nhưng mà em đúng rồi, số điện thoại số đuôi 802 là số điện thoại của nhà em nhá. Các chị cứ vào cái trang page của em ý. Đây này, em đều có ghi ở đầu trang đây này, những cái số điện thoại chốt đơn lẻ ý. Đấy, các chị cứ vào trang shop Hoàng Loan thời trang giá rẻ em đang like này, thì nó đều có số điện thoại của nhân viên chốt đơn và số điện thoại hotline giải quyết đơn hàng này, số điện thoại của Zalo xỉ này. Đấy, đều có hết số điện thoại ở đây, có số tài khoản ngân hàng hết. Các chị cứ vào tham khảo những cái số điện thoại chốt đơn nhá. Các chị nếu mà gọi chốt đơn lẻ, các chị đừng gọi vào cái số điện thoại mà chốt xỉ. Đấy. Tất cả những cái số điện thoại mà em đã ghi ở trên này là đều là số điện thoại chốt đơn của nhà em. Có số 802 chị ạ. Gọi lại máy bận thì tại vì là gọi lại, nếu mà các chị ấy máy bận thì các chị nhắn cho em xin một cái tin nhắn bảo là chị chốt đơn hàng em gọi lại cho chị, thì các bạn sẽ gọi lại cho chị luôn. Được chưa ạ? Tại vì máy em gọi chốt đơn lúc nào máy nó cũng máy bận. Đấy, gọi cho chị không nghe thì các bạn sẽ phải gọi luôn sang số điện thoại khác ấy. Chị Minh Lài có, chị Thắm Phạm rồi, ok em chốt đơn ạ. Mã hàng chỉ là tặng 25 đúng không? Ừ. Tặng 25 mà kèm số điện thoại cho em. Chị Tâm Quách đặt lại mã hộ em với, chị nhớ cái mã hôm qua ấy, mà hôm nay mà chị gọi máy bận ý, thì các bạn sẽ bỏ qua đơn của chị. Bây giờ chị muốn mua lại mẫu đấy thì chị đặt lại cho em cái mã của hôm qua nhé, mã của tối hôm qua ấy. Tại vì nhân viên thì em chưa chốt xong đơn của tối hôm qua đâu. Các chị đang đợi, có chị nào đang đợi áo len thổ không ạ? Có chị yêu đang đợi áo len thổ, để các chị vào đây với em đi. Cuối line lên luôn mẫu này đi ạ. Hàng của nó hàng áo hãng. Tình trạng hàng của nó hàng không có cổ hàng hãng. Em còn đỏ với trắng. Em đang còn màu đỏ với em còn màu trắng ạ. Em còn nguyên size M nha các chị nhá. Còn nguyên size M đấy, các chị lên đơn hàng cho là tặng 26. Tặng 26 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em còn nguyên size M các chị này. Em ơi, chất phông nó dày cộp luôn. Để chạy chất phông nó đánh dã man luôn. Hà Nội chưa ship được đâu chị ơi. Mã này các chị comment là tặng 26 ạ. Hàng xịn, thích lên phao giống dài hàng xịn á. Rồi, lên cho các chị một mã nhá. Các chị thích đỏ hay đen, các chị thích màu nào em lên màu đấy luôn. Áo gió em lên rồi chị ơi. Nhà em có cả gió lót lông. Cái gì cũng có mà. Phao rồi là len gió các kiểu luôn, cái gì cũng có. Nhưng một buổi live không thể nào em lên hết mẫu được. Đây, mẫu này em có đỏ với trắng, em có size M thôi, hàng hãng các bác nhá. Chị nào lúc nãy đang đợi áo phông hàng hãng, các chị có còn ở trên live không ạ? Đây các chị này. Bây giờ là em chỉ còn đỏ với trắng thôi.
áo vừa mặc xong là 129, áo thổ là 129.000. À, phụ mã ngày hôm nay chỉ còn nguyên size M. Đây này em còn có đúng 3 cái màu đỏ đấy chị này. Còn đúng 3 cái màu đỏ và 2 cái màu trắng. Em tặng nốt khách hàng em từ khoảng là 45 cân đến 55 cân. 45 cân đến 55 cân đủ với em chốt đơn ạ, 179.000. Chị nhá, 179.000 đồng ạ. Hàng này hàng sót lại thôi ạ, hàng của nó là hàng 350. Hàng 350 bây giờ tặng khách em nốt là 179.000. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Hàng này hàng không cao cấp nhá các chị yêu, hàng mắc lụa ạ. Cho em một cái gì em ơi, mã hàng cho chị với. Được chưa ạ? Hàng xịn cho các chị luôn ạ. 129.000 đồng. 179. À quên, 179.000, em nhầm nhá. Con này 179.000. À, dòng phông cao cấp cho em ạ, 179. 179.000. Áo len thổ nhá chị nhá. Áo len thổ hay là dòng len gì chị? Vì cái gì? Áo len vừa mặc á? Được. Em làm gì đã mặc áo len nào? Phao dáng dài hàng cao cấp nhá. Chị ơi cho em một phao dáng dài hàng cao cấp đi chị ơi. Đỏ. Ừ, đỏ cũng được. Bây giờ em lên các chị một cái mã phao dáng dài nhá. Hàng của nó là trước là hàng hơn 2 triệu. Hàng hơn 2 triệu. Của nó là hàng xịn sò. Để chứ ạ, chuẩn không cần chỉnh luôn ạ. Áo đỏ này á, áo đỏ này là mã tặng 26 chị ơi, comment mã hàng vậy và kèm số điện thoại cho em với. Đây các chị comment cho là phao đỏ đi ạ. Phao đỏ cái mẫu này thì em còn nguyên size S thôi. Đỏ bên ngoài của nó sẽ là tông màu đỏ đô nhá các chị nhá. Màu đỏ đô cho em ạ, phao dáng dài của hàng cao cấp, hàng trước của hàng là 2,5 triệu. Hàng 2,5 triệu. Còn nguyên S nhỉ? Em đang còn nguyên size S. Áo đỏ này em còn nguyên M thôi chị ơi. Áo đỏ của phông này em chỉ còn nguyên size M thôi. Các chị cầm cái áo nó đã xuống rồi. Em mà lên lúc đầu like là hết luôn. Tại vì cái mẫu này chị em chỉ còn sót vài chiếc ý. Cho nên là bây giờ em mới lên thôi. Các bác nhìn cho em một con áo phông hãng này các chị này. Đấy chị ạ, hàng của nó là hàng 380, bây giờ em xả có 179.000. Áo này các chị comment là phao đỏ, thì như cái này chỉ còn sót 2 chiếc đúng không? 3 chiếc à? Còn 3 chiếc của size S, hàng 2,5 triệu. Các chị đang mua ngoại trường là trên 3 triệu nhá các chị yêu. Đấy chị ạ, phao đỏ đúng không? Phao đỏ dáng dài. Bây giờ size S cho đơn các chị tầm khoảng là 45 cân đổ lên nhá. 45 cân đến tầm khoảng là 52 cân đổ về. Đấy chị ạ, 45 đến 52 cân em chốt đơn. Đấy chị ạ, 45 đến 52 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Các chị comment là phao đỏ S và kèm số điện thoại cho em. 1.500.000 ạ. Đấy chị ạ, 1.500.000 đồng. Hàng này nếu mà về đủ size thì giá của nó sẽ không có giá này nữa nhá. Bây giờ em đang lẻ size thì em sale nốt các chị giá này. Đó, 1.500.000 hàng cao cấp cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Phao đỏ cho em nhá. Phao đỏ lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại. Cái này chưa lắp hết cái lông mũ. 1,5 triệu ạ. Cái này em chưa lắp hết cái mũ của nó. Đấy chị ạ, mà các chị xem qua luôn ạ, 1.500.000 đồng. Các chị lên đơn hàng chỉ là phao đỏ 1,5 triệu size S ạ. S các chị có tầm khoảng 52 cân đổ về. Chị nào đã mua dòng này các chị biết đúng không ạ? Đó, 1.500.000. Đơn này nếu mà chị nào chuyển khoản hết 100% em miễn ship. Còn chị nào chuyển cọc thì tất cả các đơn áo phao này em phải cọc tiền mới đi đơn nhá. Tại vì dòng này dòng cao cấp. Đấy chị ạ, em tặng các chị giá 1.500.000. Hàng này hàng của là hàng hơn 2 triệu. Được chưa ạ? 2.500.000 là giá cũ. Bây giờ xả lốt 1.500.000 ạ. À, màu xanh của áo phao em còn chị ơi. Chị tìm cho em còn một con màu xanh của áo phao với. Rồi chị Nguyễn Thị Phượng có đơn ạ. Rồi ôi giá có 1,5 triệu. Được chưa ạ? 1,5 triệu. Hàng đợt trước nhà em bán là hàng 2,4 triệu, 2,5 triệu. Còn thị trường đang bán 2,8 triệu, 3,2 triệu, 3,5 triệu. Có chỗ còn bán 3,8 triệu luôn.
Bây giờ là giá này giá sale, hàng của nó không phải tông màu đỏ chót đâu mà nó tông màu đỏ đô, cho em rất là đẹp và sang. 1,5 triệu. Đây màu xanh đây có luôn. Đây chạm màu xanh, các chị comment theo mã hàng cho em mới nhá. Mã này các chị comment là Y50 cho em mới. Y50 và kèm số điện thoại cho em. Con này phao đỏ cho các chị nắm kỹ cho em cái form dáng của nó đây. Nó không dài quá, con này đến đầu gối thôi. Đấy chạm đến đầu gối đây ạ. Rồi chị Lê Hằng có nhá. Đây chị nấm mộc này chị này. Màu xanh đây. Mẫu này có mấy size chị? Con này có nguyên size S à? Cũng còn nguyên size S đúng không? Cũng còn nguyên size S cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là mã Y50 ạ. 57 cân không vừa áo phao này rồi chị ơi, bây giờ em chỉ còn size S thôi. Có cái mã màu xanh khác thì có size to hơn đấy. Con này còn nguyên size S, màu xanh chị yêu lấy màu xanh thì các chị lên đơn hàng. Chị chặn toàn bộ dòng cao cấp ạ. Hàng Việt thì em chưa lấy về. Cái hàng công ty thì em chưa lấy về, còn bây giờ nó chỉ còn hàng xuất hàng Quảng Châu của size nhỏ thôi ạ. Đa số là còn size S là nhiều. Đấy các chị comment mã này là mã Y50 nhé, màu xanh. Các chị ưng mã nào có thể chụp lại màn hình để nhân viên em tư vấn nhé. Áo phông đỏ là mã tặng 26 chị ơi, tâm quách nhé. Đây chị nào chốt màu xanh lên đơn hàng, 52 cân đổ với em chốt đơn ạ, 45 cân đổ lên nhé. 45 cân đến 51, 52 cân đủ với em chốt đơn hàng mỗi xanh, màu xanh size S này, mã Y50 ạ. Y50 và kèm theo số điện thoại ạ. Y50 1,500,000 nha các chị này. Trời ơi, bây giờ nó rẻ gọi là gần như kiểu 50%. Cái trạng ngắn cao cấp em có chị ơi, gần như 50% luôn. Có hai còn sót hai con nâu này. Con nâu của hàng Lông Vũ, có chị nào thích hàng Lông Vũ không ạ? Dáng bomber nhá. Chị ơi, cái màu xanh này hình như là nó còn một mã, nó có đủ size S, M, L trong này này. Đây này, cái mã này có đủ size này. Có một mã màu xanh đủ size, chị nấm mộc đợi em một tí nhá. Bây giờ em lên các chị, em còn sót hai con áo B của hàng ngắn để chạy hàng bomber cho em ạ. Chị nào chốt Y50 các chị lên đơn nhá. 1,500,000 một áo ạ. Còn đây là dòng phao hàng Lông Vũ ạ. Đây là phao Lông Vũ cho em ạ. Để chạm phao Lông Vũ nhá các bác nhá. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Phao nâu đi. Các chị comment là phao nâu và kèm số điện thoại ạ. Phao nâu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Xem nào, con này xem bán nốt bao nhiêu tiền được. Đợi em một tí, nó sẽ có một cái mã hàng, có một cái mã hàng nó sẽ có đủ size. Đấy, mặc cái phao ngắn Lông Vũ này đã. Hôm nay các chị tập khoảng 50-55 cân. Để chạy chị nào tầm khoảng 50 cân đến 55 cân đổ về em trước hơn, em xả nốt các chị 280. Để chạy con này phao Lông Vũ hàng cao cấp cho em ạ. Xem nốt các chị là 280.000, còn đúng 2 chiếc nhé. Em còn đúng 2 chiếc thôi ạ. Các chị nào lấy lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em. 280.000 ạ. Dưới 55 cân đổ về em chốt đơn nhá. Từ 50 cân đến 55 cân ạ. 50-55 cân. 280.000 một áo ạ. Hàng phao Lông Vũ cao cấp ạ. 280. Xịn sò nhá các chị này. Nhìn cái màu của nó cũng rất là sang luôn ạ. 280. Đó. Hàng này theo cho em nhá. Hàng Lông Vũ ạ. Phao Lông Vũ hàng cao cấp ạ. Từ trên 50 cân đến tầm khoảng 55 cân đổ về. 50 cân đến 55 cân. Để chạy các chị comment là phao nâu và lên số điện thoại cho em hàng cao cấp hàng Lông Vũ nhé bác nhé. Để chạy các chị nhìn áo cho em ạ. Các chị cứ từ form các chị từ 50 cân đến 55 cân. Em còn sót 2 chiếc em xả nốt các chị là 280. Hồi trước là hàng 550. 550 với lại hơn 600. Tầm dao động khoảng 550-600. Bây giờ em tặng nốt khách hàng em là 280.000. Còn đúng 2 chiếc. Để chạy form từ 50-55 cân ạ. Tâm quách rồi ok. Dáng này dáng bomber cho em. Để chạy hàng form bomber cho em cái này ạ. Rồi phao nâu này. Còn đúng 2 chiếc thôi. Nhẹ nhưng mà nó rất là ấm. Rồi các chị biết là phao Lông Vũ nó không hề nặng một tí nào. Nó nhẹ thôi nhưng mà nó có gọi là cái giữ nhiệt nó cực kỳ là xuống. Ấm. Để chạy đây là dòng phao của nó hơi lỡ một chút mã này đi.
này có hai size SM. Để chặn dòng này là dòng phao lỡ cho em ạ, dòng phao trùm mông nhá các chị nhá. Cái này dáng ngắn, dáng lỡ lỡ cho em ạ. Hai size SM, các chị comment mã đây là các chị comment là mã bao nhiêu đây? 9726 ạ, mã hàng chứ là 9726. Em có hồng này, có màu đen và có đúng một chiếc màu be. Em có hai size là size S với size M. Để chặn hai size là size S với size M, các chị lên đơn hàng trên là mã gì ạ? 9726. Để chặn em xem nốt các chị nốt là 450.000. Để chặn 450.000 đồng ạ. Xem còn mấy chiếc nữa. Con này 450 nốt nha bác nhá. Hàng nó nhẹ tênh luôn, các chị nhìn cho em cái form dáng của nó đây. À này con hàng Quảng Châu cho em ạ. Các chị lên mã này cho em là gì nhỉ? 9726 ạ. 9726 lên đơn, cái này vừa bóc vào trong túi ra nên cái lông nó chưa có độ rủ. Để chạm 9726 và kèm theo số điện thoại cho em ạ, 450. Để chạm 450 ạ. Em có nâu với đen, à quên hồng này. Đen này các chị này. Hồng đen với lại là màu một kem nữa, một kem có đúng một chiếc ạ. Các chị nhìn cho em áo này. Dạ, siêu phê luôn. Các chị lên mã này cho em là mã gì nhỉ? 9726 ạ. 9726. Từ khoảng size S các chị tầm khoảng 53, 52, 53 cân. Size M các chị tầm khoảng 57, 58 cân đổ về. Để chặn size M các chị tầm 57, 58 cân đổ về, các chị lấy lên đơn hàng cho em ạ. 9726 nhá. 9726 450. Đây màu đen này, bác nào lấy màu đen lên số điện thoại cho em ạ. Dòng này của nó là hàng cũng là dòng lông vũ cho em. Size SM. Đây, bác nào lấy đen lên đen cho em này. Thì chạy, dòng này của nó sẽ là dòng kiểu trùm mông một tí. Xem lại áo giáp kép là cái gì. Cái mẫu này cái gì này, dáng dài. Mẫu này có đủ size SML đúng không? Mã này của nó sẽ đủ size SML ạ. Mã này bao nhiêu đấy? 4XL nhá. Các chị từ khoảng là 48 cân ạ. 48 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. 48 cân đến 60 cân. Được chưa ạ? Xem nó các chị nốt là 1.500.000. Cái này em có cả đen với lại màu xanh nhá, hai màu ạ. Hai màu đen xanh cho em 1.500.000. Hàng này là hàng xả nhá bác nhá. Nhưng mà vẫn đủ size đấy ạ. Mã này vẫn đủ size đủ số. Đấy, mỗi màu nó chỉ có 1 2 chiếc thôi ạ. Lên cho em mã này là H3 đúng không? Mã H3 cho em ạ. SML dưới 60 cân ạ. 60 cân đổ về em chốt đơn nhá. 48 đến 60 cân đổ về em chốt đơn hàng. H3 lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại ạ. Đấy, có cả đen này các chị này. Có cả tông màu đen cho em ạ. Dòng phao dài hàng cao cấp cho em ạ. 1.500.000. Hàng sale, hàng trước là hàng 2.500.000 nhá các bác nhá. 2.500.000 bây giờ xả các chị là 1.500.000 ạ. Bác ca em có chị ơi. Bác ca có nhá. 1.500.000 một áo ạ. Đen với lại màu xanh, xanh của nó bên ngoài nó đẹp lắm. Màu xanh như kiểu màu xanh la vi ấy. Màu xanh này nó cũng là cái màu xanh kia mà chị, chẳng qua nó khác kiểu thôi. Nó khác kiểu thôi, màu xanh nó như nhau ấy chị ạ. Nó cùng một cái màu xanh mà chị lại bảo màu xanh kia với màu xanh này, chẳng qua nó khác cái kiểu của nhau thôi. Bên ngoài của nó cùng là một màu đấy. Bên ngoài của nó cùng một màu. Chứ không phải khác màu đâu. Chẳng qua nó khác kiểu thôi chị ạ. Đây màu đen đây, chị nào thấy màu đen các chị lên đơn.
Eo em thế luôn, trong vụ hàng em bán 2 triệu rưỡi không chẳng có hàng bán, tại vì giá thị trường là trên 3 triệu cơ. Thị trường nào là trên 3 triệu. Bây giờ là em xả tại vì là bây giờ nó chưa lạnh ý. Lúc bắt đầu lạnh thì giá của em nó sẽ về đủ size thì giá của nó sẽ khác các bác nhá. Giờ cái hàng len mông tơ ghi ấy, cọc tay hoa cúc ấy, bây giờ người ta đã xỉ hai mấy rồi các bác ạ, chưa nói gì đến hàng dài tay. Hôm nay các chị lên nốt cho là tặng 27 nhá, tặng 27 và kèm theo số điện thoại cho em một con hàng áo cao cấp cho các chị yêu. Để chị ạ, tặng 27 này, em có màu nâu với màu be, hai màu là màu nâu với màu be. Các chị gái lên đơn hàng cho em là tặng 27 ạ, tặng 27 và kèm theo số điện thoại cho em. Vâng, các chị dưới 65 cân đổ về ạ. Từ 4 trên 40 cân đến 65 cân nhá. Cái quần này, cái thân áo các chị mặc rất là đẹp luôn. Để chị ạ, pha hoa nhí cho em ạ. Em có hai màu nâu với be. Để chị ạ, hai màu nâu với be cho em. Em tặng khách hàng nốt là 239.000. 239.000 đồng một áo. Con này là dòng siêu cấp cho em, số lượng nó còn vài chiếc thôi. Để chị ạ, số lượng nó sẽ có vài chiếc, không có nhiều. Các chị comment mã này là mã gì ạ? Hả? Tặng 27. Tặng 27 đúng không? Con này mình trước mình có rồi. Tặng 27, đúng rồi, hàng này trước hết sạch rồi. Hàng này hàng về phía sau, hàng này hàng đặt thêm. Thì chị hàng đặt thêm cho em ạ, tặng 27 các chị nhìn áo này. Toàn bộ của nó hàng hoa cúc, hàng cao cấp nha các bác nhá. Lên mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Một, đã quên, 239 ạ. 239.000. Áo da lót lông em còn, chị Thu Huyền nữa ơi. Nhưng mà thôi ạ, hôm nay muộn rồi không lên nữa nhá. Tặng 27 em có hai màu là nâu với be. Chị nào có đơn hàng các chị lấy dùng đơn. Còn thị trường vẫn đang bán trên 300 nếu mà vào trong vụ. Thì chị ạ, đợt trước em bán là 280. Bây giờ là giá này là giá hàng bắt đầu là vào mùa ấy, nhưng mà nó chưa lạnh ấy. Thế cuối live thì em lên các chị mấy cái mã này kèm đơn hàng luôn ạ, 239.000. Để chị ạ, đảm bảo các chị luôn ạ, giá bao giá toàn quốc luôn, 239.000 đồng ạ. Chị Trần Hoài rồi ok chốt đơn ạ. Chị Mộc Long rồi ok chốt đơn màu nâu. Em thử lên cho các chị xem tông màu be nhá. Xem tông màu be luôn đi ạ. 239, mỗi màu nó chỉ còn vài chiếc thôi ạ. Đây màu be đây. Màu be. Tay pha hoa nhí trông các chị mặc nó trẻ trung mà đẹp lắm, nhìn nó sang. Đặng 27 rồi ok chị Lê Thị Xuyên ạ. Hano Bomber hết hàng chị ơi. Đây màu be đây, chị nào lấy màu be các chị lên đơn hàng nhá. Màu be. Đặng 27 ạ. Đấy các chị nào tinh mắt các chị nhìn cho em những cái hàng phong, cái hàng áo len hoa cúc ấy. Toàn bộ của nó hàng không có dưới 300.000. Đấy, mỗi màu thì em còn vài chiếc thôi ạ. Tặng 27 lên đơn hàng cho em ạ. Một, à quên, 239.000 đồng ạ. Chị Hoa Nguyễn có ạ, chị Liên Đoàn có, chị Lê Thị Xuyên rồi ok em chốt đơn ạ. Những cái hàng này thì em sẽ không có số lượng nhiều đâu, tại vì nó hàng cao cấp thì em phải nhập ít về để em bán kèm kèm theo thôi. Với lại hàng này thì giá nó em cũng chưa nhập được giá sale ấy. Giá sale này là cái giá này em đã nhập được rẻ rồi chứ không có giá sale sâu lắm đâu các chị yêu. Không có sale sâu như kiểu là hàng cuối vụ mà hàng này toàn bộ là hàng đầu mùa. Đấy chị ạ, chị Đặng Hương Giang có, chị Liên Đoàn rồi ok, em không có đồ trẻ con ạ, em chỉ có đồ người lớn thôi. Đồ trẻ con hiện tại là dịch cái này thì em chưa đi lấy được hàng. Chị Huyền Phạm có đơn nhá. Lên các chị một mã lên thủ nhá. Sao hôm nay em like, sao nó nhanh muộn thế nhở? Cái hàng hoa cúc đây có một mã này nữa này, có mã này cũng đẹp chị ơi. Em bảo có cái hàng hoa cúc mà hôm qua nó mới về. Hoa cúc là hàng gì? Đây này, cái mã như này này, nhưng mà nó khác kiểu ấy, nó pha tay ren lông ấy. Thấy không? Đây có một mẫu này nữa cũng đỉnh, đẹp lắm, đỉnh cao, em chọn cho các chị hai mẫu gọi là xuất sắc. Đây ạ, mẫu này các chị comment là tặng 28. 11 rưỡi rồi.
Đây ạ, tặng 28 cho em. Con này bán bao nhiêu tiền được? Các chị nhìn len này, phê tít luôn. Được chưa ạ, tặng 28. Tay của nó pha ren lông các chị yêu nhá. Tay pha ren cho em đi này. Em đang có màu đen này, màu đen này các chị yêu, màu đen này, màu nâu tây này, màu be với màu vàng. Màu vàng thì em là màu vàng mơ các bác nhá. Màu vàng mơ ạ. Lên cho em mẫu tặng 28 đi. Thôi ạ, cố gắng lên cho các chị mấy mã để cho các chị kèm đơn hàng luôn. Đấy, cho tiện ship đúng không ạ? Nhiều lắm. Em thề luôn, nhà em một nhà lên, nhà em còn chưa lên hết được. Chứ không phải nhà em có ít đâu. Một buổi live em không thể nào em lên hết các mẫu được. Lên nhiều lắm, chưa lên hết được. Một buổi live thì xin phép các chị là em lên một vài mẫu thôi. Tặng 28 đội em một tí nha, em mặc thử các chị siêu xem. Đợt trước em bán rẻ nhất là 290 rồi. Tại vì hàng ở trong vụ giá của nó nhập rất là cao. Bây giờ là em nhập, em ôm từ lúc mà nó thời tiết nó còn đang nóng ấy. Kể cả cái gì cũng thế. Đấy, từ áo phao cho đến áo parka. Bọn em bán hàng cứ phải gọi là tranh thủ. Khi mà thời tiết nó đang nóng thì mình nhập được hàng trước thì giá của nó sẽ mềm hơn. Đây các chị nhìn cho em ạ, tông màu nâu này. Nâu của nó nâu tây nhá, em có be nâu tây này, màu đen màu vàng. Be nâu tây đen vàng ạ. Này, cái mẫu này hôm trước mình mặc với lại là cái chân váy len ý. Phê lết luôn. Đây các chị gái nhìn cho em này. Nhìn cho em những cái đường chám nhá các chị yêu nhá. Trần chám cho em rất là đẹp. Để chạm tặng 28. Em tặng luôn khách hàng ngày hôm nay là 239.000 một áo. Đấy chạm. Đấy, cho các bác thẩm những con len hàng của nó, hàng siêu cấp cho em như này. Mắc hoa cúc, các chị yên tâm luôn về để cái chất lượng. Chị ơi, thiếu màu be nữa. Tặng 28, đây là màu này, màu vàng mơ các chị nhá. Màu vàng mơ cho em này. Màu đen này. Cái chạm màu đen cho em ạ. Tất cả của tay pha ren lông, các chị mặc trông nó cực kỳ là sang. Đây là màu be ạ. Màu be cho em. Cái mã này các chị mặc với lại là quần sóc da, sóc nhung hay là chân váy ấy. Mặc lên xong rồi các chị đi giày cao ấy, sang lắm. Các chị đi với giày thể thao cũng đẹp. Lên cho em mã là tặng 29. À tặng đúng không? Tặng 28 đúng không? Tặng 28 màu be đây ạ. Đây là màu be cho em. Các chị nhìn từ lên này. Nó nét căng luôn. Được chưa ạ? Ôi giời, ông chồng ông bảo 11:30 rồi. Hôm nay khách hàng cứ gọi là nhiệt tình quá. Thôi em xin phép em xuống live nhá. Muộn quá rồi. Thôi ngày mai lại mặc màu đen nhá. Em thử mặc tiếp các chị màu đen, các chị ngắm kỹ cho em nó, các chị lên luôn số điện thoại đi. Tại vì bây giờ cũng khá là muộn rồi, thử màu đen luôn đây. Tặng 28 màu đen. Thì chị ạ, tặng 28 cho em màu đen ạ. Chị Hoa về muộn có sợ không? Có sợ ma không? Nào có bắt ma, nó sợ điểm. Phép mồm. Bà chân thì sợ ma. Đây, màu đen nè các chị này. Được chưa ạ, tặng 28 cho em màu đen và kèm số điện thoại cho em ạ. Form thoải mái các chị dưới 65 cân. Đôi giày em đi kìa, đôi giày mẫu thì em không có bán chị ơi. Được chưa ạ, Duy Anh Phạm có đơn ạ. Em ơi, 239.000 đồng các chị không chốt. Vào vụ không có giá này đâu. Trời ơi, các bác đừng lăn tăn. Được chưa ạ, giờ này là các chị mua được giá đẹp nhất rồi các chị này. Màu cho em ạ, toàn màu đẹp nhá. Bây giờ các chị chọn còn được màu đẹp. Lên thổ hôm nay, tối nay không lên lên thổ đâu bác ơi, muộn quá rồi. Đấy chị ạ, các chị chọn màu và chọn nó gọi là form, các chị cứ dưới 65 cân đổ về cho em ạ. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn nhá. Ôi, xin phép các bác em xuống live đây. Đơn thì các bác cứ gọi là bình tĩnh cho em, bị đơn tối nay có thể sang đầu giờ chiều ngày mai nhà em mới gọi được ạ. Tại vì là nhà em còn chưa chốt xong đơn của tối hôm qua. Bây giờ tầm giờ này nhập được lên đã là đỉnh cao rồi các bác ạ. Năm nay nhập hàng rất khó. Năm nay nhập được hàng len mà hàng hoa cúc này rất là khó. Còn hàng len mà tràn lan, hàng của nó hàng rẻ ấy, thì nó đầy các chị ạ. Hàng len tầm khoảng vài chục nghìn, 100.000, hơn 100.000 nó nhiều lắm. Nhưng mà cái chất len các chị chỉ mặc được là 1-2 lần nó dão. Áo nó mặc là 239.000 đồng chị ơi. Các chị chỉ mặc được 1-2 lần nó dão ra những cái chất len nhà em các chị này. Nhìn cho em những cái dòng hoa cúc các chị ơi, nó rất là đanh luôn.
mà giá thị trường không bao giờ có dưới 300 nghìn. Được chưa ạ? Bây giờ các chị mua từ lúc đầu mùa này và thời tiết đang nóng như này chưa lạnh ý, để các chị mua được giá đẹp thôi. Chị Hoa Nguyễn rồi ok. Chị Ánh Lê 239 nghìn đồng một áo chị ạ. Đấy, các chị lấy lên đơn hàng mà kèm số điện thoại. Cái màu vàng mơ ở bên ngoài nó đẹp lắm nhá. Đấy chị ạ, đợt trước em bán được cái màu này nhiều nhất luôn này. Đấy chị ạ, màu vàng mơ cho em ạ, nhìn tớ lên cho em. Hàng phao cao cấp tối hôm nay nhà em lên được 2 mẫu thôi chị ơi. Không lên được hết được. Ngày mai em lên tiếp ạ. Rồi ạ, tặng 28 nhá. Số lượng thì các chị cứ chốt thoải mái, tại vì hàng đầu mùa nhà em lúc nào cũng ôm số lượng nhiều cho các chị. Đấy chị ạ, cho các chị gọi là cứ thoải mái đi. Đấy. Tặng 28. Chọn màu cho em ấy, các chị cứ dưới 65 cân. Và em nghỉ đây ạ. Bye bye các chị yêu nhá. Chúc các chị yêu mình ngủ ngon ạ. Áo này là mã tặng 28 chị ơi, Ánh Lê nhá. Tặng 28. Màu nào cũng đẹp, 4 màu em chọn các chị gọi là tông màu của nó gọi là quá xịn luôn. Nó là trần trám hết như này cho em các chị nhìn này. Thớ lên nó đanh nó nét như này mà chị. Để chị ạ, thường buổi tối em like từ 8:30 chị ơi, Phạm Linh nhá. Để chị ạ, xịn này các chị này, toàn bộ của nó này, tag mark này. Lên đơn hàng cho em mà mã gì ạ? Tặng 28. Gen của nó là gen lông. Hot gen lông cực kỳ luôn ạ. Mẫu này bắt đầu từ cuối năm ngoái mới có. Và đầu năm nay vẫn chạy những cái mã này. Nay nay mới chạy cái mã này. Nó vẫn đang hot. Và em phải ôm từ lúc bây giờ mới có giá đẹp cho các chị ạ. Chị Ánh Lê rồi ok, chốt đơn dồn nhá. Rồi em xuống like đây ạ. Đây các chị.